Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 309, một con bài tẩy của anh trong tay tôi. Tôi cảm thấy lời đề nghị của Chủ tịch Vương là rất kịp thời, tôi đã cùng nói với Bí thư Dương về vấn đề này. Bí thư Dương yêu cầu chúng tôi cần phát huy đầy đủ tác dụng của mình ở phương diện công tác chính trị, phải nắm bắt và xem phương diện tác phong như trọng điểm. Tôi cũng đã có trao đổi với trưởng phòng Tôn về phương án chỉnh đốn tác phong lần này, vốn nghĩ rằng sau khi cho ra phương án tốt nhất sẽ đăng báo cho hội nghị thường ủy. Bây giờ Chủ tịch Vương đã lên tiếng, chúng tôi cũng không cất giấu, xem như mọi người nắm chắc công tác chứng thực. Âm thanh của Trần Lộ Giao có chút trầm thấp, lại sinh ra một lực lượng làm cho người ta phải tin phục. Tuy không ít người biết những lời phát ra từ miệng hắn chính là bịa đặt, thế nhưng bọn họ cũng không khỏi bội phục tâm tư nhanh nhạy của Trần Lộ Giao. Vẻ mặt căng thẳng khẩn trương của nhóm người Dương Quân Tài, Lưu Truyền Pháp và Tôn Quốc Lương đã buông lỏng đi khá nhiều, bọn họ cũng đã nghe rõ ý nghĩ của Trần Lộ Giao, đó chính là chủ động kéo công tác chỉnh đốn tác phong về phía mình. Chỉ cần quyền chủ động nằm trong tay mình, không phải tất cả đều do mình quyết định sao? Chỉ cần không buông lỏng công tác chỉ định Giang Sơn, mặc kệ anh đi về phía nào cũng như nhau mà thôi. Đám người Dương Quân Tài hiểu thì nhóm Đỗ Tự Cường cũng hiểu. Bọn họ tất nhiên sẽ không muốn phương án Vương Tử Quân tự mình khởi xướng lại rơi vào trong tay của đám người Trần Lộ Giao. Sau khi Trần Lộ Giao nói xong thì chợt nghe Tiếu Tử Đông nói. Tôi cảm thấy công tác chỉnh đốn tác phong sẽ không cần phải làm phiền công tác tổ chức, chúng ta có ban ngành kiểm tra kỷ luật, có ban ngành tư pháp, tôi cảm thấy công tác chỉnh đốn tác phong do hai ban ngành này đi đầu thì hay hơn, cũng mạnh hơn so với phòng tổ chức, bọn họ sẽ vừa có phân công vừa có hợp tác. Chủ tịch Tiếu. Anh nói như vậy cũng không đúng, nếu nói đến công tác giáo dục tư tưởng của cán bộ thì phòng tổ chức sẽ phù hợp hơn. Tôi cảm thấy công tác này nên giao cho phòng tổ chức thì hay hơn. Lưu Truyền Pháp biết bây giờ không phải là thời điểm khiêm nhượng, sau khi Tiếu Tử Đông nói xong thì cũng lên tiếng phản kích. Tình huống quyết đấu xem như chính thức bắt đầu, lúc này đám người Trần Lộ Giao giống như đã bị dồn đến điểm cực hạn, đều cảm thấy mình không thể nào tiếp tục lùi bước. Trần Lộ Giao là phó bí thư quản lý công tác chính trị sở dĩ có lực ảnh hưởng lớn cũng là vì sắp xếp được nhiều người, nếu để cho đám người Vương Tử Quân lợi dụng công tác chỉnh đốn tác phong để đẩy người của mình sang một bên, như vậy bọn họ sẽ rơi vào thế cục bất lợi, sẽ rơi vào tình huống nguy cơ tứ phía. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếu Tử Đông còn muốn tranh luận vài câu với Lưu Truyền Pháp, chợt cảm thấy Vương Tử Quân khẽ khua tay nói. Chỉnh đốn tác phong chính là một công tác cực kỳ quan trọng của huyện ủy chính quyền, ai cũng có thể đi đầu, Bí thư Dương, anh thấy ai nên đi đầu? Dương Quân Tài không ngờ Vương Tử Quân lại đặt câu hỏi như vậy với mình, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Vương Tử Quân, trong đầu chợt xuất hiện nhiều ý nghĩ. Hắn cảm thấy Vương Tử Quân đang chờ mình mở miệng, sau đó đối phương sẽ không nói hai lời mà công kích mãnh liệt, sau đó sẽ cho thấy kết quả công kích là như thế nào. Dương Quân Tài tức giận. Hắn cảm thấy mình khó thể áp chế. Hắn thầm hiểu những tính toán của Vương Tử Quân, nhưng càng hiểu càng tức giận hơn. Hắn biết mình đề xuất ý kiến thì sẽ lọt vào vòng phản đối của đám người thân cận với Vương Tử Quân, kết quả chờ đón mình chỉ là mất mặt mà thôi. Nhưng bây giờ cũng không còn là thời điểm lùi bước, nếu như mình lùi bước, sợ rằng sẽ càng xấu hổ. Muốn đánh thì đánh, cùng lắm thì làm cho sự việc phát sinh huyên náo, tôi sẽ phản ánh tình huống ban ngành huyện Lô Bắc không đoàn kết cho tuyến trên. Dù không có thể ép Vương Tử Quân ngã xuống, ít nhất cũng thông qua đó để có thể vận tác được với hai ba vị thường ủy. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Dương Quân Tài trầm ngâm một lát rồi khẽ ho một tiếng nói. Tôi cảm thấy chuyện này nên do Bí thư Trần chủ trì thì hay hơn, ban ngành công tác chính trị của bọn họ đã có chuẩn bị, hơn nữa công tác chỉnh đốn tác phong và tăng cường giáo dục cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Dương Quân Tài nói xong thì dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Vương Tử Quân. Lúc này hắn có thể nói là rất bình tĩnh chờ đợi những phản kích sắc bén từ phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân dùng ánh mắt lẳng lặng nhìn Dương Quân Tài, hắn khẽ uống trà, giống như không vội phát biểu ý kiến. Dương Quân Tài nhìn bộ dạng nhàn nhã của Vương Tử Quân mà trong lòng thầm nghĩ, người này không phải đang chờ đồng lõa của mình lên tiếng đấy chứ. Nếu như vậy thì biểu hiện của mình xem như vẫn thấp hơn đối phương khá nhiều. Dương Quân Tài thầm mắng Vương Tử Quân là loại xảo quyệt. Đúng lúc này thấy Vương Tử Quân đặt ly trà xuống rồi nói. Tôi cảm thấy lời đề nghị của Bí thư Dương là rất hay, chuyện này do Bí thư Trần đi đầu, phòng tổ chức là đơn vị chấp hành. Vương Tử Quân ủng hộ đề nghị của mình, Dương Quân Tài chợt sững sờ, hắn thấy chuyện này đối phương nên không nhân nhượng với mình mới đúng, sao lại tỏ ra ủng hộ quyết định của mình. Không phải đối phương bị lừa đá vào đầu đấy chứ.
Dương Quân Tài thầm nghi hoặc khó hiểu, những người khác cũng rất hồ đồ. Tạ Minh Phương là bí thư ủy ban kỷ luật, hắn cũng rất quan tâm đến những chuyện thế này, trong lòng hắn cũng hiểu chuyện này nên do ban ngành kỷ luật đi đầu, đã chuẩn bị sẵn sàng để tranh thủ công tác sau khi Vương Tử Quân mở miệng phản đối. Nhưng hắn cũng không ngờ Vương Tử Quân lại chẳng quan tâm mà chọn phương án buông tha. Đây không phải là đầu voi đuôi chuột sao? Tạ Minh Phương dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Tử Quân, những người có cùng tâm tư cũng đưa mắt nhìn sang Vương Tử Quân. Bí thư Trần là một cán bộ lão thành trong công tác chính trị, lão tướng xuất trận, tôi cảm thấy công tác chỉnh đốn tác phong lần này hoàn toàn có thể chống lại khảo nghiệm của tổ chức. Vương Tử Quân dùng giọng tràn đầy nụ cười nói với Trần Lộ Giao. Trần Lộ Giao nhìn gương mặt với nụ cười tủm tỉm của Vương Tử Quân, trong lòng chợt bùng lên cảm giác xấu, nụ cười vui vẻ của đối phương sao lại làm cho mình cảm thấy là lạ thế này. Một câu chống lại khảo nghiệm của tổ chức vừa ra khỏi miệng Vương Tử Quân đã làm cho không ít người ngửi ra được hương vị. Đỗ Tử Cường nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, đối phương có gương mặt góc cạnh rõ ràng, âm thanh phát ra từ cặp môi hơi mỏng thật sự rất trầm bổn du dương, lời nói có khí phách, ngay cả những động tác giơ tay nhấc chân cũng rất trưởng thành. Đỗ Tử Cường nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, trong lòng càng cảm thấy vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này không thể khinh thường. Dù là rơi vào tình huống nào, hoàn cảnh nào thì người này cũng ung dung trấn tĩnh, lại rất tùy ý, vững vàng. Hơn nữa người này lại thích giấu trí tuệ của mình vào bên trong, trong lòng tuy tràn đầy sóng cồn nhưng biểu hiện bên ngoài lại trầm tĩnh như nước giếng sâu, không chút biểu hiện. Đỗ Tử Cường nghĩ rằng Chủ tịch Vương sẽ thông qua việc tranh đoạt quyền chủ đạo trong công tác chỉnh đốn tác phong lần này để cho ra một đòn phản kích cực mạnh của mình, nhưng không ngờ Chủ tịch Vương lại không ra bài theo quy tắc thông thường, thật sự rất bất ngờ. Lúc này lão cẩn thận suy xét và chợt bừng tỉnh, đây là chỗ cao minh của Chủ tịch Vương, hành động làm cho người ta khó thể đề phòng, lợi dụng thời điểm chưa rõ ràng để cho ra sắp xếp làm người ta mở rộng tầm mắt. Thế là lúc này bản thân hắn đã đi đến một địa điểm tiến có thể công lùi có thể thủ. Lại sừng sững như ngọn núi, khống chế tự nhiên, chỉ huy như định. Chương 309, ba con bài tẩy của anh trong tay tôi. Lý Cẩm Hồ cũng không khách khí, hắn nâng ly lên làm một ngụm, sau đó lại dùng giọng cảm khái nói. Chủ tịch, tôi đến để cầu duyên, huyện Lô Bắc chúng ta đều nói sẽ coi công tác kêu gọi đầu tư là trọng điểm, nhưng tôi dùng hết sức lực để kêu gọi đầu tư, khốn nổi công tác chứng thực lại giống như đứa bé mới sinh, rất rằng co và mất thời gian. Chúng ta muốn cho ra một giấy phép kinh doanh phải mất hơn cả tháng, hơn nữa còn phải chạy qua chạy lại các cục ban ngành, nếu tình huống như vậy cứ tiếp diễn thì làm sao có thể đảm bảo kêu gọi đầu tư, nhà đầu tư có ở lại hay không? Tiếu Tử Đông nghe những lời phàn nàn của Lý Cẩm Hồ, hắn không đợi Vương Tử Quân mở miệng mà cười nói. Này cậu Lý, thiên hạ đều là quả đen thì mình khó thể nào là quả trắng, đây là bệnh chung của ban ngành khối chính quyền, cửa khó vào, mặt khó coi, lời nói khó nghe, việc khó làm. Anh có người quen thì còn dễ nói, nếu như anh không có người quen, anh lại xông vào như ruồi bọ, bọn họ sẽ tìm ra lý do, lấy cớ để cố ý làm khó. Theo tôi thấy anh nên phân biệt rõ nặng nhẹ, hạng mục nào ở cấp bậc nào, như vậy sẽ khỏi phải ôm đồm, cái gì cũng luống cuống. Lý Cẩm Hồ tuy phàn nàn nhưng lại biết rất rõ về hiện trạng vào lúc này, hắn lắc đầu thở dài một hơi, cảm thấy chỉ có như vậy mà thôi. Lúc này ý nghĩ của Vương Tử Quân lại rơi vào công tác chứng thực. Sau này cơ cấu sẽ tinh giảm, dù có chút khuyết điểm nhưng lại không che giấu được ưu điểm, vì nói một cách tổng thể thì sẽ giảm trình tự đi xin con dấu, đề cao hiệu suất công tác. Tử Đông, Cẩm Hồ, bây giờ công tác chứng thực khó quản lý vì có quá nhiều ban ngành chủ quản, bọn họ đều có căn cứ pháp luật của riêng mình. Đối với tình huống này thì chúng ta nên thu hồi tất cả quyền lợi lại cũng không phải quá thực tế, nhưng nếu chúng ta có thể làm cho các đơn vị có quyền phê duyệt tập trung vào một chỗ, tạo thành một đại sảnh phục vụ hành chính. Như vậy quyền lợi vẫn thuộc về các cục và ban ngành nhưng lại giảm bớt quá trình lưu động công văn. Đồng thời chúng ta căn cứ vào tình huống để quy định thời gian phê duyệt văn kiện của đơn vị, cố gắng hoàn thành quá trình phê duyệt trong thời gian sớm nhất, bớt lãng phí thời gian. Lý Cẩm Hồ và Tiếu Tử Đông nghe những lời của Vương Tử Quân, gương mặt từ ngưng trọng biến thành sợ hãi. Bọn họ là phó chủ tịch huyện, chỉ sau nháy mắt đã phát hiện ra lợi ích của phương án mà Vương Tử Quân đang đề ra. Đó là tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong quá trình phê duyệt văn kiện. Vương Tử Quân thật sự cũng chưa từng nghiên cứu qua vấn đề tập trung hành chính, lúc này nói ra cũng chỉ vì chút ký ức của mình với công tác hành chính vào kiếp trước. Hắn nhìn bộ dạng nhập thần của Tiếu Tử Đông và Lý Cẩm Hồ, hắn tiếp tục lên tiếng. Đối với vấn đề xin con dấu, chúng ta có thể sắp xếp phương án một cửa một dấu, khỏi hành nhân dân và doanh nghiệp chạy qua chạy lại,
thật sự rất mệt mỏi. Chủ tịch Vương, biện pháp của anh rất tốt, không cần nhúng tay vào công tác của các phòng ban nhưng lại làm cho người trong cuộc tiết kiệm thời gian. Đặc biệt là công tác phục vụ một cửa một dấu, tuy không thể xử lý tất cả vấn đề tồn tại trong công tác hành chính, thế nhưng lại có hiệu quả đề cao công tác hành chính. Tôi cảm thấy chúng ta nên áp dụng phương án này càng nhanh càng tốt, tốt nhất là nên chuẩn bị đầy đủ trong thời gian một tháng, sau đó chính thức vận hành. Lý Cẩm Hồ khẽ vỗ tay, sau đó nói với ánh mắt tỏa sáng. Tiếu Tử Đông cũng gật đầu nói. Tôi rất đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Vương, trước mắt không phải chúng ta đang ở vào giai đoạn chỉnh đốn tác phong sao. Nếu kết hợp hạng mục này với công tác chỉnh đốn tác phong, như vậy sẽ tạo nên điểm sáng mới cho huyện Lô Bắc. Vương Tử Quân thật sự đỏ mặt vì ánh mắt kính nể và lời nói của hai người Tiếu Tử Đông và Lý Cẩm Hồ, đại sảnh phục vụ hành chính là những gì có ở kiếp trước, bây giờ hắn dùng nó để áp dụng vào huyện Lô Bắc, làm cho người ta hâm mộ cũng không là vấn đề, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có chút cảm giác xấu hổ. Nếu các anh đều đã đồng ý, như vậy tôi sẽ tổ chức hội nghị văn phòng chủ tịch để thương nghị và cho ra một phương án đầy đủ, sau đó sẽ báo cáo cho hội nghị thường ủy để thông qua. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi nói. Tiếu Tử Đông nghe nói Vương Tử Quân sẽ báo lên cho hội nghị thường ủy thì nhếch miệng khinh thường nói. Chủ tịch Vương, đây hoàn toàn là sự vụ của khối chính quyền chúng ta, có cần phải báo lên cho hội nghị thường ủy hay không? Hơn nữa nếu nói ra, biết đâu phía bí thư Dương Quân Tài sẽ cho ra thiêu thân. Vương Tử Quân cười cười, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm. Hội nghị thường ủy sẽ thông qua. Lý Cẩm Hồ vốn có chút đồng ý với Tiếu Tử Đông, thầm nghĩ cũng không nên làm như vậy, nếu như không thông qua và làm chậm trễ sự việc, như thế mới thật sự là đáng ghét. Nhưng nghe được giọng nói thoải mái và tràn đầy tự tin của Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra một cảm giác tin tưởng vô điều kiện. Khi niềm tin gia tăng thì hắn chợt nghĩ đến thế cục ở huyện Lô Bắc vào lúc này, tuy Chủ tịch Vương chỉ là Chủ tịch huyện, thế nhưng lực ảnh hưởng nào có phải là Dương Quân Tài có thể so sánh được. Trong phòng làm việc của Dương Quân Tài, lúc này Trần Lộ Giao và Tôn Quốc Lương đang ngồi trên ghế salon, bầu không khí đầy khói thuốc thật sự rất đè nén. Dưới tình huống bình thường thì Bí Thư Dương sẽ không hút thuốc, nhưng vào thời điểm này cái gà tàn trước mặt Bí Thư lại có 6-7 đầu lọc. Trưởng phòng Tôn, anh là có chuyện gì xảy ra? Cơ hội tốt như vậy lại để cho người ta cướp đi mất, anh nói xem người anh đề cử là ai? Chẳng lẽ trong huyện Lô Bắc này không còn ai tốt hơn nữa sao? Dương Quân Tài trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu dùng giọng nghiêm nghị nói với Tôn Quốc Lương. Tôn Quốc Lương biết rõ sự kiện đổ vỡ là có trách nhiệm của mình, nhưng người phải gánh chịu sẽ không phải là mình. Hắn nghĩ đến Triệu Quyền Trung, đây chính là lời đề nghị của Lưu Truyền Pháp, nếu không phải Lưu Truyền Pháp nói người này là người của Bí Thư Dương, mình cần gì phải làm vậy? Trong đầu lóe lên ý nghĩ mới, Tôn Quốc Lương thầm cảm thấy không thoải mái, nhưng lúc này Dương Quân Tài đang nổi nóng, hắn biết rõ tính nết của Bí Thư Dương. Lúc này thái độ tốt nhất chính là im lặng. Trần Lộ Giao hút thuốc mà không nói lời nào, nhưng lúc này hắn cũng có chút phản cảm với Dương Quân Tài. Dù người bị mắng là Tôn Quốc Lương, thế nhưng ai không biết Tôn Quốc Lương là thủ hạ đáng tin của Trần Lộ Giao. Chỉ sợ Bí Thư Dương đang mắng Tôn Quốc Lương cũng không có ý nghĩ đơn giản như vậy, mà chính là giết gà dọa khỉ, nói cho mình nghe. Sau vài lần có quan hệ thân mật với Dương Quân Tài, Trần Lộ Giao cũng không hạ mình quá thấp. Hắn cảm thấy hai người tuy là đồng bọn cùng hợp tác, tuy Dương Quân Tài là chủ đạo thế nhưng ít nhất cũng phải nể mặt tôi, nếu không thì làm gì có kẻ nào tình nguyện cúi người kéo xe cho anh. Trần Lộ Giao buồn bực hút thuốc, Tôn Quốc Lương cũng không nói một lời, hai người trầm mặc làm cho vẻ mặt Dương Quân Tài có hơi biến đổi. Hắn cũng không phải kẻ ngu, sao không biết hai người này đang tỏ thái độ bất mãn với mình. Dù bây giờ không là thời điểm vạch mặt Trần Lộ Giao, thế nhưng nếu lúc này hắn nói tốt cho Trần Lộ Giao, điều này thật sự còn sinh ra cảm giác khó chịu hơn. Dương Quân Tài đã từng bao giờ hạ thấp mình chưa? Được rồi, không nói chuyện này nữa, điều quan trọng là công tác chỉnh đốn tác phong. Bí thư Trần, lúc này anh là người nắm vị trí chủ quản, cũng không thể phát sinh vấn đề cho đối phương nắm bắt. Dương Quân Tài thay đổi chủ đề, hắn trầm giọng nói ra những sắp xếp với Trần Lộ Giao. Chương 310, sinh mạng quý ở chỗ vận động, cán bộ chỉ chú trọng điều chỉnh. Vẻ mặt Trần Lộ Giao càng thêm ngưng trọng, từ sau khi kết thúc hội nghị thường ủy thì hắn cảm thấy mình tiếp nhận công tác chỉnh đốn tác phong giống như một củ khoai lang nóng, nhưng nếu như không tiếp nhận, hậu quả kia sẽ là khó thể tưởng được. Bây giờ là lúc tiến thối lưỡng nan. Đi một bước nhìn một bước, dù sao thì huyện Lô Bắc không phải đều là người của chúng ta, ai có thể nói chắc được.
kiểm tra mạnh mẽ sẽ phải dẫm vào đuôi của một ai đó, sẽ luôn có người đau lòng, xem như gạch trên đầu tường rơi xuống, rớt vào đầu ai thì kẻ đó phải chịu xui xẻo mà thôi. Trần Lộ Giao thật sự không nghĩ ra chiến lược nào tốt hơn, thế là đành phải cố gắng cắn răng nói. Dương Quân Tài thấy tâm tình của Trần Lộ Giao có chút tiêu cực thì trong lòng càng mất vui, đối với hắn thì công tác chỉnh đốn tác phong lần này cũng không coi là chuyện xấu, nói thật lòng thì hắn tình nguyện muốn làm tốt công tác này, hơn nữa phải làm cho triệt để. Sinh mệnh con người nằm sự hoạt động, cán bộ mạnh ở lúc điều chỉnh, Dương Quân Tài dứt khoát muốn mượn công tác chỉnh đốn tác phong lần này để động vào một số cán bộ. Không những động tay vào đám cán bộ kia, còn phải làm sao cho mạnh mẽ, còn phải thêm vào chút lửa, như thế mới náo nhiệt. Trong thế giới quyền lực dù thế nào cũng sẽ có người làm chủ đứng ra cắt bánh ngọt, kẻ nào không hy vọng mình chính là người cầm dao cắt bánh. Thời gian Dương Quân Tài đến huyện Lô Bắc còn ít hơn cả Vương Tử Quân, thế cho nên người của hắn cũng ít đến thảm thương, dù muốn chỉnh đốn thì cũng không động đến người của hắn. Thậm chí nếu hắn tình nguyện thì sợ rằng có thể thông qua công tác chỉnh đốn tác phong lần này để củng cổ hàng ngũ của mình, sẽ ngày càng tốt hơn. Khốn nổi Trần Lộ Giao là một minh hữu quan trọng của hắn, đây chính là vấn đề làm hắn sốt ruột. Bây giờ Trần Lộ Giao nói như vậy càng làm cho Dương Quân Tài thất vọng, hắn tất nhiên cũng không có tâm tư gì khác. Lúc này hắn nhìn bộ dạng nhàn nhạt của Trần Lộ Giao, trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, dù hắn biết áp dụng ý nghĩ của mình sẽ không sinh ra tình huống gì tốt, thế nhưng hắn là một người từ trong gia tộc chính trị đi ra, hắn cảm thấy tốt nhất là nên dùng người của mình. Trần Lộ Giao tuy đi gần bên mình, nhưng nếu xét ở phương diện khác thì Trần Lộ Giao cũng phải là cán bộ phụ thuộc vào Dương Quân Tài, nếu muốn dùng thì cũng không được thuận buồm xuôi gió. Ba người tan rã trong bầu không khí không vui, bọn họ đều quay về phòng làm việc của mình, nhưng sau khi quay lại phòng làm việc thì điện thoại của Trần Lộ Giao và Tôn Quốc Lương liên tục vang lên không dứt. Bí thư Trần, chúng ta nên làm gì với tình hình bây giờ? Tôn Quốc Lương nhanh chóng gọi điện thoại cho Trần Lộ Giao, hắn dùng giọng bức thiết hỏi Trần Lộ Giao. Trần Lộ Giao lúc này cũng rất đau đầu, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Chúng ta là một phái ở huyện Lô Bắc, anh cũng không thể không biết, tuy những cán bộ phạm vào sai lầm nguyên tắc là không nhiều, thế nhưng phạm vào một chút sai lầm lại khó tránh, nếu thật sự so sánh thì chúng ta nên nắm bắt vài người cho xong chuyện. Tôn Quốc Lương khẽ gật đầu, hắn là trưởng phòng tổ chức, hắn tất nhiên biến rõ lúc này Trần Lộ Giao cũng không phải nói chuyện giật gân, trong đám người đi theo bọn họ, thật sự có những chuyện như vậy. Nếu không thì chúng ta kéo dài thời gian ra một chút. Lúc này không tìm được biện pháp hay, kéo dài thời gian chính là một thủ đoạn tốt nhất. Tôn Quốc Lương suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra một thủ đoạn mà trước kia mình hay sử dụng. Đầu dây bên kia chợt rơi vào trầm ngâm, sau đó Trần Lộ Giao dùng giọng mất hết sức lực nói. Nếu là người khác thì dễ nói, nhưng bây giờ Vương Tử Quân là người đề cử công tác này, nếu chúng ta kéo dài thời gian thì càng rơi vào thế bị động. Vậy phải làm sao? Tôn Quốc Lương thật sự không còn cách nào khác, giọng điệu của hắn vô tình trở nên dồn dập. Nếu so sánh với Trần Lộ Giao thì Tôn Quốc Lương trẻ hơn 10 tuổi, mà khoảng cách về tuổi tác như vậy cũng làm cho hắn thiếu trầm ổn so với Bí thư Trần. Chúng ta vừa đi vừa nhìn, đến lúc đó sẽ tìm ra biện pháp. Lúc này Vương Tử Quân cũng không thể nào thấy được tất cả vấn đề của chúng ta. Giọng điệu của Trần Lộ Giao tuy vẫn trầm ổn thế nhưng Tôn Quốc Lương nghe vào tai và cảm thấy giống như không tương đồng với dĩ vãng. Nhưng hắn lại không thể nào nói rõ nó không giống ở chỗ nào, thế là lúc này hắn thật sự nói không nên lời. Dưới sự thúc đẩy của Vương Tử Quân, Đại hội chỉnh đốn tác phong toàn huyện Lô Bắc được tổ chức, tất cả lãnh đạo đảng ủy chính quyền xã thị trấn và phòng ban đều phải tham gia hội nghị lần này. Các vị thường ủy huyện ủy đồng thời đến tham gia làm cho quy cách của hội nghị tăng lên rất mạnh, càng bày tỏ thái độ coi trọng với hội nghị lần này. Khi hội nghị mở màn thì người đầu tiên lên tiếng chính là Trần Lộ Giao. Bí thư Trần cho ra báo cáo động viên, ngay sau đó là Chủ tịch Vương và Bí thư huyện ủy Dương Quân Tài đưa ra những yêu cầu của mình. Bọn họ yêu cầu toàn huyện nắm chặt công tác chỉnh đốn tác phong, kiên quyết đấu tranh với những tác phong tiêu cực, đối với bầu không khí bất lương trong đơn vị, nếu có sẽ phải xét xử nghiêm khắc, tuyệt đối không nuông chiều. Hội nghị chỉnh đốn tác phong của toàn huyện được đài truyền hình đưa tin, thế là lúc này nội dung của công tác đã được phổ biến, tầm mắt toàn huyện đều tập trung vào việc xử lý công tác này. Khi công tác chỉnh đốn tác phong đang được thúc đẩy hừng hực và vô cùng khí thế, Vương Tử Quân ngoài việc động viên và cho ra chút yêu cầu, căn bản không tích cực tham gia vào công tác này, giống như công tác này không phải do hắn đề nghị vậy. Vương Tử Quân là một chủ tịch huyện, mỗi ngày hắn đều có rất nhiều công tác,
chỉ cần hắn ở trong phòng làm việc thì người đến tìm sẽ không dứt, khó có được không gian yên tĩnh. Lúc này hắn đang ngồi trên ghế salon, Hàn Minh Khải đang cầm một phần tư liệu, hắn khẽ báo cáo tình huống của phòng tuyên truyền cho Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, dưới sự chuẩn bị của phòng tuyên truyền, chúng tôi muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền thêm một bước nữa, không những tuyên truyền về công tác chỉnh đốn tác phong ở các xã thị trấn, còn phải thâm nhập xuống dưới thôn xóm, tuyên truyền công tác chỉnh đốn tác phong xuống sâu trong cơ sở. Sau khi sự kiện Tiếu Tử Đông phát sinh thì số lần Hàn Minh Khải đến phòng làm việc của Vương Tử Quân để báo cáo càng ngày càng tăng, đặc biệt là sau khi công tác chỉnh đốn tác phong được thông qua, hầu như mỗi ngày hắn đều đến phòng làm việc của Vương Tử Quân để báo tin, giống như một ngày không gặp Vương Tử Quân thì sẽ cảm thấy không được thoải mái. Vương Tử Quân đều rất khách khí với Hàn Minh Khải, chỉ cần có trà ngon sẽ lấy ra tiếp đãi, làm cho Hàn Minh Khải sinh ra cảm giác được tôn trọng cao độ. Không xem thường bất kỳ người nào. Đây chính là tính nết của Vương Tử Quân, Đi Phu Hàn Minh Khải là một vị thường ủy huyện ủy yếu nhất trong các vị thường ủy, lực ảnh hưởng và lên tiếng còn kém cả Lưu Truyền Pháp, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn tỏ ra rất tôn kính Hàn Minh Khải. Trưởng phòng Minh Khải, kế hoạch của anh là rất tốt, tôi thật sự ủng hộ. Nếu như anh cần bất kỳ phương diện nào về tài vật, anh cứ mở miệng, dù chúng ta ăn cơm tài chính, thế nhưng chỉ cần là công tác, tôi sẽ không keo kiệt, sẽ cố gắng giúp đỡ anh. Vương Tử Quân khẽ nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi mỉm cười với Hàn Minh Khải. Sau khi nghe những lời giúp đỡ của Vương Tử Quân với kế hoạch của mình, Hàn Minh Khải chợt cảm thấy kích động, hắn áp chế cảm giác vui vẻ trong lòng, lúc này mới nói. Cảm ơn sự giúp đỡ của Chủ tịch Vương, sau khi quay về tôi sẽ sắp xếp, sẽ nhanh chóng chứng thực kế hoạch này. À, tôi tin tưởng vào năng lực của trưởng phòng Hàn. Vương Tử Quân giúp Hàn Minh Khải châm trà, sau đó hắn nói tiếp. Trưởng phòng Hàn, lần này huyện Lô Bắc sở dĩ cho ra công tác chỉnh đốn tác phong, một là chúng ta cần phải chỉnh đốn lại tác phong công tác, hai chính là dựng lại hình tượng của huyện Lô Bắc trước mặt thị ủy An Dịch, thậm chí là trước mặt tỉnh Sơn Nam. Người xưa nói câu rượu thơm không sợ hẻm sâu, nhưng bây giờ đã khác, thời đại đã đổi mới, nếu chúng ta không thay đổi và cách tân quan niệm tư tưởng thì sẽ tụt hậu về phía sau. Bây giờ tình huống của huyện Lô Bắc chúng ta là như vậy, chúng ta vừa nhập vào tỉnh Sơn Nam. Dù là lãnh đạo tỉnh hay lãnh đạo thị ủy cũng chỉ biết về huyện Lô Bắc ở mặt ngoài, điều này càng yêu cầu chúng ta phải tuyên truyền thật mạnh về mình, huyện Lô Bắc chúng ta phải phát triển mới có thể tạo nên tương lai tươi sáng cho chính mình. Cũng là một phòng ban của huyện ủy, thế nhưng phòng tuyên truyền so ra lại kém hơn nhiều so với phòng tổ chức, thậm chí có người nói không cần làm những việc ở phòng tuyên truyền cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra. Thế nhưng Vương Tử Quân lại không cho rằng như vậy. Hắn cố ý đưa công tác của Hàn Minh Khải ở phòng tuyên truyền lên vị trí cao, đây không phải làm cho Hàn Minh Khải sinh ra cảm giác được coi trọng sao. Dù là dân chúng bình thường hay quan viên chính quyền thì bọn họ đều tình nguyện được coi trọng. Chủ tịch Vương, anh cứ yên tâm, phòng tuyên truyền chúng tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo, tôi tin tưởng thông qua tuyên truyền thì nhất định sẽ đưa huyện Lô Bắc xuất hiện trước mắt lãnh đạo thị ủy và tỉnh ủy, sẽ đưa huyện Lô Bắc phát triển lên giai đoạn mới. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng bừng bừng hào hứng của Hàn Minh Khải, hắn khẽ gật đầu nói. Tôi có vài số điện thoại liên lạc với các phóng viên các hãng truyền thông ở tỉnh Sơn Nam, anh nên tiếp xúc nhiều hơn với bọn họ, còn vấn đề chi phí, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức. Anh cứ yên tâm đứng ra phối hợp, và cũng nên nhớ kỹ, cố gắng tạo dựng các mối quan hệ. Hàn Minh Khải nhận lấy tờ giấy ghi số điện thoại liên lạc, sau đó hắn nhiệt tình đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy mùa xuân sẽ không còn quá xa với phòng tuyên truyền của mình. Những ngày này Trần Lộ Giao rất bận rộn, hắn là tổ trưởng của tổ công tác chỉnh đốn tác phong trong huyện Lô Bắc. Hắn phải cố gắng biểu hiện ra mình là người đang cố gắng công tác, đang chú tâm đến công tác chỉnh đốn tác phong, hơn nữa còn phải làm cho người của mình chùi đít thật sạch, lại phải áp dụng những phương án thật tốt để không cho ai có thể nhìn ra. Cũng may bí thư Trần là người đa mưu túc trí. Lăn lộn quan trường nhiều năm, thủ đoạn cũng đầy tay. Dù mất nhiều tâm tư và sức lực nhưng cuối cùng vẫn có thể vá lại tất cả lỗ thủng của người phía bên mình, thế nên sau khi gióng trống khua chiêng nhưng chỉ xử lý được vài cán bộ tôm tép, bí thư Trần cảm thấy mình đã công tác thật sự oanh liệt và náo động, hoàn toàn có thể kết thúc công tác trước thời hạn. Tất cả được áp dụng theo đúng kế hoạch của mình, lại rất thuận lợi, điều này làm cho Trần Lộ Giao thật sự có chút đắc ý, trong lòng nở nụ cười vui sướng. Khốn nổi dù rất vui vẻ nhưng hắn vẫn luôn có cảm giác lo lắng, điều làm hắn cảm thấy rất bất ổn chính là phản ứng của Vương Tử Quân. Công tác chỉnh đốn tác phong lần này chính là lời đề nghị của Vương Tử Quân,
vì sao đến lúc này mà đối phương còn chưa lên tiếng. Để tùy ý mình thích làm gì thì làm sao, thật sự là kỳ quái. Vì đối phó với tình huống Vương Tử Quân có thể làm khó bất cứ khi nào mà Trần Lộ Giao đã đề phòng rất chu đáo, còn chọn lựa vài cán bộ có địa vị quan trọng trong hàng ngũ của mình, hắn sẽ ném những người này ra để đối phó với tình huống Vương Tử Quân ra tay. Nhưng điều làm hắn cảm thấy khó hiểu lại xảy ra, chính là những gì mình lo lắng không xuất hiện. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký khẽ đi vào trong phòng, hắn đặt một chồng báo chí trên bàn làm việc trước mặt Trần Lộ Giao. Báo chí ở huyện Lô Bắc đều được thị ủy thống nhất vận chuyển, tuy cục bưu u chính không dám chậm trễ với khối chính quyền và huyện ủy, thế nhưng các vị lãnh đạo huyện ủy muốn đọc báo trong ngày phải đợi đến lúc qua 10 giờ. Trần Lộ Giao là một phó bí thư huyện ủy. Hắn tất nhiên sẽ rất chú ý đến báo chí. Sau khi thư ký pha trà và ra ngoài, hắn thuận tay cầm lấy một tờ Nhật báo Nhân dân lên xem. Hắn có một thói quen chính là mỗi lần đọc các bài viết trên Nhật báo Nhân dân đều rất cẩn thận, có đôi khi còn cắt ra những bài báo mà mình tâm đắc. Dùng lời nói mà Trần Lộ Giao hay sử dụng để giáo dục cấp dưới, chính là không rõ lý luận chính trị thì sao có thể trưởng thành. Một người không trưởng thành ở phương diện lý luận chính trị thì sao có thể phát triển. Vì thế mà có một khoảng thời gian ở trong khu văn phòng huyện ủy có nhiều cán bộ trẻ tuổi thi nhau cắt các bài viết hay trên sách báo, tạo nên một phong trào rộn rã. Nhưng phong trào này cũng không đoán đúng tâm tư của Bí Thư Trần, vì Bí Thư Trần chỉ yêu cầu đọc báo và tích góp từng chút một tri thức văn chương, như thế mới là đáng khen. Trước tiên là báo quốc gia, sau đó là báo tỉnh, đó chính là trình tự của Trần Lộ Giao. Hắn bắt đầu đọc Nhật báo Sơn Nam, đó là một bản bình thường, đưa tin về những chuyện xảy ra ở tỉnh. Khi thấy tin tức Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh cùng đi kiểm tra công tác với lãnh đạo Trung ương, tâm tư của hắn càng thêm sảng khoái. Tề Chính Hồng này là người tương lai vô hạn, như vậy không phải đại biểu cho việc Trần Lộ Giao không chọn lầm người sao? Trần Lộ Giao cảm thấy rất vui vẻ, hắn đọc xong trang đầu thì chuyển sang trang thứ hai. Bình thường Trần Lộ Giao xem trang thứ hai theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, đại khái mà thôi. Nhưng khi nhìn vào trang báo thứ hai thì hắn chợt ngây người. Vì có vài chữ quen thuộc hiện ra trước mắt hắn, huyện Lô Bắc, không phải là trùng tên đấy chứ. Trần Lộ Giao có chút nghi hoặc, hắn vô thức đưa tay vuốt mắt của mình. Đúng vậy, chính là bản tin viết về huyện Lô Bắc không phải là trùng tên, vì nó nằm trong một thành phố nổi tiếng là An Dịch. Tuy không biết trong tỉnh Sơn Nam có một huyện Lô Bắc nào khác hay không, thế nhưng Trần Lộ Giao biết chỉ có một huyện Lô Bắc ở thành phố An Dịch. Chương 311 một dậm chân tại chỗ nhưng vẫn thâm hụt tiền bạc. Huyện Lô Bắc nắm chặt công tác cán bộ, dùng các cán bộ có chất lượng tốt nhất để phục vụ công tác phát triển kinh tế. Trần Lộ Giao nhìn bài viết mà đầu óc choáng váng, hắn rất cẩn thận với công tác chỉnh đốn tác phong, nhưng bây giờ bài báo lại chọc lên tỉnh và nói với giọng điệu đề cao mạnh mẽ, đây không phải tâng bốc qua khe cửa, để rồi đẩy thanh danh lên cao ở bên ngoài sao. Thật sự muốn an phận cũng khó khăn. Con bà nó, Hàn Minh Khải. Trần Lộ Giao biết rõ bút danh Lô Hưng là ai. Vì sau khi Hàn Minh Khải làm trưởng phòng tuyên truyền thì đã lấy cho mình một bút danh là Lô Hưng, ngụ ý là Lô Bắc phát triển hưng thịnh. Cũng vì bút danh này mà Trần Lộ Giao và Tôn Quốc Lương đã nhiều lần bố trí các tin tức quan trọng cho Hàn Minh Khải. Nhưng lúc này khi mà Trần Lộ Giao đang cẩn thận làm cho xong chuyện thì đối phương lại mở mồm thổi ra một luồng gió lạnh, còn bà nó đăng báo trên tỉnh, điều này làm hắn không khỏi kinh hoàng, càng cảm thấy mình không thể tiếp tục khống chế công tác chỉnh đốn tác phong lần này. Tuy căm tức nhưng Trần Lộ Giao cũng không thể chạy đến tranh cãi với Hàn Minh Khải, dù sao thì tuyên truyền cho huyện, đây chính là làm vinh dự cho huyện Lô Bắc, hắn sao có thể đến trách cứ Hàn Minh Khải cho được. Lúc này Trần Lộ Giao đã không còn tâm tư đọc nhật báo của tỉnh, hắn quăng tờ báo lên bàn, sau đó cầm lấy nhật báo An Dịch. Huyện Lô Bắc nắm chặt công tác chỉnh đốn tác phong cán bộ. Trần Lộ Giao nhìn tiêu đề lớn mà không khỏi nổi giận, lúc này hắn hận không thể biến Hàn Minh Khải thành tờ báo. Để xé nát cho hả giận. Trần Lộ Giao ném tờ báo sang một bên rồi ngồi trầm ngâm trên ghế, lúc này gió đã thổi lên, Vương Tử Quân và Hàn Minh Khải lúc này đã khá thân thiết, tất nhiên Hàn Minh Khải sẽ không vô duyên vô cớ mà viết ra những bài như vậy. Vương Tử Quân rõ ràng đang sắp xếp để đẩy mình lên lò nướng. Xem ra bây giờ không xử lý vài tên cán bộ là không được, dù Trần Lộ Giao đã sớm chuẩn bị tất cả kế sách ứng phó, thế nhưng nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân không ra mặt. Chỉ cần viết vài bài báo đã làm cho mình sợ đến mức cuống cuồng vứt bỏ người của mình, điều này làm hắn cảm thấy rất ngột ngạt. Còn bà nó, mình không có việc gì thì trêu chọc vào hắn làm gì. Trong lòng không biết vì sao lại xuất hiện ý nghĩ như vậy,
Trần Lộ Giao hối hận đến mức phát điên, hoạt động chỉnh đốn tác phong lần này là đòn phản kích của Vương Tử Quân, phản kích vì sự việc Tiếu Tử Đông bị chơi khăm. Chuyện này nhìn qua giống như là Dương Quân tài bày mưu đặt kế, thế nhưng Trần Lộ Giao lại biết rõ, phần lớn là bàn tay của Vương Tử Quân. Nếu như không có sự cung cấp tin tức của Vương Tử Quân, Dương Quân Tài là một cán bộ đến từ bên ngoài nào biết được nhiều thứ rõ ràng như thế. Xem ra Vương Tử Quân cũng nhìn ra những vấn đề bên trong, lúc này quyết định ép Trần Lộ Giao, điều này làm Trần Lộ Giao cảm thấy rất đau. Chào Bí Thư Trần. Một cán bộ hơn 40 với gương mặt và thể hình tròn trịa, trên mặt là nụ cười vô hại đang khẽ đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Trần Lộ Giao, khi thấy mặt Trần Lộ Giao thì cung kính chào hỏi. Trần Lộ Giao nhìn tên cán bộ trước mặt, vẻ mặt hắn chợt trầm xuống. Trưởng phòng Tiền, anh không ở trong phòng làm việc mà chạy đến đây làm gì? Không biết từ khi nào mà những cán bộ công tác ở phòng văn thư đều có gương mặt hiền lành, tối thiểu nhất cũng làm cho người ta cảm thấy hòa ái dễ gần. Tuy phòng văn thư của huyện Lô Bắc không quá nổi tiếng, thế nhưng trưởng phòng Tiền Ý Khiêm cũng là một nhân vật nho nhỏ trong huyện. Nhiều người tỏ ra phục sát đất với một Tiền Ý Khiêm tám mặt lung linh, khôn khéo giỏi giang. Vị trưởng phòng văn thư này dù gặp vị lãnh đạo nào cũng cười tủm tỉm, thật sự không có vị lãnh đạo nào nổi giận được, nhưng trong số đám cán bộ lãnh đạo đó hình như không có Trần Lộ Giao. Trần Lộ Giao có ý kiến với trưởng phòng Tiền Ý Khiêm, đây là chuyện từ xưa đến nay. Giống như khi Tiền Ý Khiêm còn trẻ, vì không biết trời cao đất rộng nên chọc giận Trần Lộ Giao bấy giờ là phó phòng tổ chức, kết quả là vị bí thư Trần này tức giận và ghi hận trong lòng. Sau khi thất bại và té ngã một lần, thông qua kinh nghiệm nhiều năm thì Tiền Ý Khiêm cũng tu luyện được bản lĩnh riêng của mình, thứ gì cũng thuận lợi, khôn khéo giỏi giang, giỏi biến hóa và đưa đẩy. Thật ra có bất kỳ cán bộ nào rơi vào trong quan trường mà không có góc cạnh. Nhưng cũng giống như đá dưới sông, sau khi được sông cọ rửa lâu ngày, còn có khối đá nào không tròn. Lẽ ra trong thể chế, chỉ cần anh công tác cực khổ và có thành tích dưới cơ sở, bên trên lại có người trợ giúp, như thế con đường làm quan của anh sẽ thẳng tiến lên trời xanh. Như diều gặp gió. Chỉ là đối với Tiền Ý Khiêm thì Trần Lộ Giao giống như một tảng đá chắn đường khó thể dịch chuyển, liên tục là âm hồn không tiêu tan trên con đường phát triển của mình, làm cho Tiền Ý Khiêm rơi vào trạng thái dậm chân tại chỗ nhưng vẫn thâm hụt tiền bạc. Đã nhiều năm trôi qua nhưng có một sự thật không thể nào cải biến, hắn lên đến cấp chính khoa thì hầu như đã đến đỉnh rồi. Vì vậy mỗi lần Tiền Ý Khiêm gặp bạn bè tri kỷ thì luôn uống say mềm, luôn liên tục cảm thán. Quan trường nhìn thì có vẻ như biển êm sóng lặng, thật ra đầy bóng đao ánh kiếm, nhìn qua có vẻ không mặn không nhạt, thế nhưng lại rất rộng lớn và mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, thủy triều dâng trào. Khốn nổi tất cả đều được che giấu trong vô hình, nó thay đổi vận mệnh của con người một cách không tiếng động, kết quả là dù anh có tình nguyện hay không, nếu chỉ vào lực lượng của một mình anh để chống lại thì căn bản là không được, chỉ có thể nén giận mà sống, dù trong lòng cực kỳ không phục. Bí thư Trần, anh có bận gì không? Tôi có vài việc cần báo cáo với anh. Tiền Ý Khiêm thật sự căm hận Trần Lộ Giao đến mức ngứa răng, nhưng lúc này gương mặt hắn tràn đầy nụ cười, bộ dạng rất chi là khiêm tốn. Trần Lộ Giao cũng căn bản không vui gì với nụ cười của Tiền Ý Khiêm, trong thể chế nếu xác định đánh ngã đối phương thì trên cơ bản không nên cho đối phương có cơ hội quay đầu. Đối với Trần Lộ Giao thì Tiền Ý Khiêm đã là kẻ bị mình ép chết, sẽ không bao giờ buông tay cho đối phương có thể phát triển. Hơn nữa có người hiểu chuyện đã lên tiếng. Nói Tiền Ý Khiêm cực kỳ khách khí với Trần Lộ Giao, đồng thời cũng đối đãi như vậy với đám người đến kêu oan. Biểu hiện thì tôn sùng coi bọn họ là thượng khách nhưng trong lòng thì thật sự hận không thể mở miệng chửi mắng. Dù đây chỉ là những lời nói ra vào không thể nào chứng thực, thế nhưng Trần Lộ Giao nghe được thì lại càng có ý nghĩ phản cảm với Tiền Ý Khiêm. Sự việc gì, anh nói ngắn gọn một chút nữa tôi còn phải đi họp. Trần Lộ Giao trầm ngâm một lát rồi dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Bí thư Trần, hai ngày qua phòng văn thư tiếp nhận được khá nhiều đơn phản ánh, tôi đã đến xin chỉ thị của Chủ tịch Tiếu, anh ấy nói tôi đến báo cáo với anh. Tiền Ý Khiêm cười tủm tỉm đi đến trước bàn làm việc của Trần Lộ Giao, sau đó đặt văn kiện trong tay xuống bàn. Đơn phản ánh, Trần Lộ Giao nhìn và nhíu mày, hắn thấy đơn phản ánh đầu tiên trên sấp văn kiện kia chính là bí thư Triệu Kim Phù của xã Lý Hưng Chuân. Người này cưỡng chế sử dụng đất ruộng để lập mộ. Trần Lộ Giao có biết tình huống Triệu Kim Phù lập mộ cho cha, khi đó hắn không thèm quan tâm, không ngờ bây giờ lại không thể không coi trọng. Triệu Kim Phù là ai? Chính là chủ nhiệm văn phòng của phòng tổ chức khi Trần Lộ Giao còn công tác ở phòng tổ chức, là cán bộ được một tay bí thư Trần Lộ Giao đề bạt lên. Bây giờ tờ đơn kia lại trực tiếp chĩa vào Triệu Kim Phù,
Hơn nữa việc này Tiền Ý Khiêm còn đã tự mình đưa sang cho Tiếu Tử Đông, dù mình có muốn che chở cũng là khó khăn. Trần Lộ Giao nhìn gương mặt tươi cười của Tiền Ý Khiêm mà không khỏi sinh ra xúc động muốn cho một tát, còn bà nó, trước khi đi sang nói với Tiếu Tử Đông, sao không báo cho tôi một tiếng. Lúc này mới chạy đến báo cáo, đây không phải ép mình vào thế càng thêm bị động sao. Nhưng dù hắn có căm tức thế nào thì cũng biết mình tuyệt đối không thể vì xúc động mà làm ra những chuyện thất lễ. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Trần Lộ Giao lấy ra tờ đơn thứ hai của phòng văn thư, là một tờ đơn phản ánh về vị phó giám đốc trại tạm giam tên là Trương Trường Cầu, người này thường giữ mối quan hệ bất chính với một nữ đồng sự, hơn nữa chứng cứ lại quá xác thực, đã từng bị người ta đánh ngã xuống giường và lấy bản ghi chép. Trần Lộ Giao nhìn tờ đơn tố cáo mà cực kỳ oán giận Trương Trường Cầu, tiểu tử này có một câu nói kinh điển thế này, ngoài miệng nói thiền nhưng trong lòng gặp hồng nhan là phải biến thành chi kỷ. Hơn nữa bản thân người này rất thích chi kỷ, tất nhiên là chi kỷ trên giường. Nghe nói trong nhóm bạn chơi thân với nhau thì Trương Trường Cầu được đặt cho một biệt hiệu là độc nhãn long, dù là gió thơm khói độc cũng đều phải chạy đến nhấm nháp một phen. Dù anh háo sắc thế nào cũng không nên ra tay với đồng sự, thỏ khôn không ăn gần hang, thật ra thì bạn bè và anh em thân thích từng khuyên răn Trương Trường Cầu, nhưng mỗi lần như vậy thì hắn lại trừng mắt và dùng giọng không phục phản bác. Nếu bên cạnh đã có cỏ thì sao thỏ phải chạy khắp núi làm gì? Đây không phải là nhìn xa bỏ gần, lãng phí tài nguyên sao? Đến khi những lời này rơi vào trong tai của Trần Lộ Giao, khi đó Trần Lộ Giao thật sự có tâm tư muốn xé xác Trương Trường Cầu, nhưng có một sự thật mà hắn không thể nào xóa đi, trong quan trường huyện Lô Bắc này có người nào không biết Trương Trường Cầu chính là cháu trai của Trần Lộ Giao. Trần Lộ Giao xem từng tờ đơn tố cáo của phòng văn thư, hắn chợt cảm thấy đau đầu. Một cảm giác tức giận bùng lên trong lòng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Lúc này gương mặt tươi cười của Tiền Ý Khiêm xuất hiện trong mắt hắn, càng làm hắn cảm thấy bực bội giống như thấy miếng thịt heo thối. Trưởng phòng Tiền, anh nắm rất chắc công tác của phòng văn thư, những thứ này để lạ cho tôi xem xét, anh về trước đi. Trần Lộ Giao phất phất tay với Tiền Ý Khiêm, sau đó tỏ ý cho đối phương có thể rời đi. Vâng, tôi sẽ đi ngay, nếu có gì thì ngài cứ gọi tôi một tiếng. Tiền Ý Khiêm lúc này có biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, nhưng hắn càng biểu hiện cẩn thận và khiêm tốn thì càng làm cho Trần Lộ Giao thêm tức giận. Thế nào, anh nghĩ rằng có vài tờ đơn thế này thì có thể chọc giận và uy hiếp tôi sao? Muốn cười hả hê trên nỗi đau của mình, con bà nó. Sau khi xem xét những tờ đơn từ phòng văn thư, Trần Lộ Giao càng cảm thấy lạnh lẽo. Hắn chợt nghi hoặc, vì sao những thứ này lại mọc lên như nấm sau mưa? Giống như tất cả xuất hiện cùng lúc và rất đúng thời điểm, điều này rất kỳ quái. Sau khi suy nghĩ một lát thì cuối cùng hắn cũng hiểu. Tất cả mọi thứ như thế này chứng tỏ có người đang âm thầm chơi mình. Trần Lộ Giao biết rõ là ai đang ra tay, hắn cũng biết rõ là ai cung cấp những tài liệu này, thế là không khỏi thầm hận mình nhân từ, sớm biết như thế thì nên làm theo ý của Hầu Thiên Đông, dù thế nào cũng phải đạp ngã Tiền Ý Khiêm. Bây giờ thì tốt. Người này ngồi chờ lâu năm bây giờ há miệng cắn ngược lại, nhưng tất cả bây giờ đều chậm rồi. Xem ra đánh rắn phải dập đầu, ra tay phải ổn, phải hung ác, không nên để đối phương sống yên lành, nếu không chế thì sẽ là hậu hoạn vô cùng. Trần Lộ Giao cảm khái một câu, cảm thấy trong lòng càng thêm nặng nề, hắn biết rõ đó là cách từng bước ép sát của Vương Tử Quân, nếu như mình áp chế những tờ đơn này, sợ rằng thứ chờ mình chính là những đòn chỉ trích của Vương Tử Quân. Trần Lộ Giao vuốt vuốt tóc và cảm thấy đám thân tín của mình thật không ra gì, vì sao không để cho ông đây được yên, luôn làm ra những trò mèo như vậy. Bây giờ tất cả rối loạn, cả đám giống như biến thành những kẻ vô dụng, ông đây biết nói và làm sao cho tốt. Trần Lộ Giao xuống nhà ăn dùng bữa cơm đơn giản, hắn đang định hoạt động một chút cho khỏe, nhưng trong lòng quá buồn chán và lười nhác, thế cho nên chỉ có thể nói lái xe chạy về nhà. Lúc này trong nhà vẫn như bình thường, vẫn đèn đuốc sáng trưng. Vợ hắn đang khiêm tốn ngồi trên ghế salon, đang cùng chuyện trò với vài người bạn, bộ dạng ung dung đẹp đẽ quý phái, có tư thái cao cao tại thượng. Đến khi Trần Lộ Giao tiến vào trong nhà, đám cán bộ kia đều đứng lên cung kính chào hỏi Trần Lộ Giao. Bình thường Trần Lộ Giao đều tươi cười chào đón đám cán bộ này, nhưng bây giờ hắn chỉ khẽ gật đầu, căn bản đi thẳng vào bên trong. Chị gái, chị nên khuyên nhủ bí thư Trần nhiều hơn, anh ấy liều mạng và vất vả vì công tác. Như vậy không phải sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân sao? Bí thư Trần thứ gì cũng tốt nhưng lại có căn bệnh quá gắng sức công tác, chuyện của hai ngày nhưng hận không thể làm xong trong một ngày, trong khối huyện ủy cũng không phải chỉ có mình anh ấy, sao anh ấy đánh hổ cực khổ để người ta ăn thịt được?
Một tên cán bộ béo lùn chắc nịch đeo kiếm cận dùng gương mặt nịnh nọt và nụ cười hớn hở nói với vợ của Trần Lộ Giao. Vợ Trần Lộ Giao cũng cực kỳ có quy cách mà gật đầu xưng vâng, trong lòng lại thầm nghĩ, vì sao chồng mình liều mạng công tác nhưng không thể giảm béo. Làm hại chồng mình gần đây to bụng phải liên tục tập chống đẩy, nhưng chỉ cần được chút cái thì mồ hôi đã đầm đìa và thở như trâu. Thế là bí thư Trần không khỏi phàn nàn, phải đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, mới biết luyện tập cả năm không giảm đi ký lô nào, lại còn tăng lên hơn 10 cân. Khi tên cán bộ kia mở đầu thì đám người còn lại cũng không chịu yếu kém, cả đám đều coi Trần Lộ Giao như bố mình, thật sự hỏi thăm sức khỏe của bí thư Trần cực kỳ ân cần, những âm thanh nịnh hót liên tục được phát ra. Chị gái, bây giờ bí thư Trần thật sự đặt hết tâm trí vào phương diện công tác, nhưng bên dưới lại luôn có những kẻ không phải đèn cạn dầu. Bí thư Trần là người nắm công tác chỉnh đốn tác phong cán bộ, tôi thu bổ lại ngôi mộ cho bố, còn bà nó lại có người nắm lấy đó không tha, luôn chĩa vào tôi như ruồi bỏ. Tôi thấy đây không phải là chuyện của riêng mình, rõ ràng có kẻ bất mãn với bí thư Trần, ai mà không biết Triệu Kim Phù tôi là người của bí thư. Triệu Kim Phù thật sự rất đẹp trai, bây giờ dù đã hơn 40 nhưng vẫn có phong thái làm cho các cô gái say mê. Hơn nữa người này nhiều năm qua sống trong an nhàn sung sướng. Lại là một người nhất ngôn cửu đỉnh ở địa phương, có khí thế mạnh mẽ, cứ thế mà tạo nên khí thế tuyệt đỉnh. Vì hắn có quan hệ không tệ với Trần Lộ Giao, thế cho nên mở miệng cũng không quá so đo, càng nói càng không che đậy miệng, càng cực kỳ lo lắng. Vẻ mặt Trần Lộ Giao chợt biến đổi. Trần Lộ Giao từ trong phòng làm việc của mình đi ra, cũng không chờ vợ mình đồng ý, hắn lạnh lùng nói. Chính mình gây chuyện thì tự đi mà xử lý, chạy đến chỗ tôi làm gì? Nếu như anh không phát sinh vấn đề, sẽ có người đá đít anh sao? Đi ra ngoài cho tôi. Trong phòng vốn rất ồn ào đã trở nên yên tĩnh, Triệu Kim Phù là chư hầu một phương, hắn đã không nhớ bao lâu rồi mình chưa từng bị người ta mắng mỏ dậy bảo như vậy. Lúc này nghe thấy Trần Lộ Giao lên tiếng răn dậy, chợt cảm thấy luống cuống tay chân, gương mặt trắng nõn cũng đỏ lên. Trần Lộ Giao cũng căn bản không quan tâm đến vẻ mặt của Triệu Kim Phù, hắn quay về phòng làm việc của mình, sau đó đóng ẩm cửa lại. Đám cán bộ ở bên ngoài sợ đến mức gương mặt như màu đất, bọn họ không biết bí thư Trần hôm nay bị thế nào, sao lại nổi nóng với đám người của mình như vậy. Nhưng rõ ràng lúc này tâm tình của bí thư là không tốt, thế là cả đám nhanh chóng cáo từ vợ Trần Lộ Giao, vô tình không gian huyên náo đã không còn, chỉ còn lại phòng khách với bầu không khí vắng lặng. Trong một công viên nhỏ của huyện Lô Bắc, Vương Tử Quân đang nằm trên ghế hóng gió đêm. Lúc này đã đến cuối thu thế nhưng vẫn là thời điểm mọi người tha hồ rong chơi. Công viên này vẫn là nơi người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt, đủ mọi người từ lớn đến nhỏ, đám trẻ nhỏ thì chạy nhảy khắp nơi như những chú khỉ tinh nghịch, chơi trò đuổi bắt, la hét vang dội. Dưới những tàn cây lớn lại có nhiều cặp trai gái ngồi đó, tuy bọn họ không ôm ấp hôn nhau như công viên vào kiếp trước, thế nhưng cũng nắm chặt tay và ôm lấy vai nhau, cười khanh khách, anh em, làm cho người ta cảm thấy say mê. Ghế trong công viên cũng không nhiều. Những đôi tình nhân đến muộn muốn tìm được chỗ ngồi cũng rất phiền phức, vì thế mà Vương Tử Quân nằm một mình trên ghế cũng có người đến hỏi. Thật sự xin lỗi, tôi đang chờ người. Vương Tử Quân không chờ tên thanh niên kia kịp mở miệng, hắn khẽ nói, tên thanh niên kia vốn cũng không ôm hy vọng cao xa, nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì gật đầu và xoay người bỏ đi. Vương Tử Quân nhìn cặp tình nhân kia bỏ đi mà không khỏi lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải cô ấy yêu cầu mình chiếm giữ vị trí này. Hắn cũng có thể tặng vị trí này cho cặp tình nhân vừa rồi. Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ lung tung thì một đôi bàn tay nhỏ bé đã đưa ra bịt kín mắt hắn, một hơi thở như lan truyền đến bên tai, một âm thanh dịu dàng vang lên. Đoán xem là ai đây? Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh này mà không khỏi nóng lòng lên, hắn đưa tay ra ôm lấy người ở phía sau, sau đó cũng không quan tâm đến sự vùng vẫy của đối phương, hắn nhanh chóng hôn lên môi nàng rồi dùng giọng đầy tình cảm nói. Em chính là tiểu yêu tinh hút đi linh hồn anh. Nếu nói về góc độ yêu đương thì vị trí mà Vương Tử Quân lựa chọn là rất tốt, chỗ này ánh sáng u ám, người đi lại rất thưa thớt, dù có thực hiện vài động tác thì cũng không sợ bị người ta nhìn thấy. Người dùng tay che mắt Vương Tử Quân rõ ràng cũng bị ảnh hưởng bởi tình cảm mãnh liệt, lúc đầu còn dãy giụa, sau đó nhanh chóng hưởng ứng, hai trái tim cùng va chạm, dù là Vương Tử Quân hay đối phương cũng có thể cảm nhận được tiếng chống ngực mạnh mẽ của đối phương. Anh đúng là, sao càng ngày càng tệ như vậy? Y Phong với gương mặt tràn đầy quyến rũ, nàng dùng tay giằng lấy bàn tay đã chui vào trong quần áo của nàng ra ngoài, cái miệng đỏ tươi dùng giọng oán trách nói.
Tuy vừa rồi là nụ hôn nồng nhiệt nhưng mãi đến lúc này thì Vương Tử Quân mới có thể dựa vào ánh đèn để nhìn rõ Y Phong, nàng giống như cũng không có biến đổi gì quá lớn nhưng nhìn kỹ thì giống như càng có hương vị. Chú khí tức ngây thơ của nàng như năm xưa đã không còn sót lại điều gì, nàng mặc một bộ váy màu vàng nhạt, đeo giày cao gót, gợi cảm mà không mất đi tính trang trọng. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, hai hàng chân mày như trăng đầu tháng, nàng đang dùng ánh mắt chân tình nhìn Vương Tử Quân, ánh mắt nàng tươi sáng như dòng nước dưới ánh sáng mặt trời. Anh không xem đây là chỗ nào, sao lại cứ nóng vội thế nhỉ? Y Phong nhìn bộ dạng hận không thể nuốt mình vào bụng của Vương Tử Quân, nàng thầm cảm thấy ngọt ngào, thế là không khỏi dí ngón tay lên trán hắn, lại dùng giọng hờn dỗi nói. Anh nhớ em. Vương Tử Quân nhìn Y Phong rồi khẽ nói. Anh biết động tác vừa rồi của mình có bao nhiêu nguy hiểm không? Y Phong dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Vương Tử Quân rồi nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu mà không nói gì, nhưng tình cảm trong mắt lại thiếu chút nữa đã hòa tan cả cơ thể của Y Phong. Nàng nhìn ánh mắt đầy tình cảm của hắn, sau đó nàng chợt dùng tay dí lên trán hắn. Vốn em còn muốn trừng trị vì nhiều ngày anh không đến thăm, bây giờ nhìn bộ dạng này của anh, xem như đã tự biết mình phạm lỗi gì rồi. Y Phong vừa nói vừa dán người vào lòng Vương Tử Quân, sau đó nàng khẽ nói. Anh ở đây chờ em, anh không sợ có người phát hiện anh là chủ tịch Vương sao? Giọng điệu của Y Phong rất dịu dàng và có chút nghịch ngợm, Vương Tử Quân nghe được âm thanh này mà giống như nhớ về cô bé năm xưa có gan đứng ra chặn xe của mình. Hôm nay vừa tan tầm thì Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Y Phong, để hắn đến công viên chờ, sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ. Mà bây giờ Y Phong thật sự đi đến bên hắn như niềm vui chân thật. Những ngày tham gia huấn luyện thật sự mệt chết người, không được nghỉ ngày nào, thật sự khó thể chịu được. Y Phong mở miệng nhỏ nhắn rồi khẽ phàn nàn với Vương Tử Quân về những ngày học tập vừa qua của mình. Tuy nhiều ngày không gặp Y Phong thế nhưng hai người chưa từng gián đoạn liên lạc qua điện thoại, vì thế mà hắn hiểu khá rõ về tình huống của nàng. Bây giờ nghe Y Phong phàn nàn, hắn khẽ cười nói. Những vị lãnh đạo tòa án quá kỳ cục, sao có thể ép đồng chí Y Phong bận rộn như vậy? Sau này anh sẽ gọi điện thoại cho thư ký trưởng Vương, để ông ấy cho các vị lãnh đạo tòa án biết tay. Y Phong nhìn bộ dạng tùy tiện của Vương Tử Quân, nụ cười trên mặt càng tươi vui hơn, mái tóc mềm mại tung bay dưới làn gió mát, càng có thêm vài phần quyến rũ. Lúc kết thúc huấn luyện em nghĩ có thể thông qua quan hệ đến huyện Lô Bắc công tác vài năm. Không ngờ chưa kết thúc huấn luyện thì huyện Lô Bắc đã thuộc về tỉnh Chiết Giang, thật sự là thay đổi quá nhanh. Y Phong nằm gối đầu lên đùi Vương Tử Quân, nàng để cho Vương Tử Quân tùy tí đùa nghịch với mái tóc của mình, sau đó dùng giọng oán giận nói. Vương Tử Quân cũng không biết lên tiếng thế nào ở phương diện này, thế cho nên chỉ trầm mặc. Dưới những làn gió nhẹ, hai người một nói một nghe, tình cảm ấm áp, giống như trong thiên địa chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Lúc này Vương Tử Quân chợt đưa tay đi tìm gói thuốc của mình, không ngờ hắn còn chưa kịp lấy thuốc ra thì Y Phong đã giống như phát hiện được, nàng lấy từ trong túi của mình ra một gói thuốc tinh xảo rồi nói. Em nước ngoài gửi về, em mang đến cho anh. Vương Tử Quân định đưa tay nhận lấy, đúng lúc Y Phong nhanh chóng mở ra, lấy một điếu thuốc đưa cho Vương Tử Quân. Y Phong đốt diêm, ánh sáng bùng lên chiếu vào mặt Vương Tử Quân, cũng chiếu sáng cả gương mặt Y Phong. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của que diêm, cảm giác nhiệt tình của hai người giống như ánh đèn được đốt lên sau bao nhiêu ngày bỏ không. Sáng sớm, ánh nắng vừa lên chiếu sáng hư không thì Vương Tử Quân đã mơ hồ tỉnh lại, hắn nhìn Y Phong đang quấn người ở trong lòng như con bạch tuộc, da nàng trắng như tuyết, môi hồng, đặc biệt là bộ ngực phập phồng giống như một quả dưa hấu bị cắt ra làm hai nửa, lại móc vào cùng một chỗ, khe ngực sâu làm cho người ta sinh ra những ý nghĩ miên man bất định. Cơ thể mềm mại của nàng càng làm cho hắn động tâm. Vì cơ thể này giống như đã ngâm trong nước hoa, toàn thân đầy phong tình, đều là bí mật, nếu không làm cho anh tim đập chân run thì cũng mê mẩn ngây người. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, gương mặt Y Phong càng đầy vui vẻ, cảm giác vui vẻ ngọt ngào này giống như một giấc mộng đẹp đang được tiếp diễn trong lòng Vương Tử Quân. Tuy thường xuyên rèn luyện nên có sức khỏe tốt hơn người bình thường một chút, thế nhưng lúc này Vương Tử Quân vẫn cảm thấy toàn thân rã rời, có chút mệt mỏi. Tối qua hai người quấn lấy nhau không rời. Nếu không phải cuối cùng Y Phong cập xin tha thứ, hắn cũng không biết sẽ phải tiếp tục đến khi nào. Vương Tử Quân khẽ rút tay chân trở về từ trên người Y Phong, hắn nhìn hai bàn tay nhỏ bé muốn ôm thứ gì đó của nàng, thế là không khỏi nghịch ngợm lấy chiếc gối đặt vào trong tay nàng. Hắn nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn thon dài của nàng ôm chặt chiếc gối, trong lòng không khỏi bùng lên xúc động. Vương Tử Quân áp chế xúc động của mình,
hắn nở nụ cười tự giễu, xem ra mình đã gieo một hạt giống đa tình, cũng không nhìn xem nha đầu kia bây giờ như thế nào, cứ nhất quyết níu kéo không chịu buông tha. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước của mình, khi đó chính mình tuy cũng sống khá tốt nhưng thật sự không mạnh mẽ và thiện chiến như bây giờ. Vương Tử Quân cảm thấy có chút vui sướng, hắn rón ra rón rén mặc quần áo, sau khi đội mũ, hắn đặt một tờ giấy với nội dung nhất định phải ăn cơm thật ngon ở bên cạnh Y Phong. Vương Tử Quân ra khỏi khách sạn, hắn thở dài một hơi, lúc này càng hạ quyết tâm, nhất định phải mua một căn nhà cho mình. Sau khi ăn sáng đơn giản ở một cửa hàng ven đường, hắn đi về phía khu nhà huyện ủy của mình. Vương Tử Quân vừa lên lầu được một lúc thì tiếng kèn xe vang lên bên dưới, hắn đưa mắt nhìn, dưới lầu là một chiếc Santana và Tôn Hạ Châu, thế là hắn cầm lấy cặp đi xuống. Một ngày công tác bắt đầu như vậy, nhưng sau khi ngồi vào bàn làm việc thì Vương Tử Quân cảm thấy trên người đầy cảm giác nhiệt tình, sau khi nghe những chương trình được Tôn Hạ Châu sắp xếp, hắn bắt đầu xử lý văn kiện. Tút, tút, tút. Tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên bên tai Vương Tử Quân, hắn cầm lấy điện thoại, còn chưa mở miệng thì bên trong đã vang lên âm thanh của Trần Lộ Giao. Chủ tịch Vương, bây giờ anh có rảnh không? Tôi là Lộ Giao, tôi có chút công tác cần báo cáo với anh. Tuy Vương Tử Quân cao hơn Trần Lộ Giao một bậc, thế nhưng Trần Lộ Giao cho đến nay còn chưa từng dùng giọng điệu của hạ cấp để nói với Vương Tử Quân, càng chưa bao giờ chủ động báo cáo công tác. Thái độ và tư thái khác thường của Trần Lộ Giao vào hôm nay là vì nguyên nhân gì, Vương Tử Quân hiểu rất rõ. Xem ra Trần Lộ Giao bắt đầu muốn ngã bài với mình. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân chớp mắt vui vẻ, sau đó hắn khẽ nói. Bí thư Trần, anh quá khách khí rồi. Anh cũng đừng gây phiền cho mình làm gì, tôi thấy không bằng trưa nay chúng ta đi đến ngư trường ở Tây Thành, vừa hưởng thụ niềm vui khi câu cá, vừa nói chuyện một phen cho thoải mái. Được, mọi người đều nói công tác cũng nên nghỉ ngơi một chút, Chủ tịch Vương, tôi nghe theo lời anh. Trần Lộ Giao tuy đã làm tốt chuẩn bị đến báo cáo công tác với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này nghe được sắp xếp của Vương Tử Quân lại làm cho lòng hắn nóng lên, với tính cách của hắn. Thật sự không tình nguyện đến báo cáo công tác với một người trẻ tuổi hơn mình như vậy. Xe của Trần Lộ Giao chạy đi như bay, trái tim của Trần Lộ Giao cũng nhanh chóng vận động. Lúc này hắn đang phân tích hai ngọn núi lớn trong lòng, một là Vương Tử Quân, hai là Dương Quân Tài. Nói hai người này là hai ngọn núi lớn thì thật sự không sai, địa vị của hai người ở huyện Lô Bắc không phải là hai ngọn núi lớn ép lên đầu mình sao. Trần Lộ Giao thấy hai người này đều có bối cảnh không tầm thường. Đều là những tồn tại trên đầu mình. Chính mình thật sự quá gò bó, người ta làm quan cả đời cũng không nhất định đụng phải một thái tử gia như vậy, chính mình không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đụng phải hai người, hơn nữa hai người này không dễ đối phó chút nào. Nhưng nói trắng ra thì Trần Lộ Giao biết mình cố kỵ người sắp gặp mặt hơn một chút, nếu so sánh giữa Vương Tử Quân và Dương Quân Tài, Trần Lộ Giao cảm thấy dù là bất kỳ phương diện nào thì Dương Quân Tài vẫn thua kém hơn một chút. Nói về gia thế thì Dương Quân Tài mạnh hơn, nhưng nếu về phương diện đối nhân xử thế và năng lực cao tay, Dương Quân Tài thật sự kém hơn rất nhiều. Đặc biệt là khí thế kiêu ngạo của Dương Quân Tài càng làm cho người ta khó chịu. Tuy Trần Lộ Giao và Dương Quân Tài là đồng minh, Dương Quân Tài cũng ném ra đầy đủ tôn trọng với Trần Lộ Giao, thế nhưng dù thế nào thì Trần Lộ Giao cũng sinh ra cảm giác Dương Quân Tài đối đãi với mình như một tiểu nhân vật. Tiểu Tô, có thể chạy nhanh thêm một chút nữa được không? Trần Lộ Giao ngồi trên xe nói với tài xế của mình. Lái xe không biết Trần Lộ Giao muốn làm gì, nhưng hắn cũng không dám nói nhiều, cố gắng dẫm mạnh chân ga, tốc độ nhanh chóng được đề cao. Hôm nay dù là thế nào thì cũng phải chạy đến gặp Vương Tử Quân, dù sao thì cũng là mình cầu xin người ta tha thứ. Trong đầu Trần Lộ Giao lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn nghĩ đến địa điểm Vương Tử Quân chọn làm nơi gặp mặt, trong lòng càng sinh ra vài phần cảm kích với Chủ tịch Vương. Khi kinh tế huyện Lô Bắc ngày càng phát triển thì ngư trường cũng mở ra nhiều hơn, ngư trường ở Tây Thành là không lớn nhưng cá phần lớn là hoang dại, không những câu cá nơi đây rất có hương vị, những món ăn được làm ra lại rất tinh khiết tự nhiên, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái thả lòng. Trần Lộ Giao nghĩ đến ngư trường mà không tự chủ nhớ đến một điển cố, đều nói Vương Tử Quân thích câu cá, vô tình đám cán bộ trong huyện Lô Bắc bắt đầu nghe được tin và hành động. Thế là những cửa hàng bán dụng cụ câu cá đang ế ẩm trong huyện thành lại trở nên sôi động, những món hàng tồn đọng vài năm không bán được đã bị người ta mua sạch. Dù đây chỉ là một câu chuyện hài hước được kể trong lúc trà dư tửu hậu, thế nhưng Trần Lộ Giao cũng có thể nhờ vào đó để cảm ứng được vài thứ,
đó chính là vị chủ tịch huyện trẻ tuổi kia là một đối thủ không thể coi thường, có địa vị và lực ảnh hưởng cực kỳ lớn ở huyện Lô Bắc. Chỉ sợ lúc Hầu Thiên Đông còn ở huyện Lô Bắc cũng không có được lực ảnh hưởng như vậy. Trần Lộ Giao chịu phục vị bí thư cường thế là Hầu Thiên Đông, nhưng khi nghĩ đến Hầu Thiên Đông thì hắn cũng biết không thể sánh bằng Vương Tử Quân. Xe chạy nhanh chóng trên đường, chỉ một lát sau đã đến một khu vực được quây lưới sắt, chủ ngư trường là một người hơn 40 tuổi, khi xe của Trần Lộ Giao đi vào thì nhanh chóng đi ra tiếp đón. Xin hỏi có phải quý khách họ Trần không? Ông chủ có gương mặt thật thà phúc hậu, có chút trần trừ, cơ thể tráng kiện, giọng điệu có hơi run rẩy. Dù kinh tế của huyện Lô Bắc phát triển rất tốt, thế nhưng người lái xe đến đây câu cá cũng không nhiều. Đúng, tôi họ Trần. Trần Lộ Giao nhìn ông chủ ngư trường mà khẽ cười, nụ cười rất hòa ái. Bạn của ngài đang chờ bên kia, mời ngài theo tôi. Ông chủ trung niên lên tiếng, sau đó cầm theo một chiếc cần câu thật dài, vừa nói vừa đi về phía trước. Ha ha, anh Trần, tôi nghĩ rằng phải chờ một lát nữa anh mới đi qua, không ngờ anh lại đến nhanh như vậy. Vương Tử Quân đã đổi sang một bộ trang phục bình thường, hắn đứng lên mỉm cười đón tiếp Trần Lộ Giao. Trần Lộ Giao nhìn nụ cười sáng lạn của Vương Tử Quân mà có chút khổ sở, hắn thầm nghĩ mình đến đã đủ sớm, không ngờ Vương Tử Quân lại đến sớm hơn và chờ sẵn nơi này. Người này còn chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, nếu so sánh với Dương Quân Tài thì thật sự cách quá xa. Anh Trần, đây thật sự là một cách xưng hô khác biệt, hắn rất muốn gọi Vương Tử Quân là cậu Tiểu Vương, thế nhưng há miệng mà phải nuốt xuống bụng. Hắn chỉ cười cười tìm một vị trí ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân. Lúc này trời xanh mây trắng, không gian vắng lặng, bầu không khí tươi mát, nhìn lên trời thấy những đám mây liên tục biến đổi hình thể, tất cả mệt mỏi ưu phiền và nhàm chán chợt tan biến, chỉ để lại cho người ta chút cảm giác tươi mát và thoải mái. Gió khẽ thổi lên, những gợn sóng lăn tăn, hai người ngồi trên ghế, không ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn phao cấp đang phập phù trên mặt nước. Huyện thành Lô Bắc tuy không quá ồn ào náo động, thế nhưng ngồi trong ngư trường cảm nhận bầu không khí vắng lặng, thật sự làm cho người ta sinh ra nhiều cảm nhận tinh tế. Những lúc tôi không có việc gì làm thì thường đi câu cá, hôm nay không biết anh Trần có thích hay không, anh cũng đừng nên trách đấy nhé. Vương Tử Quân khẽ cười với Trần Lộ Giao rồi nói. Vương Tử Quân hẹn mình ra ngư trường thì đã quá nể mặt, mà bây giờ Vương Tử Quân nói như vậy càng làm cho Trần Lộ Giao thoải mái hơn. Tuy hắn đã đi qua thời điểm tuổi trẻ xúc động, nhưng không thể không thừa nhận Vương Tử Quân này thật sự rất biết cách làm người. Chủ tịch Vương quá khách khí rồi, khi tôi còn trẻ thì cũng thích câu cá, nhưng bây giờ đã già, đi đứng mệt mỏi, cũng không muốn đi nhiều. Thực tế thì câu cá cũng là một hoạt động rất tốt, có thể tinh lọc tâm linh con người. Trần Lộ Giao trầm ngâm một lát, sau đó lên tiếng. Vương Tử Quân cười cười với Trần Lộ Giao. Không sai, tôi cũng cho rằng là như vậy, xem ra hai người chúng ta là có cùng tư tưởng và chiến lược. Vương Tử Quân nói rồi đột nhiên thay đổi chủ đề. Anh Trần là người huyện Lô Bắc, anh nói xem, nếu xem huyện Lô Bắc là một con cá thì mấy người ăn đủ. Trần Lộ Giao hiểu ý của Vương Tử Quân, nếu như nói huyện Lô Bắc là một con cá, như vậy bọn họ chính là những người ăn cá, mà mấy người ăn đủ. Trần Lộ Giao muốn nói chia ra mà ăn là tốt nhất, thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Vương Tử Quân, hắn lại không tự chủ được phải mở miệng nói. Một người ăn là hay nhất. Tôi cảm thấy một người ăn là hay nhất. Dù thế nào thì một người ăn sẽ để cho những người khác không bị mắc nghẹn, anh nói xem có đúng không? Vương Tử Quân khẽ đong đưa cần câu rồi cười nói với Trần Lộ Giao. Nhưng bây giờ mật ít ruồi nhiều, một người ăn là cực kỳ khó khăn. Trần Lộ Giao nở nụ cười tự giễu rồi trầm giọng nói. À, tôi cũng cảm thấy như vậy, hai người ăn thì cũng không dễ phân chia, nếu như hai bên cùng khiêm nhượng thì còn dễ nói, nhưng nếu như có một trong hai tỏ ra cường thế. Như vậy sẽ làm cho người bên kia cảm thấy khó khăn. Bí thư Trần, anh thấy sao? Vương Tử Quân vẫn không buông cần câu xuông mà thản nhiên nói. Trần Lộ Giao đã suy nghĩ rất nhiều về đợt gặp mặt hôm nay, càng chuẩn bị không ít lời để nói, cũng chuẩn bị sẵn nhiều điều kiện để có thể lui bước. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân lên tiếng như thiên mã hành không, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy có chút bị động. Vương Tử Quân nghĩ thế nào thì Trần Lộ Giao biết rất rõ. Nhưng hắn càng rõ thì càng cảm thấy mình nói chuyện giống như đi theo ý của Vương Tử Quân, đồng thời lại cảm thấy mình không biết nên mở miệng từ điểm nào. Có một câu như thế này, một người bị chèn ép giữa hai người cũng khó sống, không biết bí thư Trần đã nghe qua chưa? Vương Tử Quân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Lộ Giao, nhưng trong âm thanh của hắn lại mang theo chút lực lượng mạnh mẽ.
Trần Lộ Giao tất nhiên đã từng nghe qua những lời này, hơn nữa hắn cảm thấy câu nói kia khắc họa rõ ràng tình huống vào lúc này. Tuy hắn biểu hiện vẫn đầu phục vào Dương Quân Tài, thế nhưng chính bản thân hắn lại có thế lực bám sâu trong huyện Lô Bắc, đã nhất định trở thành nhân vật quan trọng. Bây giờ Vương Tử Quân và Dương Quân Tài tranh chấp nhau, chính mình không phải rơi vào tình huống khó khăn sao? Vương Tử Quân đặt mục tiêu đả kích lên người Trần Lộ Giao, tuy hắn là người đầu phục vào Dương Quân Tài, thế nhưng hắn cũng không nhận được đầy đủ sự trợ giúp, vì Dương Quân Tài vẫn còn cố kỵ với mình. Trần Lộ Giao nhai nuốt những lời của Vương Tử Quân, trong lòng tràn đầy khổ sở. Chính mình bị kẹp vào giữa hai người cường thế, tuy mình đứng về một phía trong hai người, thế nhưng lại biến thành đối tượng đả kích của phía bên kia. Chẳng qua là vì thế lực của mình quá mạnh, đứng sang bên nào cũng sẽ làm được chút chuyện, thế là ai cũng tranh thủ, ai cũng kiêng kỵ. Anh Trần, bây giờ anh đã 54 rồi phải không? Vương Tử Quân nhìn Trần Lộ Giao rồi nói. Trần Lộ Giao tuy thất thần nhưng vẫn hiểu rõ câu hỏi về tuổi tác của Vương Tử Quân có nghĩa là gì, chính mình 54 tuổi, cách thời điểm về hưu là 6 năm. Nhưng 6 năm sau sẽ còn ngồi trên vị trí phó bí thư sao? Rất có thể đến nhiệm kỳ mới thì sẽ bị điều sang Hội đồng Nhân dân hoặc Mặt trận Tổ quốc mà thôi. Chương 311 hai dậm chân tại chỗ nhưng vẫn thâm hụt tiền bạc. Chị gái, bây giờ bí thư Trần thật sự đặt hết tâm trí vào phương diện công tác, nhưng bên dưới lại luôn có những kẻ không phải đèn cạn dầu. Bí thư Trần là người nắm công tác chỉnh đốn tác phong cán bộ, tôi thu bổ lại ngôi mộ cho bố. Con bà nó lại có người nắm lấy đó không tha, luôn chĩa vào tôi như ruồi bỏ. Tôi thấy đây không phải là chuyện của riêng mình, rõ ràng có kẻ bất mãn với bí thư Trần, ai mà không biết Triệu Kim Phù tôi là người của bí thư. Triệu Kim Phù thật sự rất đẹp trai, bây giờ dù đã hơn 40 nhưng vẫn có phong thái làm cho các cô gái say mê. Hơn nữa người này nhiều năm qua sống trong an nhàn sung sướng, lại là một người nhất ngôn cửu đỉnh ở địa phương, có khí thế mạnh mẽ, cứ thế mà tạo nên khí thế tuyệt đỉnh. Vì hắn có quan hệ không tệ với Trần Lộ Giao, thế cho nên mở miệng cũng không quá so đo, càng nói càng không che đậy miệng, càng cực kỳ lo lắng. Vẻ mặt Trần Lộ Giao chợt biến đổi. Trần Lộ Giao từ trong phòng làm việc của mình đi ra, cũng không chờ vợ mình đồng ý, hắn lạnh lùng nói. Chính mình gây chuyện thì tự đi mà xử lý, chạy đến chỗ tôi làm gì? Nếu như anh không phát sinh vấn đề, sẽ có người đá đít anh sao? Đi ra ngoài cho tôi. Trong phòng vốn rất ồn ào đã trở nên yên tĩnh, Triệu Kim Phù là chư hầu một phương, hắn đã không nhớ bao lâu rồi mình chưa từng bị người ta mắng mỏ dậy bảo như vậy, lúc này nghe thấy Trần Lộ Giao lên tiếng răn dậy, chợt cảm thấy luống cuống tay chân, gương mặt trắng nõn cũng đỏ lên. Trần Lộ Giao cũng căn bản không quan tâm đến vẻ mặt của Triệu Kim Phù, hắn quay về phòng làm việc của mình, sau đó đóng ẩm cửa lại. Đám cán bộ ở bên ngoài sợ đến mức gương mặt như màu đất. Bọn họ không biết bí thư Trần hôm nay bị thế nào, sao lại nổi nóng với đám người của mình như vậy. Nhưng rõ ràng lúc này tâm tình của bí thư là không tốt, thế là cả đám nhanh chóng cáo từ vợ Trần Lộ Giao, vô tình không gian huyên náo đã không còn, chỉ còn lại phòng khách với bầu không khí vắng lặng. Trong một công viên nhỏ của huyện Lô Bắc, Vương Tử Quân đang nằm trên ghế hóng gió đêm. Lúc này đã đến cuối thu thế nhưng vẫn là thời điểm mọi người tha hồ rong chơi, công viên này vẫn là nơi người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Đủ mọi người từ lớn đến nhỏ, đám trẻ nhỏ thì chạy nhảy khắp nơi như những chú khỉ tinh nghịch, chơi trò đuổi bắt, la hét vang dội. Dưới những tàn cây lớn lại có nhiều cặp trai gái ngồi đó, tuy bọn họ không ôm ấp hôn nhau như công viên vào kiếp trước, thế nhưng cũng nắm chặt tay và ôm lấy vai nhau, cười khanh khách, anh em, làm cho người ta cảm thấy say mê. Ghế trong công viên cũng không nhiều, những đôi tình nhân đến muộn muốn tìm được chỗ ngồi cũng rất phiền phức. Vì thế mà Vương Tử Quân nằm một mình trên ghế cũng có người đến hỏi. Thật sự xin lỗi, tôi đang chờ người. Vương Tử Quân không chờ tên thanh niên kia kịp mở miệng, hắn khẽ nói, tên thanh niên kia vốn cũng không ôm hy vọng cao xa, nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì gật đầu và xoay người bỏ đi. Vương Tử Quân nhìn cặp tình nhân kia bỏ đi mà không khỏi lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải cô ấy yêu cầu mình chiếm giữ vị trí này, hắn cũng có thể tặng vị trí này cho cặp tình nhân vừa rồi. Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ lung tung thì một đôi bàn tay nhỏ bé đã đưa ra bịt kín mắt hắn, một hơi thở như lan truyền đến bên tai, một âm thanh dịu dàng vang lên. Đoán xem là ai đây? Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh này mà không khỏi nóng lòng lên, hắn đưa tay ra ôm lấy người ở phía sau, sau đó cũng không quan tâm đến sự vùng vẫy của đối phương, hắn nhanh chóng hôn lên môi nàng rồi dùng giọng đầy tình cảm nói. Em chính là tiểu yêu tinh hút đi linh hồn anh.
Nếu nói về góc độ yêu đương thì vị trí mà Vương Tử Quân lựa chọn là rất tốt, chỗ này ánh sáng u ám, người đi lại rất thưa thớt, dù có thực hiện vài động tác thì cũng không sợ bị người ta nhìn thấy. Người dùng tay che mắt Vương Tử Quân rõ ràng cũng bị ảnh hưởng bởi tình cảm mãnh liệt, lúc đầu còn dãy giụa, sau đó nhanh chóng hưởng ứng, hai trái tim cùng va chạm, dù là Vương Tử Quân hay đối phương cũng có thể cảm nhận được tiếng chống ngực mạnh mẽ của đối phương. Anh đúng là, sao càng ngày càng tệ như vậy? Y Phong với gương mặt tràn đầy quyến rũ, nàng dùng tay giằng lấy bàn tay đã chui vào trong quần áo của nàng ra ngoài, cái miệng đỏ tươi dùng giọng oán trách nói. Tuy vừa rồi là nụ hôn nồng nhiệt nhưng mãi đến lúc này thì Vương Tử Quân mới có thể dựa vào ánh đèn để nhìn rõ Y Phong, nàng giống như cũng không có biến đổi gì quá lớn nhưng nhìn kỹ thì giống như càng có hương vị. Chú khí tức ngây thơ của nàng như năm xưa đã không còn sót lại điều gì, nàng mặc một bộ váy màu vàng nhạt, đeo giày cao gót, gợi cảm mà không mất đi tính trang trọng. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, hai hàng chân mày như trăng đầu tháng, nàng đang dùng ánh mắt chân tình nhìn Vương Tử Quân. Ánh mắt nàng tươi sáng như dòng nước dưới ánh sáng mặt trời. Anh không xem đây là chỗ nào, sao lại cứ nóng vội thế nhỉ? Y Phong nhìn bộ dạng hận không thể nuốt mình vào bụng của Vương Tử Quân, nàng thầm cảm thấy ngọt ngào, thế là không khỏi dí ngón tay lên trán hắn, lại dùng giọng hờn dỗi nói. Anh nhớ em. Vương Tử Quân nhìn Y Phong rồi khẽ nói. Anh biết động tác vừa rồi của mình có bao nhiêu nguy hiểm không? Y Phong dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Vương Tử Quân rồi nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu mà không nói gì, nhưng tình cảm trong mắt lại thiếu chút nữa đã hòa tan cả cơ thể của Y Phong. Nàng nhìn ánh mắt đầy tình cảm của hắn, sau đó nàng chợt dùng tay dí lên trán hắn. Vốn em còn muốn trừng trị vì nhiều ngày anh không đến thăm, bây giờ nhìn bộ dạng này của anh, xem như đã tự biết mình phạm lỗi gì rồi. Y Phong vừa nói vừa dán người vào lòng Vương Tử Quân, sau đó nàng khẽ nói. Anh ở đây chờ em, anh không sợ có người phát hiện anh là chủ tịch Vương sao? Giọng điệu của Y Phong rất dịu dàng và có chút nghịch ngợm, Vương Tử Quân nghe được âm thanh này mà giống như nhớ về cô bé năm xưa có gan đứng ra chặn xe của mình. Hôm nay vừa tan tầm thì Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Y Phong, để hắn đến công viên chờ, sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ. Mà bây giờ Y Phong thật sự đi đến bên hắn như niềm vui chân thật. Những ngày tham gia huấn luyện thật sự mệt chết người. Không được nghỉ ngày nào, thật sự khó thể chịu được. Y Phong mở miệng nhỏ nhắn rồi khẽ phàn nàn với Vương Tử Quân về những ngày học tập vừa qua của mình. Tuy nhiều ngày không gặp Y Phong thế nhưng hai người chưa từng gián đoạn liên lạc qua điện thoại, vì thế mà hắn hiểu khá rõ về tình huống của nàng. Bây giờ nghe Y Phong phàn nàn, hắn khẽ cười nói. Những vị lãnh đạo tòa án quá kỳ cục, sao có thể ép đồng chí Y Phong bận rộn như vậy? Sau này anh sẽ gọi điện thoại cho thư ký trưởng Vương. Để ông ấy cho các vị lãnh đạo tòa án biết tay. Y Phong nhìn bộ dạng tùy tiện của Vương Tử Quân, nụ cười trên mặt càng tươi vui hơn, mái tóc mềm mại tung bay dưới làn gió mát, càng có thêm vài phần quyến rũ. Lúc kết thúc huấn luyện em nghĩ có thể thông qua quan hệ đến huyện Lô Bắc công tác vài năm, không ngờ chưa kết thúc huấn luyện thì huyện Lô Bắc đã thuộc về tỉnh Chiết Giang, thật sự là thay đổi quá nhanh. Y Phong nằm gối đầu lên đùi Vương Tử Quân, nàng để cho Vương Tử Quân tùy tí đùa nghịch với mái tóc của mình. Sau đó dùng giọng oán giận nói. Vương Tử Quân cũng không biết lên tiếng thế nào ở phương diện này, thế cho nên chỉ trầm mặc. Dưới những làn gió nhẹ, hai người một nói một nghe, tình cảm ấm áp, giống như trong thiên địa chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Lúc này Vương Tử Quân chợt đưa tay đi tìm gói thuốc của mình, không ngờ hắn còn chưa kịp lấy thuốc ra thì Y Phong đã giống như phát hiện được, nàng lấy từ trong túi của mình ra một gói thuốc tinh xảo rồi nói. Em nước ngoài gửi về, em mang đến cho anh. Vương Tử Quân định đưa tay nhận lấy, đúng lúc Y Phong nhanh chóng mở ra, lấy một điếu thuốc đưa cho Vương Tử Quân. Y Phong đốt diêm, ánh sáng bùng lên chiếu vào mặt Vương Tử Quân, cũng chiếu sáng cả gương mặt Y Phong. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của que diêm, cảm giác nhiệt tình của hai người giống như ánh đèn được đốt lên sau bao nhiêu ngày bỏ không. Sáng sớm, ánh nắng vừa lên chiếu sáng hư không thì Vương Tử Quân đã mơ hồ tỉnh lại, hắn nhìn Y Phong đang quấn người ở trong lòng như con bạch tuộc, da nàng trắng như tuyết. Môi hồng, đặc biệt là bộ ngực phập phồng giống như một quả dưa hấu bị cắt ra làm hai nửa, lại móc vào cùng một chỗ, khe ngực sâu làm cho người ta sinh ra những ý nghĩ miên man bất định. Cơ thể mềm mại của nàng càng làm cho hắn động tâm, vì cơ thể này giống như đã ngâm trong nước hoa, toàn thân đầy phong tình, đều là bí mật, nếu không làm cho anh tim đập chân run thì cũng mê mẩn ngây người. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, gương mặt Y Phong càng đầy vui vẻ,
cảm giác vui vẻ ngọt ngào này giống như một giấc mộng đẹp đang được tiếp diễn trong lòng Vương Tử Quân. Tuy thường xuyên rèn luyện nên có sức khỏe tốt hơn người bình thường một chút, thế nhưng lúc này Vương Tử Quân vẫn cảm thấy toàn thân rã rời, có chút mệt mỏi. Tối qua hai người quấn lấy nhau không rời, nếu không phải cuối cùng Y Phong Cập xin tha thứ, hắn cũng không biết sẽ phải tiếp tục đến khi nào. Vương Tử Quân khẽ rút tay chân trở về từ trên người Y Phong, hắn nhìn hai bàn tay nhỏ bé muốn ôm thứ gì đó của nàng, thế là không khỏi nghịch ngợm lấy chiếc gối đặt vào trong tay nàng. Hắn nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn thon dài của nàng ôm chặt chiếc gối, trong lòng không khỏi bùng lên xúc động. Vương Tử Quân áp chế xúc động của mình, hắn nở nụ cười tự giễu, xem ra mình đã gieo một hạt giống đa tình, cũng không nhìn xem nha đầu kia bây giờ như thế nào, cứ nhất quyết níu kéo không chịu buông tha. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước của mình, khi đó chính mình tuy cũng sống khá tốt nhưng thật sự không mạnh mẽ và thiện chiến như bây giờ. Vương Tử Quân cảm thấy có chút vui sướng, hắn rón ra rón rén mặc quần áo, sau khi đội mũ, hắn đặt một tờ giấy với nội dung nhất định phải ăn cơm thật ngon ở bên cạnh Y Phong. Vương Tử Quân ra khỏi khách sạn, hắn thở dài một hơi, lúc này càng hạ quyết tâm, nhất định phải mua một căn nhà cho mình. Sau khi ăn sáng đơn giản ở một cửa hàng ven đường, hắn đi về phía khu nhà huyện ủy của mình. Vương Tử Quân vừa lên lầu được một lúc thì tiếng kèn xe vang lên bên dưới, hắn đưa mắt nhìn. Dưới lầu là một chiếc Santana và Tôn Hạ Châu, thế là hắn cầm lấy cặp đi xuống. Một ngày công tác bắt đầu như vậy, nhưng sau khi ngồi vào bàn làm việc thì Vương Tử Quân cảm thấy trên người đầy cảm giác nhiệt tình. Sau khi nghe những chương trình được Tôn Hạ Châu sắp xếp, hắn bắt đầu xử lý văn kiện. Tút, tút, tút. Tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên bên tai Vương Tử Quân, sau hắn cầm lấy điện thoại, còn chưa mở miệng thì bên trong đã vang lên âm thanh của Trần Lộ Giao. Chủ tịch Vương. Bây giờ anh có rảnh không? Tôi là Lộ Giao, tôi có chút công tác cần báo cáo với anh. Tuy Vương Tử Quân cao hơn Trần Lộ Giao một bậc, thế nhưng Trần Lộ Giao cho đến nay còn chưa từng dùng giọng điệu của hạ cấp để nói với Vương Tử Quân, càng chưa bao giờ chủ động báo cáo công tác. Thái độ và tư thái khác thường của Trần Lộ Giao vào hôm nay là vì nguyên nhân gì, Vương Tử Quân hiểu rất rõ. Xem ra Trần Lộ Giao bắt đầu muốn ngã bài với mình. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy. Vương Tử Quân chớp mắt vui vẻ, sau đó hắn khẽ nói. Bí thư Trần, anh quá khách khí rồi, anh cũng đừng gây phiền cho mình làm gì, tôi thấy không bằng trưa nay chúng ta đi đến ngư trường ở Tây Thành, vừa hưởng thụ niềm vui khi câu cá, vừa nói chuyện một phen cho thoải mái. Được, mọi người đều nói công tác cũng nên nghỉ ngơi một chút, Chủ tịch Vương, tôi nghe theo lời anh. Trần Lộ Giao tuy đã làm tốt chuẩn bị đến báo cáo công tác với Vương Tử Quân. Thế nhưng lúc này nghe được sắp xếp của Vương Tử Quân lại làm cho lòng hắn nóng lên, với tính cách của hắn, thật sự không tình nguyện đến báo cáo công tác với một người trẻ tuổi hơn mình như vậy. Xe của Trần Lộ Giao chạy đi như bay, trái tim của Trần Lộ Giao cũng nhanh chóng vận động. Lúc này hắn đang phân tích hai ngọn núi lớn trong lòng, một là Vương Tử Quân, hai là Dương Quân Tài. Nói hai người này là hai ngọn núi lớn thì thật sự không sai. Địa vị của hai người ở huyện Lô Bắc không phải là hai ngọn núi lớn ép lên đầu mình sao? Trần Lộ Giao thấy hai người này đều có bối cảnh không tầm thường, đều là những tồn tại trên đầu mình. Chính mình thật sự quá gò bó, người ta làm quan cả đời cũng không nhất định đụng phải một thái tử gia như vậy, chính mình không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đụng phải hai người, hơn nữa hai người này không dễ đối phó chút nào. Nhưng nói trắng ra thì Trần Lộ Giao biết mình cố kỵ người sắp gặp mặt hơn một chút. Nếu so sánh giữa Vương Tử Quân và Dương Quân Tài, Trần Lộ Giao cảm thấy dù là bất kỳ phương diện nào thì Dương Quân Tài vẫn thua kém hơn một chút. Nói về gia thế thì Dương Quân Tài mạnh hơn, nhưng nếu về phương diện đối nhân xử thế và năng lực cao tay, Dương Quân Tài thật sự kém hơn rất nhiều. Đặc biệt là khí thế kiêu ngạo của Dương Quân Tài càng làm cho người ta khó chịu. Tuy Trần Lộ Giao và Dương Quân Tài là đồng minh, Dương Quân Tài cũng ném ra đầy đủ tôn trọng với Trần Lộ Giao. Thế nhưng dù thế nào thì Trần Lộ Giao cũng sinh ra cảm giác Dương Quân Tài đối đãi với mình như một tiểu nhân vật. Tiểu Tô, có thể chạy nhanh thêm một chút nữa được không? Trần Lộ Giao ngồi trên xe nói với tài xế của mình. Lái xe không biết Trần Lộ Giao muốn làm gì, nhưng hắn cũng không dám nói nhiều, cố gắng dẫm mạnh chân ga, tốc độ nhanh chóng được đề cao. Hôm nay dù là thế nào thì cũng phải chạy đến gặp Vương Tử Quân, dù sao thì cũng là mình cầu xin người ta tha thứ. Trong đầu Trần Lộ Giao lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn nghĩ đến địa điểm Vương Tử Quân chọn làm nơi gặp mặt, trong lòng càng sinh ra vài phần cảm kích với Chủ tịch Vương. Khi kinh tế huyện Lô Bắc ngày càng phát triển thì ngư trường cũng mở ra nhiều hơn,
ngư trường ở Tây Thành là không lớn nhưng cá phần lớn là hoang dại, không những câu cá nơi đây rất có hương vị, những món ăn được làm ra lại rất tinh khiết tự nhiên, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái thả lòng. Trần Lộ Giao nghĩ đến ngư trường mà không tự chủ nhớ đến một điển cố, đều nói Vương Tử Quân thích câu cá, vô tình đám cán bộ trong huyện Lô Bắc bắt đầu nghe được tin và hành động, thế là những cửa hàng bán dụng cụ câu cá đang ế ẩm trong huyện thành lại trở nên sôi động, những món hàng tồn đọng vài năm không bán được đã bị người ta mua sạch. Dù đây chỉ là một câu chuyện hài hước được kể trong lúc trà dư tửu hậu, thế nhưng Trần Lộ Giao cũng có thể nhờ vào đó để cảm ứng được vài thứ, đó chính là vị chủ tịch huyện trẻ tuổi kia là một đối thủ không thể coi thường, có địa vị và lực ảnh hưởng cực kỳ lớn ở huyện Lô Bắc. Chỉ sợ lúc Hầu Thiên Đông còn ở huyện Lô Bắc cũng không có được lực ảnh hưởng như vậy. Trần Lộ Giao chịu phục vị bí thư cường thế là Hầu Thiên Đông, nhưng khi nghĩ đến Hầu Thiên Đông thì hắn cũng biết không thể sánh bằng Vương Tử Quân. Xe chạy nhanh chóng trên đường, chỉ một lát sau đã đến một khu vực được quây lưới sắt, chủ ngư trường là một người hơn 40 tuổi, khi xe của Trần Lộ Giao đi vào thì nhanh chóng đi ra tiếp đón. Xin hỏi có phải quý khách họ Trần không? Ông chủ có gương mặt thật thà phúc hậu, có chút trần trừ, cơ thể tráng kiện, giọng điệu có hơi run rẩy. Dù kinh tế của huyện Lô Bắc phát triển rất tốt, thế nhưng người lái xe đến đây câu cá cũng không nhiều. Đúng, tôi họ Trần. Trần Lộ Giao nhìn ông chủ ngư trường mà khẽ cười, nụ cười rất hòa ái. Bạn của ngài đang chờ bên kia, mời ngài theo tôi. Ông chủ trung niên lên tiếng, sau đó cầm theo một chiếc cần câu thật dài, vừa nói vừa đi về phía trước. Ha ha, anh Trần, tôi nghĩ rằng phải chờ một lát nữa anh mới đi qua, không ngờ anh lại đến nhanh như vậy. Vương Tử Quân đã đổi sang một bộ trang phục bình thường, hắn đứng lên mỉm cười đón tiếp Trần Lộ Giao. Trần Lộ Giao nhìn nụ cười sáng lạn của Vương Tử Quân mà có chút khổ sở, hắn thầm nghĩ mình đến đã đủ sớm, không ngờ Vương Tử Quân lại đến sớm hơn và chờ sẵn nơi này. Người này còn chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, nếu so sánh với Dương Quân Tài thì thật sự cách quá xa. Anh Trần, đây thật sự là một cách xưng hô khác biệt, hắn rất muốn gọi Vương Tử Quân là cậu Tiểu Vương, thế nhưng há miệng mà phải nuốt xuống bụng. Hắn chỉ cười cười tìm một vị trí ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân. Lúc này trời xanh mây trắng, không gian vắng lặng, bầu không khí tươi mát, nhìn lên trời thấy những đám mây liên tục biến đổi hình thể, tất cả mệt mỏi ưu phiền và nhàm chán chợt tan biến, chỉ để lại cho người ta chút cảm giác tươi mát và thoải mái. Gió khẽ thổi lên, những gợn sóng lăn tăn, hai người ngồi trên ghế, không ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn phao cấp đang phập phù trên mặt nước. Huyện thành Lô Bắc tuy không quá ồn ào náo động, thế nhưng ngồi trong ngư trường cảm nhận bầu không khí vắng lặng, thật sự làm cho người ta sinh ra nhiều cảm nhận tinh tế. Những lúc tôi không có việc gì làm thì thường đi câu cá, hôm nay không biết anh Trần có thích hay không, anh cũng đừng nên trách đấy nhé. Vương Tử Quân khẽ cười với Trần Lộ Giao rồi nói. Vương Tử Quân hẹn mình ra ngư trường thì đã quá nể mặt, mà bây giờ Vương Tử Quân nói như vậy càng làm cho Trần Lộ Giao thoải mái hơn. Tuy hắn đã đi qua thời điểm tuổi trẻ xúc động, nhưng không thể không thừa nhận Vương Tử Quân này thật sự rất biết cách làm người. Chủ tịch Vương quá khách khí rồi, khi tôi còn trẻ thì cũng thích câu cá, nhưng bây giờ đã già, đi đứng mệt mỏi, cũng không muốn đi nhiều. Thực tế thì câu cá cũng là một hoạt động rất tốt, có thể tinh lọc tâm linh con người. Trần Lộ Giao trầm ngâm một lát, sau đó lên tiếng. Vương Tử Quân cười cười với Trần Lộ Giao. Không sai, tôi cũng cho rằng là như vậy. Xem ra hai người chúng ta là có cùng tư tưởng và chiến lược. Vương Tử Quân nói rồi đột nhiên thay đổi chủ đề. Anh Trần là người huyện Lô Bắc, anh nói xem, nếu xem huyện Lô Bắc là một con cá thì mấy người ăn đủ. Trần Lộ Giao hiểu ý của Vương Tử Quân, nếu như nói huyện Lô Bắc là một con cá, như vậy bọn họ chính là những người ăn cá, mà mấy người ăn đủ. Trần Lộ Giao muốn nói chia ra mà ăn là tốt nhất, thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Vương Tử Quân, hắn lại không tự chủ được phải mở miệng nói. Một người ăn là hay nhất. Tôi cảm thấy một người ăn là hay nhất, dù thế nào thì một người ăn sẽ để cho những người khác không bị mắc nghẹn, anh nói xem có đúng không? Vương Tử Quân khẽ đong đưa cần câu rồi cười nói với Trần Lộ Giao. Nhưng bây giờ mật ít ruồi nhiều, một người ăn là cực kỳ khó khăn. Trần Lộ Giao nở nụ cười tự giễu rồi trầm giọng nói. À, tôi cũng cảm thấy như vậy, hai người ăn thì cũng không dễ phân chia, nếu như hai bên cùng khiêm nhượng thì còn dễ nói. Nhưng nếu như có một trong hai tỏ ra cường thế, như vậy sẽ làm cho người bên kia cảm thấy khó khăn. Bí thư Trần, anh thấy sao? Vương Tử Quân vẫn không buông cần câu xuông mà thản nhiên nói.
Trần Lộ Giao đã suy nghĩ rất nhiều về đợt gặp mặt hôm nay, càng chuẩn bị không ít lời để nói, cũng chuẩn bị sẵn nhiều điều kiện để có thể lui bước. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân lên tiếng như thiên mã hành không, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy có chút bị động. Vương Tử Quân nghĩ thế nào thì Trần Lộ Giao biết rất rõ, nhưng hắn càng rõ thì càng cảm thấy mình nói chuyện giống như đi theo ý của Vương Tử Quân, đồng thời lại cảm thấy mình không biết nên mở miệng từ điểm nào. Có một câu như thế này, một người bị chèn ép giữa hai người cũng khó sống, không biết bí thư Trần đã nghe qua chưa? Vương Tử Quân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Lộ Giao, nhưng trong âm thanh của hắn lại mang theo chút lực lượng mạnh mẽ. Trần Lộ Giao tất nhiên đã từng nghe qua những lời này, hơn nữa hắn cảm thấy câu nói kia khắc họa rõ ràng tình huống vào lúc này. Tuy hắn biểu hiện vẫn đầu phục vào Dương Quân Tài, thế nhưng chính bản thân hắn lại có thế lực bám sâu trong huyện Lô Bắc, đã nhất định trở thành nhân vật quan trọng. Bây giờ Vương Tử Quân và Dương Quân Tài tranh chấp nhau, chính mình không phải rơi vào tình huống khó khăn sao? Vương Tử Quân đặt mục tiêu đả kích lên người Trần Lộ Giao, tuy hắn là người đầu phục vào Dương Quân Tài, thế nhưng hắn cũng không nhận được đầy đủ sự trợ giúp, vì Dương Quân Tài vẫn còn cố kỵ với mình. Trần Lộ Giao nhai nuốt những lời của Vương Tử Quân, trong lòng tràn đầy khổ sở. Chính mình bị kẹp vào giữa hai người cường thế, tuy mình đứng về một phía trong hai người, thế nhưng lại biến thành đối tượng đả kích của phía bên kia. Chẳng qua là vì thế lực của mình quá mạnh, đứng sang bên nào cũng sẽ làm được chút chuyện, thế là ai cũng tranh thủ, ai cũng kiêng kỵ. Anh Trần, bây giờ anh đã 54 rồi phải không? Vương Tử Quân nhìn Trần Lộ Giao rồi nói. Trần Lộ Giao tuy thất thần nhưng vẫn hiểu rõ câu hỏi về tuổi tác của Vương Tử Quân có nghĩa là gì, chính mình 54 tuổi, cách thời điểm về hưu là 6 năm. Nhưng 6 năm sau sẽ còn ngồi trên vị trí phó bí thư sao? Rất có thể đến nhiệm kỳ mới thì sẽ bị điều sang Hội đồng Nhân dân hoặc Mặt trận Tổ quốc mà thôi. Chương 312 bưng bát cơm lên ăn, đặt đũa xuống chửi chó má. Nếu trước kia Vương Tử Quân nói như vậy thì chắc chắn Trần Lộ Giao sẽ không thèm quan tâm, nhưng công tác chỉnh đốn tác phong lần này giống như một tảng đá lớn đặt trong lòng, hắn cảm thấy không thở nổi, trong lúc hít thở khó khăn thì khó thể không nghe theo. 54 tuổi, cứ như vậy mà lui xuống một cách không minh bạch sao? Vô tình những ý nghĩ trước nay chưa từng được tính toán đã xuất hiện trong lòng Trần Lộ Giao, dù trong lòng hắn cảm thấy không cam lòng, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy đó là một cơ hội, chỉ là cơ hội này giống như những đám mây trên trời, một cơn gió thổi qua đã bay đi mất. Cho dù tôi lui xuống và vị trí bỏ ngỏ, anh cũng không nhất định có thể khống chế được vị trí phó bí thư phụ trách công tác chính trị này. Trần Lộ Giao trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân phủi tay, hắn khẽ nói. Tôi vốn cũng không có ý gì với vị trí bỏ ngỏ của anh, công tác chính trị cũng không phải là ai cũng có thể làm, tôi cảm thấy để cho một người quen tiến lên sẽ hay hơn. Tôi nghĩ rằng đồng chí Tôn Quốc Lương là rất phù hợp, anh cảm thấy thế nào? Tôn Quốc Lương làm phó bí thư, Vương Tử Quân có lẽ cũng thấy rõ tình huống không cam lòng của Tôn Quốc Lương khi mình lui xuống. Nhưng Trần Lộ Giao biết rõ đây chính là điều kiện rất tốt, nếu như mình lui xuống và đổi lấy được hòa bình với Vương Tử Quân, như vậy cũng xem như không ảnh hưởng đến gân cốt. Chủ tịch Vương đã chuẩn bị sắp xếp cho một lão già như tôi rồi sao? Trần Lộ Giao trầm ngâm một lát, sau đó hắn tiếp tục chuyển chủ đề lên người mình. Mặt trận Tổ quốc thị ủy đang thiếu một vị phó chủ tịch, hưởng thụ đãi ngộ cấp chính huyện, anh thấy thế nào? Vương Tử Quân nhìn Trần Lộ Giao rồi nói ra từng chữ. Trần Lộ Giao trầm mặc một lúc lâu, một lúc sau cũng không nói gì. Vương Tử Quân cũng không mở miệng, hắn chỉ lẳng lặng nhìn phao phập phù, giống như con sóng phập phồng làm cho phao câu chấn động rất có lực hấp dẫn. Trần Lộ Giao từ trong tình huống khiếp sợ mà chậm rãi trở nên bình tĩnh, hắn nghĩ đến chuyện Vương Tử Quân cho ra lời đề nghị triển khai mở rộng công tác chính đốn tác phong, bây giờ hắn đã dần hiểu rõ tính toán của Vương Tử Quân. Người này cũng không phải chỉ thông qua công tác chỉnh đốn tác phong để lập uy, còn muốn thông qua thủ đoạn này để ép mình lui xuống. Quyền nhân sự, lúc này Vương Tử Quân đang chỉ tay vào phương diện quyền nhân sự. Trần Lộ Giao nhìn gương mặt bình tĩnh và lạnh nhạt của Vương Tử Quân, trong lòng hắn có hơi đau, chính mình trước khi đến đây gặp mặt người ta thì còn tưởng rằng chỉ cần lui một hai bước mà thôi, cũng không ngờ người ta muốn trực tiếp lấy đi tất cả tư chất nằm dưới quân cờ của mình. Chính mình còn có thể vùng vẫy sao? Trần Lộ Giao cảm thấy nếu mình liên hợp với Dương Quân Tài vào thực hiện một phương án tranh đấu, như vậy sẽ không nhất định sẽ thua, nhưng Dương Quân Tài có thật sự giúp đỡ mình một cách tuyệt đối hay không? Tuy bây giờ mình và Tôn Quốc Lương nhìn qua có vẻ là người một phái của Dương Quân Tài, chỉ sợ Dương Quân Tài cũng không cho rằng mình là người dòng chính. Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc,
cấp chính huyện, Trần Lộ Giao nghĩ đến điều kiện của Vương Tử Quân mà thật sự động lòng. Nếu như hắn tiếp tục ngồi lại vị trí phó bí thư huyện ủy, biết đâu đến khi về hưu sẽ được hưởng thụ đãi ngộ cấp chính huyện, nhưng quan trường mọi thứ đều có thể xảy ra, không lấy được cấp bậc đãi ngộ kia cũng là bình thường, dù sao thì đó cũng không phải là tiền lệ. Chủ tịch Vương, nếu như tôi lui ra, anh có thể làm được những gì đã đáp ứng sao? Trần Lộ Giao nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Bí thư Trần, chúng ta cũng không phải chỉ liên hệ ngày một ngày hai, Vương Tử Quân tôi là hạng người gì thì anh cũng hiểu rõ ràng. Vương Tử Quân cũng không vỗ ngực đảm bảo, nhưng Trần Lộ Giao lại cảm thấy khác, giọng điệu của Vương Tử Quân rất bình thản, lại rất chân thật đáng tin. Trần Lộ Giao nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn đột nhiên nhớ đến một câu của Tằng Quốc Phiên, sau khi lập ra mưu lược thì phải kiên nghị thực hiện. Nếu dùng lời này để miêu tả về Vương Tử Quân thì thật sự là không quá mức. Sau khi người thanh niên này đi vào huyện Lô Bắc, hắn đã ra tay sắc bén, tự do khống chế, dù quá trình có phức tạp thế nào thì kết quả cuối cùng luôn trở nên đơn giản, từng tình huống như vậy liên tục lóe lên trong lòng Trần Lộ Giao. Trần Lộ Giao là người trà trộn quan trường nhiều năm, hắn hiểu trong quan trường không chỉ quan tâm đến cái miệng, còn phải quản lý tốt cái đuôi của mình, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ có người hữu tâm dẫm lên đuôi của mình. Những đánh giá trên quan trường thường là tôi chết anh sống, dù Dương Quân Tài sẽ giúp mình lên tiếng, thế nhưng rõ ràng Chủ tịch Vương Tử Quân cũng không phải đèn cạn dầu. Lựa chọn tốt nhất của mình vào tình hình trước mắt giống như chỉ có thể là lui ra, như vậy mới có thể bảo toàn được. Được rồi. Trần Lộ Giao cuối cùng cũng nói ra hai chữ khó khăn này, dưới tình huống hiện tại thì hắn không còn lựa chọn nào khác. Nếu như là một người khác bàn điều kiện với hắn, như vậy hắn nhất định sẽ do dự, lo được mất, lựa chọn đường khác. Nhưng hắn lại đối mặt với Vương Tử Quân, hắn ngoại trừ tự thuyết phục mình tin tưởng vào đối phương, căn bản không còn lựa chọn nào khác. Hai người cũng không nói thêm điều gì, chỉ lẳng lặng câu cá, không biết có phải vì hai người bàn chuyện rất hài hòa hay không, thế là cá trong ngư trường cũng chạy đến góp vui, chỉ sau 10 phút đã có 4-5 chú cá chép khá lớn nằm gọn trong thùng sau lưng Vương Tử Quân. Công tác chỉnh đốn tác phong tiếp tục được tiến hành ở huyện Lô Bắc, một nhóm cán bộ có tác phong không tốt bị đưa ra phê bình. Một vài cán bộ nhận lấy cảnh cáo và xử phạt nghiêm khắc. Trong thời gian một tháng, huyện Lô Bắc đã trở nên cực kỳ tươi đẹp, bày ra trạng thái rất tốt. Trần Lộ Giao là một người chủ đạo trong công tác chỉnh đốn tác phong thì càng nói là vất vả và có công lao lớn, những can sự trong văn phòng huyện ủy đều cảm nhận được bí thư Trần những ngày nay công tác thật sự chú tâm, giống như ăn vào một dược phẩm gì đó cực kỳ bổ dưỡng. Chứ không phải công tác chỉnh đốn tác phong làm cho đầu óc bí thư Trần trở nên mơ hồ đấy chứ. Một vài tên cán bộ có ý nghĩ xấu xa, bọn họ ở sau lưng thầm nói không biết bí thư Trần ăn phải thứ quái quỷ gì mà tỏ ra phấn khởi như vậy. Dương Quân Tài cũng cực kỳ chú ý đến công tác chỉnh đốn tác phong, vì vậy hắn biết rõ đây là một đòn đả kích của Vương Tử Quân với nhóm người Trần Lộ Giao. Hắn thấy và không thể không thừa nhận hiệu quả của đợt công tác này, nhưng nhìn hiệu quả chỉnh đốn tác phong thì hắn lại sinh ra cảm giác mệt mỏi, vì công tác chỉnh đốn tác phong lần này cũng không phải do một bí thư huyện ủy như hắn khởi xướng. Quan mới xuống nhận chức thường đốt lên vài đống lửa, hắn xuống nhận chức cũng không phải thời gian ngắn, nhưng hắn còn chưa đốt mồi lửa nào. Bây giờ trong huyện Lô Bắc đã có một tin đồn, nói rằng những đốm lửa của bí thư Dương vừa mới được thắp lên đã bị Vương Tử Quân đái xuống tắt ngúm. Tuy những tin đồn kia là không có cơ sở, thế nhưng ý nghĩa của nó lại rõ ràng, nó miêu tả cực kỳ chính xác tình cảnh xấu hổ hiện tại của Dương Quân Tài, hơn nữa lại nói rất tinh tế. Dù Dương Quân Tài đầy lửa giận, hận không thể bắt được tên khốn tung tin đồn nhảm để sửa trị một phen, thế nhưng sau khi bình tĩnh trở lại thì hắn cũng hiểu người ta nói không sai, vài đốm lửa của mình không phải đã bị người ta dập tắt rồi sao. Vương Tử Quân, Dương Quân Tài nhai nuốt cái tên này mà trong lòng căm hận đến mức chỉ muốn nghiền nát đối phương thành cho bụi, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng mà thôi. Bí thư Dương, Lưu Truyền Pháp từ ngoài cửa đi vào, trên mặt là nụ cười tươi sáng. Sao vậy? Chuyện gì làm anh vui vẻ như vậy? Dương Quân Tài trước nay rất thân cận với vị chủ nhiệm văn phòng huyện ủy thuộc dòng chính này của mình. Lưu Truyền Pháp khẽ đặt tài liệu xuống bàn rồi nói. Bí thư Dương, anh xem, đây là tài liệu do văn phòng chỉnh đốn tác phong cung cấp, nói rằng hoạt động chỉnh đốn tác phong đã đi đến giai đoạn thắng lợi, sẽ chuyển giai đoạn tập trung kiểm tra sang giám sát hàng ngày. Dương Quân Tài nghe Lưu Truyền Pháp nói như vậy thì trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Khi công tác chỉnh đốn tác phong được triển khai mở rộng thì hắn đã nhiều lần suy đoán và không biết Vương Tử Quân ra tay ở điểm nào. Đối phương đã bày ra một mưu kế đường hoàng không sợ bất kỳ ai, nếu như sau đó không có thủ đoạn lót đường,
như vậy là căn bản không ai tin được. Thế là trong thời điểm đó Dương Quân Tài thậm chí đã chuẩn bị bỏ qua Trần Lộ Giao hoặc Tôn Quốc Lương, có Trình Vạn Thọ và Cát Trường Lễ làm chỗ dựa thì hắn thông qua thị ủy để đổi người cũng không phải là chuyện gì khó. Hơn nữa hai người Trần Lộ Giao cũng là nửa đường đi theo mình, có đôi khi chỉ tính toán nhỏ nhặt mà thôi, cũng không quá kiên quyết trong lúc chấp hành chỉ thị của mình. Nhưng bây giờ Trần Lộ Giao cũng đã chuyển giai đoạn, Vương Tử Quân cũng không ra tay, mà người của Vương Phái cũng không ra tay. Dương Quân Tài lật qua văn kiện báo cáo, tâm tư nhanh chóng chuyển động, lúc này hắn chỉ nghĩ đến Vương Tử Quân. Hắn cũng căn bản không quan tâm đến tài liệu báo cáo mà văn phòng huyện ủy đã mất vài ngày mới làm cho xong. Anh Lưu, chuyện này không đơn giản, tuy tôi liên hệ với Vương Tử Quân không quá lâu, thế nhưng anh có cảm thấy Vương Tử Quân là người dễ dàng khuất phục không? Dương Quân Tài trầm ngâm một lúc lâu rồi dùng giọng âm trầm nói. Nụ cười trên mặt Lưu Truyền Pháp cũng dần tiêu tán, trong lòng hắn bắt đầu xuất hiện hình ảnh của vị chủ tịch huyện trẻ tuổi kia. Tuy chủ tịch Vương còn trẻ nhưng dù là một người như Lưu Truyền Pháp cũng không dám sinh ra ý nghĩ coi thường, không, phải là cực kỳ coi trọng mới đúng. Khi Lưu Truyền Pháp còn ở thành phố An Dịch thì cũng là loại người mắt cao hơn đầu, hắn có được chỗ dựa từ Trình Vạn Thọ, thế cho nên đám lãnh đạo quận huyện gặp mặt hắn cũng phải xưng hô anh em. Thậm chí khi hắn nắm trong tay quyền xử lý vài hạng mục quan trọng, sáng sớm đã có vài vị lãnh đạo ban ngành trong thành phố đến tận cửa nhà quà cáp này nọ. Khi xuống huyện Lô Bắc thì Lưu Truyền Pháp cũng nghĩ rằng lần này mình xuống mạ vàng, nhiệm vụ của hắn là phục vụ tốt cho Dương Quân Tài, đồng thời hắn còn cảm thấy mình rất xứng đáng với vị trí thứ hai của huyện Lô Bắc, những người khác là thế nào thì không cần quan tâm. Nhưng tình hình bây giờ làm Lưu Truyền Pháp cảm nhận rất rõ ràng, vị chủ tịch trẻ tuổi kia có một năng lượng khổng lồ trong huyện Lô Bắc. Dù là bản thân Dương Quân Tài cũng phải nhờ vào sự trợ giúp của Trần Lộ Giao mới xem như ổn định trận tuyến, nhưng bây giờ lại rơi vào tình huống từng bước khó đi. Lưu Truyền Pháp cũng tham dự trong sự kiện ra tay với Thiếu Tử Đông, hắn thật sự không ngờ chuyện đó sẽ kết thúc như vậy, hơn nữa tin tức về sau càng chấn động, đó là mệnh lệnh bỏ qua được phát ra từ miệng của Chủ tịch Tề Chính Hồng. Dù Vương Tử Quân làm gì với Tề Chính Hồng, chỉ dựa vào khả năng có thể làm cho Tề Chính Hồng mở miệng. Như vậy cũng đủ nhìn thấy năng lực khổng lồ của Vương Tử Quân. Một người như vậy vung tay thúc đẩy một hạng mục quan trọng ở hội nghị thường ủy, hạng mục này sẽ biến thành một quân cờ vứt đi sao? Bí thư Dương, anh nghĩ xem, Vương Tử Quân có thể đứng ra gây khó dễ cho chúng ta trong hội nghị thường ủy bàn về vấn đề chuyển giai đoạn công tác không? Lưu Truyền Pháp là người lăn lộn trong quan trường nhiều năm, cũng không phải kẻ ngốc, chỉ sau nháy mắt đã hiểu những gì Dương Quân Tài đang lo lắng. Dương Quân Tài khẽ gật đầu với Lưu Truyền Pháp, hắn trịnh trọng hút thuốc, từng làn khói liên tục di động trong phòng. Hai người rơi vào trầm mặc, Lưu Truyền Pháp lại mở miệng. Bí thư Dương, quyền lực tổ chức hội nghị thường ủy nằm trong tay anh, chỉ cần anh không tổ chức hội nghị thường ủy, Vương Tử Quân hắn dù có muốn làm khó cũng không tìm ra cơ hội. Không mở hội nghị thường ủy cũng là một biện pháp, thế nhưng làm như vậy mà được sao? Dương Quân Tài trầm ngâm một lát rồi nói. Truyền Pháp. Không mở hội nghị thường ủy chỉ là biện pháp nhất thời, nhưng nếu như vậy sẽ không cho ra kết quả nào, nếu kéo dài quá lâu sẽ cực kỳ bất lợi với Bí thư Trần. Vì công tác chỉnh đốn tác phong nếu còn chưa chấm dứt thì Vương Tử Quân có thể dựa vào nó để tìm ra chỗ uy hiếp với chúng ta. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Lưu Truyền Pháp trầm ngâm một lát, sau đó hắn khẽ nói. Mở hội nghị thường ủy, không những mở hội nghị mà còn phải mở thật nhanh. Đồng thời chỉ cần Vương Tử Quân có chứng cứ về những lỗ hổng nào đó, chúng ta sẽ an phận giúp đỡ. Vì thủ hạ của Bí thư Trần là rất nhiều, cũng nên cho anh ấy một đòn cảnh tỉnh. Dương Quân Tài nói, sau đó chậm rãi uống trà. Người dưới tay Bí thư Trần là rất nhiều, những lời này tuy có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng lại làm cho Lưu Truyền Pháp cảm thấy phát lạnh. Xem ra Dương Quân Tài cũng không hoàn toàn tín nhiệm Trần Lộ Giao. Mà lực lượng và quan hệ rộng của Trần Lộ Giao cũng làm cho một người nắm quyền lực tuyệt đối ở huyện Lô Bắc như Dương Quân Tài cảm thấy lo lắng. Nếu Trần Lộ Giao nhận đả kích lớn, như vậy thì Phó Bí Thư nắm công tác chính trị sẽ càng phải dựa vào Bí Thư Dương, mà lực ảnh hưởng của Bí Thư Dương với Trần Lộ Giao sẽ ngày càng lớn. Sau khi nghĩ thông những điều này, Lưu Truyền Pháp chợt lộ ra nụ cười vui vẻ nói. Bí Thư Dương, biết đâu khi nhóm người kia vỗ tay khánh công. Bọn họ cũng căn bản không biết người được lợi nhiều nhất chính là anh. Dương Quân Tài tỏ ra cực kỳ hưởng thụ lời nịnh hót không quá mức che giấu của Lưu Truyền Pháp, hắn cười cười với trợ thủ đắc lực của mình, những ngón tay thon dài lại gõ lên mặt bàn rất có tiết tấu. Có quyết tâm của Dương Quân Tài nên hội nghị thường ủy được tổ chức rất nhanh, tối hôm đó phòng họp huyện ủy sáng như ban ngày,
Các vị thường ủy ăn cơm tối xong thì bưng theo ly trà lục tục đi đến phòng họp. Hầu như tất cả thường ủy đều đã được thông báo về nội dung trước khi tổ chức hội nghị, sau khi biết được đề tài thảo luận thì không ít các vị thường ủy sinh ra cảm giác hội nghị hôm nay không phải chỉ đơn giản là như vậy. Vương Tử Quân đã ra tay rầm rộ, tất nhiên sẽ không chấm dứt một cách đơn giản như vậy. Trần Lộ Giao muốn chấm dứt hoạt động chỉnh đốn tác phong lần này, như vậy nhất định phải đi qua cửa ải của Vương Tử Quân. Trước đó không ra tay, biết đâu lúc này sẽ là thời điểm cho Trần Lộ Giao một đòn chí mạng. Các vị thường ủy lúc này đều có lập trường của mình, nhưng chỉ sợ hội nghị thường ủy lần này sẽ xuất hiện thêm một tràng tranh đấu. Đám thường ủy đi đến phòng họp với tâm tư hiểu rõ mọi chuyện, đại đa số mọi người bắt chuyện một câu để chào hỏi nhau, sau đó ngồi xuống ghế, cả đám trầm mặc chờ hội nghị bắt đầu. Vì ba người chủ chốt là Dương Quân Tài, Vương Tử Quân và Trần Lộ Giao còn chưa đến, thế cho nên đại đa số mọi người đều chỉ chú tâm vào biểu hiện của Tôn Quốc Lương. Tôn Quốc Lương là cán bộ đáng tin của Trần Lộ Giao và Hầu Thiên Đông, sau khi Hầu Thiên Đông rời khỏi huyện Lô Bắc thì hai vị phó bí thư và trưởng phòng tổ chức càng gắn bó thân thiết với nhau. Tuy bọn họ cùng hướng về phía Dương Quân Tài, thế nhưng cũng là một thế lực không thể bỏ qua ở huyện Lô Bắc. Bây giờ chính là thời điểm mà thế lực này rơi vào tình cảnh bấp bênh. Tôn Quốc Lương giữ chặt lấy ly trà giữ ấm của mình, gương mặt bình tĩnh không có chút biểu cảm, hắn chỉ thỉnh thoảng nâng ly lên làm một ngụm trà mà thôi. Bây giờ những chiếc ly sứ đã là đồ vật bị đám lãnh đạo cho vào quên lãng, lúc này ly trà giữ ấm đã chiếm lĩnh chiến trường của hội nghị thường ủy. Từ sau khi bí thư tỉnh ủy tỉnh Sơn Nam đi họp ở thủ đô quay về và đổi ly sứ thành ly giữ ấm, tất cả các cán bộ trong tỉnh Sơn Nam hầu như đều đổi sang ly giữ ấm chỉ sau một đêm. Ủa, anh Tân sao còn chưa đến? Bí thư ủy ban kỷ luật Tả Minh Phương thấy vị trí của Tân Quân Tắc trống rỗng, thế là không khỏi quay sang hỏi chủ nhiệm Lưu Truyền Pháp. Lưu Truyền Pháp cười hì hì nói. Trưởng phòng Tân đi họp ở quân khu còn chưa về, đã gọi điện thoại về xin nghỉ một ngày. Tuy Lưu Truyền Pháp đã giải thích rõ ràng, thế nhưng đám người tham gia hội nghị có ai không rõ cách làm của Tân Quân Tắc. Xem ra vị trưởng phòng Tân này đã không muốn dính vào vụ này, dứt khoát xin nghỉ. Người này thật sự quá xảo quyệt, Tả Minh Phương nghĩ đến Tân Quân Tắc mà thầm mắng một tiếng, nhưng người của phòng vũ trang xin nghỉ cũng không tính là vấn đề. Chính mình là một bí thư ủy ban kỷ luật thì thật sự khó xin nghỉ hơn rất nhiều. Cũng không biết lần này Vương Tử Quân nắm chắc được bao nhiêu phần. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tả Minh Phương, hắn bắt đầu lẳng lặng xem xét mọi thứ. Hầu như chỉ cách nhau vài giây, Trần Lộ Giao, Vương Tử Quân và Dương Quân Tài lục tục đi đến, trong tay ba người cũng là ly trà giữ ấm, trong đó ly trà của Vương Tử Quân có màu sắc hơi nhạt. Vương Tử Quân đặt ly trà lên bàn. Hắn nhìn chiếc ly với màu xanh lục của mình, trong lòng sinh ra chút cảm giác ấm áp. Lúc này trong tỉnh có phong trào đổi ly sứ sang ly giữ ấm, hắn vốn cũng không muốn tham gia náo nhiệt, nhưng lại có người làm thay cho hắn. Ngày hôm sau khi bí thư Nhiếp đổi ly sứ sang ly giữ ấm thì người phụ trách siêu thị Quân Thành ở thành phố Hồng Ngọc đã đặc biệt chạy xe đến huyện Lô Bắc, đưa ly trà giữ ấm vào tận tay Vương Tử Quân. Cái ly này do Tần Hồng Cẩm chuẩn bị cho Vương Tử Quân, dựa theo cách nói của nàng. Đó là ly trà giữ ấm do nhà mình làm ra, Vương Tử Quân phải là người phát ngôn và dùng thử sản phẩm. Hắn nghĩ đến những lời nói mê người và quyến rũ của nàng, thế là trong lòng không khỏi nóng lên. Khi siêu thị Quân Thành ngày càng khuếch trương thì mua bán ngày càng lớn, cũng mở rộng sang phương diện sản xuất, ly giữ ấm cũng là một sản nghiệp của tập đoàn Quân Thành. Khi Vương Tử Quân ngẫu nhiên nhắc đến ly giữ ấm, thế là Tần Hồng Cẩm với đầu óc kinh doanh nhạy bén đã dựa theo ý nghĩ của hắn để chế tạo ra ly giữ ấm. Lại đánh vào đúng tâm lý của thị trường. Vương Tử Quân nhìn một bàn hội nghị đầy ly giữ ấm, hắn chỉ có thể cảm thán mà không biết nói gì hơn. Thưa các đồng chí, bây giờ chúng ta bắt đầu họp. Mọi người cũng đã biết rồi đấy, tôi cũng không nói nhiều lời. Nhắc đến bầu không khí chỉnh đốn tác phong thì tôi cảm thấy cực kỳ thành công, chúng ta thành công trong công tác giáo dục các phần tử điển hình, thành công trong việc bảo trì bầu không khí chính đáng của huyện Lô Bắc. Đồng thời cũng làm cho cán bộ đề cao tinh thần và nhiệt tình công tác, thật sự rất tốt. Nhưng công tác chỉnh đốn tác phong cũng không phải là ngắn hạn, nó là một công tác trường kỳ, bây giờ tôi xin mời Bí Thư Trần cho ra báo cáo tiến triển của công tác này, đồng thời cũng nói rõ tình huống chuyển giai đoạn. Dù thế nào thì Dương Quân Tài cũng là Bí Thư huyện ủy, hắn là người có quyền lực lớn nhất trong hội nghị thường ủy, dù sao hắn cũng là người chủ trì hội nghị này. Sau khi Dương Quân Tài nói xong thì tất cả ánh mắt đều tập trung về phía Trần Lộ Giao, cả đám thường ủy đều dựng lỗ tai lên nghe ngóng. Rất nhiều người biết rõ, nếu như hội nghị này phát sinh tranh chấp,
tất cả sẽ bắt đầu từ những lời báo cáo của Trần Lộ Giao. Trần Lộ Giao chậm rãi móc kính lão ra, hắn vừa đeo kính vừa nói. Tôi có chút hoa mắt, thế cho nên chỉ giới thiệu đơn giản, nếu các vị có gì nghi vấn, xin cứ trực tiếp mở miệng. Trần Lộ Giao nói rất có ý nghĩa toan tính, nhưng lại rất đơn giản, báo cáo của hắn thật sự rất mạch lạc, đâu ra đấy, chủ yếu là báo cáo những vấn đề xảy ra trong công tác chỉnh đốn tác phong, đạt được thành tích gì. Đồng thời hắn cũng nói ra những vấn đề không tốt, cũng hy vọng huyện ủy chính quyền nắm bắt hạng mục này và xem như đó là công tác thường ngày, nắm chặt lấy nó để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của kinh tế và xã hội trong huyện Lô Bắc. Có thể nói không có mấy người hứng thú với những lời báo cáo của Trần Lộ Giao vào lúc này, bọn họ cảm thấy hứng thú nhất chính là những câu nói sau báo cáo. Mất 20 phút Trần Lộ Giao mới đọc xong bản báo cáo kiểu cách của mình, khi hắn chuẩn bị gấp văn kiện, Dương Quân Tài đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Dưới ánh mắt của hắn, các vị thường ủy huyện ủy đều bày ra bộ dạng chăm chú lắng nghe, nhưng biểu hiện của mọi người lại không giống nhau. Dương Quân Tài không quá quan tâm đến biểu hiện của những người khác, thế nhưng hắn lại rất chú tâm đến những động tác của Vương Tử Quân. Hắn nhìn bộ dạng chăm chú ghi chép của Vương Tử Quân, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương và hưng phấn. Các vị có ý kiến gì với báo cáo về công tác chỉnh đốn tác phong của Bí Thư Trần hay không? Dương Quân Tài dù nói là các vị, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ đặt bút xuống, hắn không nói gì. Khi hắn đặt bút xuống thì chợt nghe thấy Tiếu Tử Đông nói. Bí thư Dương, tôi xem như thả tép bắt tôm, tôi nói trước hai câu. Tiếu Tử Đông mở miệng thì có gì khác với Vương Tử Quân mở miệng. Xem ra lần này Vương Tử Quân thật sự quyết tâm cho Trần Lộ Giao đẹp mặt. Dương Quân Tài nhìn bộ dạng có lẽ đã chuẩn bị tốt của Tiếu Tử Đông, hắn thầm nghĩ như vậy. Được, Chủ tịch Tử Đông, anh nói trước đi. Tôi cảm thấy công tác chỉnh đốn tác phong lần này có hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Cán bộ toàn huyện đã thay đổi rất nhiều dưới sức ép của công tác, đám cán bộ cả ngày chỉ biết ngồi chơi tám dóc đã bắt đầu tích cực triển khai mở rộng công tác, đám người chỉ biết làm loạn trong huyện cũng đã bắt đầu xem xét lại bản thân. Tiếu Tử Đông lên tiếng, những lời nói của hắn về công tác chỉnh đốn tác phong nghe vào tai giống hệt như đang ca tụng công đức, nhưng nếu Tiếu Tử Đông ca tụng công đức của Trần Lộ Giao, điều này dù đánh chết thì Dương Quân Tài cũng không tin. Hắn chỉ cười nhạt, dùng ánh mắt chăm chú nhìn Tiếu Tử Đông lên tiếng. Thầm nghĩ người này có lẽ đang chơi trò tìm vấn đề trong khe hẹp, trước mắt đẩy Trần Lộ Giao lên thật cao, sau đó để cho đối phương té thật đau, thật sự thê thảm. Tôi cảm thấy hành động tập tran lần này thật sự thành công ngoài mong đợi theo như những gì Bí thư Trần Lộ Giao đã nói, mà công tác chỉnh đốn tác phong cũng nên xem như một công tác thường ngày, tôi cảm thấy công tác chỉnh đốn tác phong đã có thể chuyển gian đoạn được rồi. Tiếu Tử Đông dùng 5 phút đồng hồ để nói ra những ý kiến của mình, sau đó là lời kết thúc khá tốt. Tiếu Tử Đông nói xong, Dương Quân Tài còn chưa kịp phản ứng, nhưng nội dung lời nói của Tiếu Tử Đông đã rõ ràng nói cho hắn biết những cảm giác của mình là không sai. Tiếu Tử Đông đồng ý với phương án chuyển giai đoạn của Trần Lộ Giao, nhưng lại không công kích bất kỳ vấn đề gì trên phương diện nguyên tắc. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Vương Tử Quân biến đổi sách lược? Trong đầu có ý nghĩ như vậy, ánh mắt Dương Quân Tài lại nhìn về phía gương mặt cực kỳ bình tĩnh của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vẫn thản nhiên tự đắc uống trà. Giống như hồn nhiên không phát hiện ra người của mình đã phát biểu xong. Chỉ sợ lúc này thật sự có vấn đề, Dương Quân Tài thầm cảm thấy như vậy, đúng lúc Hàn Minh Khải lên tiếng. Bí thư Dương, tôi cũng muốn nói hai câu. Tôi là một trưởng phòng tuyên truyền, tuy không tham dự vào trong công tác chỉnh đốn tác phong, thế nhưng tôi lại sinh ra cảm giác rất sâu sắc. Hoạt động chỉnh đốn tác phong lần này là một hạng mục làm cho huyện Lô Bắc chúng ta có được những chuyển biến không nhỏ. Ngay cả phóng viên báo đài trên tỉnh cũng mở miệng nói lời khích lệ với công tác của huyện Lô Bắc chúng ta. Dương Quân Tài nghe xong câu xin phép của Hàn Minh Khải để được lên tiếng mà thật sự cảm thấy hận đến mức ngứa răng, những người này làm ra vẻ rất tôn trọng mình, thế nhưng thật sự không phải là như vậy. Hàn Minh Khải anh không tham gia vào công tác chỉnh đốn tác phong, như vậy những tin tức tuyên truyền như sấm sét kia là ai làm ra? Đây không phải bưng chén cơm lên ăn miếng thịt rồi đặt đũa xuống chửi chó má sao? Tưởng rằng những lời như vậy có thể gạt được ông sao? Tôi cảm thấy công tác thực hiện vô cùng tốt, chúng ta cũng nên chuyển nó sang giai đoạn mới, biến thành công tác thường ngày, nếu như có thể kết hợp giám sát thì càng tốt hơn. Hàn Minh Khải nói nhiều hơn Tiếu Tử Đông 2 phút, thế nhưng mình mới rượu cũ, vẫn là tán dương Trần Lộ Giao. Hai người Hàn Minh Khải và Tiếu Tử Đông lên tiếng giống như một ngọn cờ được kéo lên xác định chiều gió, sau khi Hàn Minh Khải nói xong thì Tả Minh Phương, Đỗ Tự Cường,
Tôn Quốc Lương cũng mở miệng, đều đồng ý chuyển giai đoạn. Người chưa mở miệng chỉ còn lại Dương Quân Tài, Vương Tử Quân và Lưu Truyền Pháp, ba người lặng lặng uống trà, Dương Quân Tài thầm nghĩ sự kiện không tốt đã xảy ra, Vương Tử Quân liên thủ với Trần Lộ Giao, tình huống này xuất hiện làm cho Dương Quân Tài cảm thấy cực kỳ khó chịu, sao Trần Lộ Giao lại đột nhiên đào ngũ. Dương Quân Tài nghĩ đến những lời phàn nàn của Trần Lộ Giao với mình, nói bản lĩnh lớn nhất của Vương Tử Quân chính là làm ra vẻ, là một phần tử không ra gì của đảng. Dựa theo những bất mãn của Trần Lộ Giao với Vương Tử Quân, đáng lý hội nghị thường ủy hôm nay phải là một chiến trường của hai người, vì sao hai người bọn họ lại đi cùng một chỗ một cách khó hiểu như vậy? Trong sự kiện này có vấn đề gì đang xảy ra? Dương Quân Tài nghĩ đến dương mưu của Vương Tử Quân, lại nghĩ đến tình huống rút củi đáy nồi của Trần Lộ Giao, hắn chợt sinh ra cảm giác mình bị lừa gạt. Cảm giác thất bại thật sâu này làm cho hắn cảm thấy khó chịu, hắn không khỏi tự hỏi chính mình, rốt cuộc đâu là vấn đề. Bí thư Dương, tôi cảm thấy nếu tất cả đã đồng ý chuyển giai đoạn, như vậy chúng ta nên cho ra quyết định chuyển nó thành công tác thường ngày. Vương Tử Quân mỉm cười nhìn Dương Quân Tài rồi khẽ nói. À, tốt, tôi cũng đồng ý. Dương Quân Tài nhìn qua Vương Tử Quân, hắn thật sự không còn biện pháp nào khác, có quá nhiều vị thường ủy đồng ý, hắn cũng không thể nào đứng ra ngăn cản cho được. Lúc này người vui sướng nhất có lẽ là Trần Lộ Giao, thông qua việc chuyển giai đoạn lần này mà người của hắn sẽ được bảo toàn. Trước đó hắn nghĩ rằng đây sẽ là hội nghị thường ủy mà mình vui vẻ nhất, nhưng sau khi sự việc kết thúc viên mãn, hắn chợt phát hiện ra một vấn đề, chính mình vui vẻ vì được đại đa số các vị thường ủy lên tiếng giúp đỡ. Đã bao nhiêu năm rồi không có nhiều người lên tiếng đồng tâm hiệp lực giúp đỡ mình như vậy. Trần Lộ Giao nghĩ đến cục diện năm xưa, từ khi Vương Tử Quân đến huyện Lô Bắc thì tình huống đó không còn nữa, thế là khóe miệng lộ ra nụ cười vừa khổ sở vừa vui vẻ. Khi Hầu Thiên Đông rời khỏi huyện Lô Bắc thì đã có suy tính giới thiệu Trần Lộ Giao dựa vào Vương Tử Quân, thế nhưng Trần Lộ Giao lại không chịu như vậy, hắn cảm thấy mình và một cán bộ trẻ tuổi như Vương Tử Quân không phải cùng một loại, chí bất đồng tất nhiên sẽ bất đồng về mưu lược. Vì vậy sau khi Dương Quân Tài đến thì Trần Lộ Giao nhanh chóng tiến đến Liên Hợp, hắn vừa liên kết với Dương Quân Tài vừa lặng lẽ thúc đẩy lực lượng của mình phát triển. Nhưng hắn trăm phương ngàn kế để bày ra tất cả, nhưng mọi thứ lại hóa thành bọt nước chỉ sau một công tác chỉnh đốn tác phong của Vương Tử Quân. Sau khi tiếp nhận lời đề nghị của Vương Tử Quân, Trần Lộ Giao cẩn thận xem xét mục đích của Vương Tử Quân. Người này không những có năng lực mạnh, hơn nữa lại cực kỳ giỏi nắm bắt tin tức, giỏi liên hệ, giỏi thay đổi theo đúng thời điểm và hoàn cảnh, thông trên thông dưới, cực kỳ thông minh nhạy bén. Đối phương chỉ cần ra tay liên tục thì đội ngũ của mình sẽ bị đánh cho tan rã, chính mình sợ rằng cũng bị kéo xuống ngựa, dù điều này có chút khó khăn nhưng đối phương căn bản có thể làm được, nhưng đối phương lại không làm như vậy. Rốt cuộc là vì sao chứ? Chẳng lẽ Vương Tử Quân có lòng thương cảm với mình? Sau khi ý nghĩ này xuất hiện thì Trần Lộ Giao cảm thấy thật sự buồn cười, chính mình cũng không có sức quyến rũ lớn như vậy. Hơn nữa Vương Tử Quân cũng không phải là người mềm lòng. Chương 313, có lợi tranh nhau quản lý, không lợi đùn đẩy cãi vả. Sau khi Trần Lộ Giao nghĩ thật kỹ về vấn đề phức tạp trên, cuối cùng hắn cũng nghĩ thông, Vương Tử Quân rõ ràng quá ẩn giấu, muốn thực hiện được mục đích một cách không tiếng động. Kiếp sống quan trường nhiều năm làm cho Trần Lộ Giao cảm thấy người trơn trượt không đáng sợ, người chính trực cương nghị cũng có biện pháp đối phó, khó khăn nhất chính là những người ẩn giấu. Có thể là ngoài tròn trong vuông, vì một mục tiêu hùng mạnh mà sẵn sàng cho ra nhiều thỏa hiệp. Trần Lộ Giao nghĩ đi nghĩ lại, sau đó ánh mắt rơi lên người Vương Tử Quân. Hắn không khỏi nghĩ đến một vấn đề, đó chính là nếu Vương Tử Quân thông qua công tác chỉnh đốn tác phong mà đẩy mình ngã xuống, như vậy toàn huyện Lô Bắc sẽ sinh ra chấn động mạnh, ít nhất thì đó sẽ không phải là một biểu hiện tốt để nhận được sự đồng tình và giúp đỡ của lãnh đạo thị ủy. Và điều này càng làm cho Trình Vạn Thọ và các trường lễ tạo thêm không gian rộng lớn để trợ giúp cho Dương Quân Tài. Bây giờ chính mình rời khỏi chức vụ phó bí thư, lại được cho rằng đó là biểu hiện các phe phái sống hòa ái với nhau, thể hiện sự đoàn kết của ban ngành huyện Lô Bắc. Nhà Phật có câu, xá đắc, có xá mới có đắc cho nhận, có cho mới có nhận. Khi Trần Lộ Giao đang suy nghĩ miên man thì Vương Tử Quân cầm lấy một phần văn kiện trước mặt lên nói. Bí thư Dương, các vị thường ủy. Tôi có một đề nghị đã được hội nghị văn phòng khối chính quyền thông qua, mong các vị thường ủy nghiên cứu một chút. Vương Tử Quân nói rồi đưa phần văn kiện sang cho Dương Quân Tài, Tiếu Tử Đông ngồi cách Vương Tử Quân không xa cũng đã sớm phát văn kiện được chuẩn bị sẵn vào tay từng vị thường ủy huyện ủy. Vẻ mặt Dương Quân Tài chợt bùng ra cảm giác tức giận,
dù không có quy định tất cả những lời đề nghị đều phải đưa cho bí thư huyện ủy xét duyệt, thế nhưng dưới tình huống bình thường, khi các vị thường ủy cho ra lời đề nghị đều phải thương lượng một chút với bí thư huyện ủy, đó không phải là quy định nhưng lại là nguyên tắc. Bí thư Dương, quyết nghị thành lập khu vực phục vụ hành chính công đã được hội nghị văn phòng khối chính quyền thông qua, vốn nghĩ rằng sẽ nghiên cứu và đệ trình lên hội nghị thường ủy vào 2 ngày tới, nhưng không ngờ hội nghị thường ủy lần này mở quá gấp. Tôi cảm thấy phương án này nên thông qua càng sớm càng tốt để có thể sớm phục vụ cho sự phát triển kinh tế của huyện Lô Bắc, vì vậy lúc này mới đưa đến, cũng còn chưa liên hệ với anh. Vương Tử Quân giải thích như vậy cũng không thể đánh tan những cảm giác không thoải mái trong lòng Dương Quân Tài, nhưng hắn biết chính mình dù là bí thư huyện ủy thì cũng không thể cho ra những tính toán quá chi li trên các phương diện nhỏ nhặt. Đối phương rõ ràng không phải không tôn trọng anh, rõ ràng là không có đủ thời gian, nếu mình thật sự cứng miệng thì biểu hiện hình tượng không phóng khoáng. Thế là hắn miễn cưỡng gật đầu, trong miệng hời hợt nói. Chỉ cần phục vụ cho đại cục phát triển kinh tế của toàn huyện Lô Bắc, tất cả đều không là vấn đề. Dương Quân Tài nói xong thì đưa mắt nhìn vào văn kiện. Tình huống Dương Quân Tài cố gắng nặn ra nụ cười thật sự không tránh được ánh mắt của Vương Tử Quân, hắn có thể thấy rõ đối phương không thoải mái, nhưng lần này thật sự không phải là hắn cố ý không liên hệ trước để gây bất hòa cho Dương Quân Tài. Đúng như những gì hắn nói. Chuyện này mới được khối chính quyền nghiên cứu và thông qua trong ngày hôm qua, hắn cũng không có gì áy náy, Dương Quân Tài thích nghĩ sao thì nghĩ, đây là chuyện của đối phương. Đồng thời chuyện kế tiếp sẽ càng làm cho Dương Quân Tài tức giận đến mức khó thể kiềm chế được. Khi Dương Quân Tài đưa mắt nhìn văn kiện thì trong lòng tràn đầy ý nghĩ tức giận khó thể nào áp chế, nhưng khi nội dung của văn kiện liên tục lóe lên trong đầu, tâm tư của hắn nhanh chóng bị nó thu hút. Văn kiện này nhìn qua thì rất đơn giản. Thế nhưng chỗ tốt mà nó mang lại thật sự quá rõ ràng. Dương Quân Tài thật sự không phải không biết những trò mèo của các cơ quan hành chính, đó là hiệu suất kém, có lợi thì tranh nhau quản lý, không lợi thì đùn đẩy cải cọ, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì hay. Lúc này Vương Tử Quân cho ra một văn kiện đề nghị, dù là Dương Quân Tài cũng không thể không thừa nhận đề nghị này cực kỳ có lợi cho huyện Lô Bắc. Đề nghị này rất tốt, có thể giải quyết triệt để vấn đề hay không thì còn phải nhìn vào hiệu quả vận hành thực tế. Nhưng ít nhất nó cũng đề cao hiệu suất hành chính của huyện, sẽ có tác dụng hộ giá hộ tống đối với sự phát triển kinh tế của huyện Lô Bắc chúng ta. Tả Minh Phương đã sớm đọc xong văn kiện, hắn cũng không chờ Dương Quân Tài mở miệng mà cười cởi mở nói. Tả Minh Phương là cán bộ lão thành của công tác kiểm tra kỷ luật, tất nhiên hiểu rõ nhiều vấn đề trong công tác hành chính, có những hạng mục một năm vẫn chưa phê duyệt xong, không phải có điều kiện không phù hợp, căn bản là nhân viên cố ý kéo dài thời gian. Có đôi khi chỉ là hạng mục nhỏ nhặt mà kéo dài 2-30 ngày. Bây giờ nếu tất cả đơn vị hành chính đều tập trung vào một địa điểm, như vậy sẽ nằm dưới sự quản lý thống nhất của khối chính quyền huyện, sẽ không xuất hiện tình huống người cầm con dấu viện cớ này nọ. Giải quyết được những cái cớ cố ý gây khó của đám cán bộ hành chính, như vậy cũng không biết tiết kiệm được bao nhiêu thời gian của nhân dân. Tả Minh Phương nói xong thì Trần Lộ Giao cũng gật đầu nói. Tôi cảm thấy phương án này rất tốt, nếu như làm tốt. Chẳng những có thể đề cao hiệu suất xử lý hành chính, càng có thể trở thành một điểm sáng trong công tác chuyển biến tác phong, có thể là điểm sáng cho thị ủy và thậm chí là cả tỉnh ủy phải chú ý. Có 2 vị phó bí thư mở đầu thì các vị thường ủy khác cũng mở miệng chậm rãi lên tiếng, nói lời đề nghị này là rất tốt. Dương Quân Tài nghe được những lời nghị luận của đám thường ủy mà trong lòng tràn đầy ghen ghét, đầu dưa của Vương Tử Quân không biết cấu tạo như thế nào lại có thể cho ra những lời đề nghị tốt như vậy. Dù trong lòng bùng lên ngọn lửa ghen ghét cực mạnh thế nhưng Dương Quân Tài dù sao cũng là một người từng trải, trong lòng hắn cũng biết rõ một vấn đề, đó chính là phương án đổi cũ thành mới này sẽ thật sự là một điểm sáng đối với công tác kiến thiết một huyện nghèo như Lô Bắc. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, vận hành thành công, hơn nữa tuyên truyền đắc lực, như vậy sẽ không khó để tạo nên một cọc tiêu ở huyện Lô Bắc. Hắn là bí thư huyện ủy Lô Bắc, hắn không phải là người nói ra phương án này, thế nhưng chỉ cần hắn ngồi ngay ngắn trên vị trí của mình. Công lao của một người cầm lái như hắn là khó thể thay thế được. Tôi cảm thấy chúng ta nên nhanh chóng phổ biến phương án này, Chủ tịch Vương, nếu khối chính quyền đã công khai phương án này, như vậy mau chóng thi hành. Nếu có liên quan đến con người, anh cứ phối hợp với Bí thư Trần, tôi cũng nói rõ ý nghĩ của mình, chỉ cần liên quan đến vấn đề phục vụ hành chính, huyện ủy sẽ giúp đỡ toàn lực. Dương Quân Tài dùng giọng dõng dạc nói, giống như cho ra một hậu thuẫn làm cho người ta cực kỳ tin tưởng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, dù là đối thủ với nhau nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Dương Quân Tài bây giờ đã tiến xa hơn thời điểm mới đến huyện Lô Bắc, xem ra con người phải trải qua tôi luyện mới ngày càng trưởng thành.
Đề nghị được thông qua mà không cần tranh luận, tuy còn có một vài chi tiết cần nói ra rõ ràng nhưng nó cũng không còn liên quan đến đại cục. Vì đề nghị được thông qua, Dương Quân Tài chợt cảm thấy lực ảnh của Vương Tử Quân tăng lên vài phần. Chương 314 Một viên đá làm bùng lên vạn con sóng. Dương Quân Tài thật sự không lấy làm thích thú gì với cảm giác này, nhưng sự thật đã quá rõ ràng, hắn cũng không thể làm gì hơn được. Hắn nhìn ánh mắt kính nể của đám thường ủy với Vương Tử Quân, trong lòng giống như có hàng ngàn con kiến đang cấu xé, vừa ngứa vừa đau, cực kỳ khó chịu. Lúc này hắn rất căm tức, thật sự muốn mở miệng kết thúc ngay hội nghị thường ủy vào lúc này. Bí thư Dương, Chủ tịch Vương, tôi còn có một đề nghị cần nói ra, cần báo cáo với hội nghị thường ủy. Tiền Diễm Lệ giống như nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Dương Quân Tài, hắn cũng không chờ Dương Quân Tài mở miệng mà quyết đoán lên tiếng. Trần Lộ Giao đã mở miệng, cũng không ai lên tiếng, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Trần Lộ Giao. Những ngày nay tôi cảm thấy mình không được khỏe, cảm thấy có chút váng đầu hoa mắt. Lúc này là thời điểm huyện Lô Bắc chúng ta phát triển cao tốc, dù tôi thật sự có ý nghĩ muốn cống hiến cho sự phát triển của toàn huyện, thế nhưng năm tháng thật sự không bỏ qua cho con người, tinh lực của tôi đã không còn theo kịp. Nếu như tôi tiếp tục ngồi trên vị trí của mình, chỉ sợ tôi sẽ không thể phục vụ tốt, còn làm xấu mọi chuyện. Vì thế tôi chuẩn bị xin thị ủy đề bạt một cán bộ có năng lực lên vị trí của tôi, như vậy mới có thể giúp ích cho huyện Lô Bắc phát triển mạnh mẽ. Giọng điệu của Trần Lộ Giao tuy không cao nhưng lại giống như một luồng sấm sét nổ vang trong hội nghị thường ủy. Từ chức phó bí thư, Trần Lộ Giao lại tự động lên tiếng muốn từ chức phó bí thư. Tin tức này giống như một tiếng sấm đột nhiên bùng nổ trong hội nghị thường ủy, làm cho một hội nghị thường ủy đang trầm lắng chợt biến đổi long trời lở đất. Nhóm người Tả Minh Phương, Hàn Minh Khải, Lưu Truyền Pháp đều há mồm trợn mắt kinh ngạc, gương mặt tràn đầy nghi ngờ khó hiểu. Ngay cả Dương Quân Tài cũng thiếu chút nữa đánh rơi ly dự ấm xuống đất, một phần trà đổ lên quần, cảm giác nóng hừng hực làm cho Dương Quân Tài nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Hắn nhìn gương mặt ung dung chấn định của Trần Lộ Giao thì nhanh chóng tỉnh ngộ. Hèn gì Vương Tử Quân đã trợ giúp Trần Lộ Giao chuyển giai đoạn của công tác chỉnh đốn tác phong một cách mạnh mẽ như vậy. Ngay cả một tiếu tử đông bình thường hay soi mói cũng không rên một tiếng, các vị thường ủy khác của Vương Phái hầu như cũng không nói lời phản bác, thì ra tất cả huyền cơ đều tập trung ở điểm này, bọn họ đã nhận đủ chỗ tốt từ Trần Lộ Giao, chỉ có chính mình bị người ta làm cho u mê ngây ngốc mà thôi. Dương Quân Tài là người rất thích sạch sẽ, lúc này nước trà đổ lên quần, nếu lọt vào mắt người chung quanh thì nhất định sẽ rất buồn cười, còn tưởng rằng mình đã đái ra quần. Nếu như là trước kia thì bí thư Dương nhất định sẽ phải thay thế trang phục, nhưng bây giờ tình thế cấp bách, hắn căn bản không có thời gian quan tâm những thứ này. Nếu so sánh với cảm giác khiếp sợ của Dương Quân Tài thì Tả Minh Phương cũng cực kỳ kinh ngạc, nếu so với Dương Quân Tài thì thời gian cộng tác giữa hắn với Trần Lộ Giao còn dài hơn nhiều, hắn cũng hiểu rõ Trần Lộ Giao là hạng người thế nào. Bây giờ Trần Lộ Giao tự nguyện nhượng bộ bỏ ra vị trí phó bí thư, hắn thấy đây hầu như là một việc không thể. Trần Lộ Giao là một kẻ tham quyền luyến vị, điều này hắn biết rõ hơn bất kỳ ai khác, bây giờ đối phương lại chủ động từ chức, tuyệt đối không phải là đối phương cam tâm tình nguyện. Nghĩ đến cam tâm tình nguyện thì Tả Minh Phương không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân, hắn vốn tưởng rằng Chủ tịch Vương cho ra phương án chỉnh đốn tác phong chỉ vì muốn chèn ép Trần Lộ Giao và Tôn Quốc Lương, không ngờ Chủ tịch Vương lại trực tiếp ra tay kéo Trần Lộ Giao xuống ngựa. Tả Minh Phương nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân. Hắn thật sự nghĩ mà sợ với những thủ đoạn của Chủ tịch Vương. Đáng lý ra đây là một đòn phản kích đường đường chính nó sẽ làm cho người ta cực kỳ kiêng kỵ, thế nhưng không ngờ giữa lúc đường đường chính đó còn ẩn giấu những thủ đoạn nhỏ như thế, trực tiếp đẩy thế cục chính trị phát triển theo hướng có lợi nhất cho mình. Tả Minh Phương thấy hai người Vương Tử Quân và Dương Quân Tài thật sự là hai con lừa được căn bản không bao giờ uống chung bầu. Vương Tử Quân thì lại có điểm khác, nếu như có thể kiên trì ở chung. Kiên trì nguyên tắc thì mọi người có thể bình an vô sự. Còn Dương Quân Tài thì khác, hắn là một kẻ đặc biệt cường thế, rất khó thể nào chia sẻ quyền lực cho người khác. Dưới tình huống này Vương Tử Quân tuyệt đối không thể lùi bước, hắn từ quan điểm không nhượng bộ đã tiến lên ép sát. Bây giờ Trần Lộ Giao từ chức, không phải Vương Tử Quân đã chuẩn bị dùng Đỗ Tự Cường để thế thân Trần Lộ Giao làm phó bí thư nắm công tác chính trị đấy chứ? Tả Minh Phương có những ý nghĩ như vậy, đúng lúc hắn đang suy ngẫm thì Dương Quân Tài đã nói. Bí thư Trần, trước tiên anh cũng đừng nói như vậy, đây là chuyện quá quan trọng, anh cần suy nghĩ cho thấu đáo mới được. Hơn nữa bí thư Trần lúc này đang khỏe mạnh, sao có thể bỏ gánh đi được. Anh làm cho mọi người trở tay không kịp, như vậy cũng sẽ gây bất lợi cho đại cục công tác của chúng ta.
Dương Quân Tài nói những lời giống như là phê bình nhưng lại làm cho Trần Lộ Giao cảm thấy ấm áp dễ chịu, trong lòng không khỏi thầm cảm thán, bí thư Dương của tôi ơi, tôi sao lại tình nguyện lui xuống chứ? Hắn nghe những lời níu kéo của Dương Quân Tài mà thiếu chút nữa đã lên tiếng, hắn thật sự còn muốn ở trên cương vị phó bí thư nắm công tác chính trị thêm vài chục năm, nhưng tuổi thọ đã không cho phép, hơn nữa Chủ tịch Vương cũng không cho phép. Trần Lộ Giao dùng ánh mắt cảm kích nhìn thoáng qua Dương Quân Tài, sau đó hắn dùng giọng cực kỳ trầm trọng nói. Bí thư Dương, cảm ơn anh đã tín nhiệm tôi, nhưng năm tháng không bỏ qua cho con người, bây giờ sức khỏe của tôi đã kém, nếu cứ tiếp tục gắng gượng công tác cao độ sẽ sinh bệnh. Dương Quân Tài thở dài nặng nề, hắn vốn muốn tiếp tục lên tiếng khuyên răn nhưng bây giờ chỉ có thể nuốt lời vào bụng. Nếu như mình cứ tiếp tục kiên trì không tha, chẳng phải là muốn bí thư Trần chết sớm sao? Bí thư Trần chính là cây châm thần của khối công tác tổ chức trong huyện Lô Bắc chúng ta, anh lui ra thì công tác tổ chức sẽ mất đi một cán bộ lão thành có năng lực. Nhưng bí thư Trần đã nói như vậy, tôi và bí thư Dương cũng không biết nói gì hơn. Vương Tử Quân khẽ đặt ly nước xuống, giọng nói mang theo vài phần tình cảm khó thể bỏ qua. Trần Lộ Giao rất muốn ở lại vị trí của mình, nhưng sau khi nghe những lời của Vương Tử Quân thì không khỏi cảm thấy khổ sở. Chỉ là sự việc đã bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể gật đầu xưng vâng mà thôi. Lúc này Dương Quân Tài dù thật sự rất không muốn nhưng đành phải lên tiếng. Bí thư Trần, anh là cán bộ làm công tác tổ chức nhiều năm, anh có ánh mắt sáng suốt tinh anh mà không ai có thể so sánh được. Anh cảm thấy sau khi mình rời khỏi cương vị thì ai nhận chức sẽ phù hợp. Chúng tôi sẽ báo cáo đơn từ chức của anh lên thị ủy, đồng thời cũng đưa cả nhân tuyển tiếp nhận vị trí của anh lên cho lãnh đạo xem xét. Trần Lộ Giao nghĩ đến kế hoạch mà mình đã thương lượng rõ ràng với Vương Tử Quân, hắn đưa mắt nhìn sang Chủ tịch Vương có phối hợp cực kỳ ăn ý với mình mà trong lòng xuất hiện cảm giác chi tâm. Hắn thầm nghĩ mình đã liên thủ nhiều năm với Tôn Quốc Lương mà chưa từng phối hợp được ăn ý như với Vương Tử Quân, tuy trong lòng thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói. Trưởng phòng Quốc Lương là người rất am hiểu về công tác tổ chức, là một cán bộ có uy vọng trong toàn thể các cán bộ huyện ủy, nếu như anh ấy tiếp nhận vị trí của tôi. Như vậy chuyện hộ giá cho công tác xây dựng và phát triển kinh tế sẽ không là vấn đề gì lớn. Lời đề cử của Trần Lộ Giao thật sự không nằm ngoài dự đoán của Dương Quân Tài, nhưng hắn thấy Trần Lộ Giao và Vương Tử Quân liên thủ với nhau để lấy mất quyền lực trong tay một bí thư huyện ủy như mình, trong lòng vừa tức vừa giận, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình. Trần Lộ Giao chủ động nói ra nhân tuyển cho vị trí phó bí thư, nếu chính mình gây khó dễ cho hắn, chưa nói đến vấn đề có thông qua hay không, nhưng nếu sự việc lan truyền ra ngoài, không phải mình sẽ biến thành một kẻ bạc tình bạc nghĩa sao? Trong mắt tất cả mọi người, sau khi hắn vào huyện Lô Bắc thì Trần Lộ Giao và Tôn Quốc Lương đã đi theo làm tùy tùng. Trưởng phòng Quốc Lương có tác phong vững chắc, tâm tư nhẫn nhụi, là đồng chí có năng lực mạnh. Bí thư Dương, các vị, mọi người cảm thấy thế nào? Vương Tử Quân cho ra vài lời khẳng định với Tôn Quốc Lương, sau đó hắn lên tiếng với các vị thường ủy. Tôn Quốc Lương tất nhiên sẽ không phản đối chính mình. Những người khác cũng không thể không nể mặt Trần Lộ Giao và Vương Tử Quân, thế cho nên hầu như không ai có ý kiến trái ngược. Không ai có ý kiến trái ngược thì tất nhiên sẽ được thông qua, Dương Quân Tài tuy tức giận đến mức điên cuồng nhưng cũng chỉ có thể lên tiếng phụ họa. Tôi cảm thấy đồng chí Quốc Lương là không tồi. Sau khi sự kiện này phát sinh thì Lưu Truyền Pháp thật sự choáng váng, hắn không ngờ sự việc lại phát triển đến chiều hướng hiện tại. Vương Tử Quân đẩy Trần Lộ Giao đi, lại đưa Tôn Quốc Lương lên vị trí phó bí thư. Đây tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ. Có câu không thể vô duyên vô cớ mà yêu, cũng chẳng thể vô duyên vô cớ mà hận. Vương Tử Quân không phải là một kẻ ngốc, mục đích của hắn nhất định là nhìn vào vị trí trưởng phòng tổ chức sau khi Tôn Quốc Lương tiến lên thay thế cho Trần Lộ Giao. Chức vụ trưởng phòng tổ chức thật sự rất quan trọng đối với cả Dương Quân Tài và Vương Tử Quân. Nếu Vương Tử Quân nắm được vị trí này, dựa vào sự cường thế của Chủ tịch Vương, chỉ sợ quyền lên tiếng của Dương Quân Tài trong công tác nhân sự sẽ ngày càng giảm. Nhưng lúc này Lưu Truyền Pháp cảm thấy mình không thể nào thay đổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hội nghị thường ủy thông qua đề nghị có lợi cho Vương Tử Quân mà bất lợi cho Dương Quân Tài. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng họp của Dương Quân Tài, vẻ mặt hắn vẫn rất bình thản. Hắn cười nói hì hì vài câu với Trần Lộ Giao, chủ yếu dặn dò bí thư Trần bảo trọng sức khỏe. Trần Lộ Giao cũng cười cảm tạ sự quan tâm của Chủ tịch Vương. Hai người nói chuyện với nhau như hai người bạn cũ lâu năm. Khó thể chia lìa. Các vị thường ủy khác chưa kịp rời đi cũng vây quanh hai người, Tả Minh Phương cảm khái nói vài câu với Trần Lộ Giao về thời gian công tác cùng nhau ở huyện Lô Bắc, cảm thấy tất cả đều hòa hợp và tốt đẹp. Sau khi quay về phòng làm việc của mình,
Vương Tử Quân phân phó Tôn Hạ Châu rằng trong thời gian 10 phút không cho ai quấy rầy mình, sau đó hắn nhấc điện thoại gọi ra ngoài. Sau 3 hồi chuông thì đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh của Bí thư Trịnh Đông Phương. Chủ tịch Tử Quân, hôm nay sao lại có thời gian gọi điện thoại cho tôi thế này? Có phải muốn mời tôi ăn cá không? Tôi nói cho cậu biết, lần trước thật sự là không tệ, món cá rất ngon, đến bây giờ vẫn còn đọng lại hương vị. Trịnh Đông Phương lên tiếng rất gần gũi, trong quan trường thì những lời gần gũi như vậy cũng chính là quan uy, đó là những chuẩn bị đặc biệt cho thân phận của lãnh đạo. Thượng cấp tùy ý với hạ cấp thì được gọi là bình dị gần gũi, nếu hạ cấp đối với thượng cấp không phân biệt rõ vị trí, như vậy sẽ là phạm thượng làm loạn, không biết nặng nhẹ. Vương Tử Quân hiểu được điều này, Trịnh Đông Phương tỏ ra tùy ý là muốn bày ra thân phận của mình, nhưng khi Vương Tử Quân đối mặt với Trịnh Đông Phương thì lại tỏ ra cực kỳ cung kính. Lúc này hắn dùng giọng cực kỳ khiêm tốn và kính sợ nói. Bí thư Trịnh, khi nào ngài có thời gian thì tôi nhất định sẽ quấy rầy. Chỉ cần Bí thư Trịnh không mắng tôi vì đã làm phiền là được. Ha ha ha, tiểu vương này đúng là khéo ăn nói. Trịnh Đông Phương cười lớn vài tiếng trong điện thoại, sau đó tiếp tục nói vài câu liên quan đến vấn đề ngoài lề. Chị dâu đã mở miệng khen cậu, nói rằng rất hiếu kỳ, rất muốn nhìn xem vị chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất huyện Lô Bắc có bộ dạng thế nào, khi nào cậu rảnh nhớ đến nhà dùng cơm. Cảm ơn Bí thư Trịnh, cảm ơn chị nhà. Vương Tử Quân nói vài lời khách khí. Sau đó thay đổi chủ đề. Bí thư Trịnh, vừa rồi Bí thư Trần đã từ chức trên hội nghị thường ủy huyện ủy, vài ngày nữa đơn từ chức sẽ được đưa đến bàn làm việc của ngài. Vương Tử Quân nói vài câu hời hợt nhưng Trịnh Đông Phương lại có thể cảm nhận được rõ ràng tình hình lúc này, lần này Vương Tử Quân làm cho Trần Lộ Giao phải từ chức, hơn nữa Trần Lộ Giao đề xuất rất bình tĩnh, đó không phải là chuyện dễ dàng gì. Đây đúng là một tên đa mưu túc trí, Vương Tử Quân này xem ra có thủ đoạn khá cao. Trịnh Đông Phương thầm cảm khái, sau đó trầm giọng nói. Tôi sẽ sắp xếp chuyện của đồng chí Trần Lộ Giao, các cậu có đề cử gì cho vị trí phó bí thư chủ quản công tác chính trị chưa? Đã có, là trưởng phòng Tôn Quốc Lương. Vương Tử Quân tranh thủ thời gian giới thiệu vài câu về Tôn Quốc Lương. Trịnh Đông Phương không tính là quen thuộc với các vị cán bộ lớn nhỏ ở huyện Lô Bắc, nhưng tư liệu về mỗi người đều nằm sẵn trong đầu. Dù sao thì huyện Lô Bắc cũng mới về trong tay thành phố An Dịch trong thời gian gần đây. Đối với một tồn tại mẫn cảm như vậy thì lãnh đạo đứng đầu thành phố An Dịch cũng không dám xem thường. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói về Tôn Quốc Lương, Trịnh Đông Phương thầm đánh giá cao về Vương Tử Quân thêm vài phần. Không tranh giành chức vụ phó bí thư, lại đề cử trưởng phòng tổ chức, nếu là người thường thì sẽ khó thể nào nắm chắc chừng mực như vậy. Dù sao thì nếu xét về quyền lực thì phó bí thư sẽ lớn hơn rất nhiều, bây giờ Vương Tử Quân tranh chấp với Dương Quân Tài. Nếu như muốn nắm vị trí phó bí thư kia cho người của mình thì sẽ bày ra bộ dạng tham lam, tranh thủ chức vụ trưởng phòng tổ chức thì sẽ không phát sinh nhiều vấn đề. Được, tôi biết rồi. Trịnh Đông Phương cười lớn rồi cúp điện thoại, Vương Tử Quân nghe thấy vậy mà thầm kích động, điều này có nghĩa là mọi việc đã thành công. Trịnh Đông Phương rất phẫn nộ với sự kiện liên quan đến Thiếu Tử Đông, dù lão là bí thư thành phố An Dịch và không thể nói thêm điều gì, nhưng lão lại rất bất mãn với thủ đoạn của Dương Quân Tài và Trần Lộ Giao. Bây giờ Vương Tử Quân ra tay cũng phù hợp với tâm ý của lão. Nếu như không phải Trịnh Đông Phương giúp đỡ thì Vương Tử Quân sẽ không thể nắm chắc 10 phần trong lúc trao đổi điều kiện với Trần Lộ Giao. Dù sao thì một vị trí phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc thành phố cũng không phải là một chủ tịch huyện có thể thao túng được. Vương Tử Quân khẽ buông điện thoại, hắn vặn vẹo người, coi như sự việc đã kết thúc, Dương Quân Tài bây giờ dù có chạy nhảy thế nào cũng không thể nào thoát khỏi tầm khống chế của mình. Nếu so sánh với Vương Tử Quân thì Dương Quân Tài lại cực kỳ tức giận, thư ký vì viết sai vài chữ trong một văn kiện sơ thảo mà bị mắng như xối máu chó lên đầu, ngay cả những lời như con đê ngàn dặm sẽ bị hủy vì một tổ mối cũng được nói ra. Sau khi phát tiết xong thì hắn thở phì phò ngồi xuống chiếc ghế của mình, hút thuốc được Lưu Truyền Pháp đưa cho, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Dương Quân Tài không mở miệng thì Lưu Truyền Pháp cũng không dám lên tiếng, hắn là tâm phúc của bí thư Dương Quân Tài. Hắn biết mình ngồi với lãnh đạo mà không nói lời nào mới là tốt nhất, đỡ rơi vào tình huống nói một câu nào đó sai lệch và bị Bí thư Dương trách mắng. Đừng nghĩ rằng bình thường Bí thư Dương luôn mỉm cười với Lưu Truyền Pháp mà lầm, thật lòng thì Lưu Truyền Pháp biết rất rõ Bí thư Dương coi thường mình. Trong lòng một con rồng như Dương Quân Tài thì Lưu Truyền Pháp căn bản chỉ là một nô tài hữu dụng mà thôi. Tên khốn Trần Lộ Giao. Dương Quân Tài dùng giọng hung hăng mắng một câu, giọng điệu cực kỳ âm tàn, giống như còn mang theo chút bạo ngược. Lưu Truyền Pháp cố gắng tìm từ, lúc này mới cẩn thận nói. Bí thư Dương,
Trần Lộ Giao này chết không có gì đáng tiếc, tốt nhất là chết luôn trong bệnh viện thì hay. Nhưng nếu để cho Tôn Quốc Lương tiếp nhận vị trí của Trần Lộ Giao, là phó bí thư nắm công tác tổ chức, như vậy vị trí trưởng phòng tổ chức sẽ là lỗ hổng. Theo tôi thấy thì Vương Tử Quân rõ ràng là ông say không phải vì rượu, hắn đang dòm ngó vị trí trưởng phòng tổ chức này. Dương Quân Tài đã sớm nghĩ tới điều này, nhưng hắn lại không có kế sách nào để phá thế cục vào lúc này. Nếu như để mặc nó tự phát triển, như vậy quyền nhan sự sẽ bị Vương Tử Quân đào đi một góc lớn. Theo ý anh thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Dương Quân Tài trầm ngâm một lát rồi dùng giọng bình thản nói. Tôi thì có biện pháp sao? Anh cũng không tìm ra được biện pháp, vậy một vị chủ nhiệm văn phòng huyện ủy như tôi sẽ nghĩ ra được sao? Lưu Truyền Pháp thầm nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không dám nói ra dưới ánh mắt đỏ ngầu của Dương Quân Tài, hắn trầm ngâm một lát mới nói. Bí thư Dương, nếu không thì chúng ta thương lượng với bí thư Trình xem thế nào? Để xem có tìm được biện pháp gì ở thị ủy hay không? Tìm biện pháp từ thị ủy, Lưu Truyền Pháp vừa nói ra như vậy thì hai mắt Dương Quân Tài chợt tỏa sáng, hắn chợt bóp nát đầu thuốc trong tay, sau đó đứng thẳng người lên. Sau khi ngồi xuống vị trí tượng trưng cho quyền lực cao nhất của mình ở huyện Lô Bắc, Dương Quân Tài cầm điện thoại lên, nhưng hắn cũng không gọi điện thoại cho Trình Vạn Thọ, mà gọi đến cho Tề Chính Hồng ở thành phố Sơn Viên. Alo, chú Tề đó phải không? Cháu là Quân Tài. Dương Quân Tài thật sự tỏ ra rất tôn kính Tề Chính Hồng, hắn lên tiếng bằng giọng điệu tươi cười hớn hở. Tuy cách điện thoại nhưng Lưu Truyền Pháp vẫn có thể nghe được tiếng cười cởi mở của Tề Chính Hồng. Quân Tài, gần đây bận rộn lắm sao? Bí thư Dương đã đặc biệt thông báo, nói tôi phải quan tâm đến cậu, nếu cậu có thể đến thành phố Sơn Viên, chú cháu chúng ta cùng uống vài ly. Tuy Dương Độ Lục bây giờ không còn là bí thư tỉnh ủy tỉnh Sơn Nam, thế nhưng Tề Chính Hồng vẫn xưng hô là bí thư Dương. Như vậy vừa chứng minh hắn không quên được bí thư Dương, vừa bày tỏ mối quan hệ thân cận giữa hai bên. Dương Quân Tài rất hài lòng với phản ứng của Tề Chính Hồng, hắn cười ha hả nói. Chỉ cần là chú Tề phân phó, cháu nhất định sẽ không nói nhiều, sẽ lập tức chấp hành. Nhưng khoảng thời gian này cháu có chút bận rộn, cháu dù muốn đến thành phố Sơn Viên thì cũng không thể thoát thân ra được. À, bây giờ dưới huyện đang rất bề bộn, đang vào mùa thu hoạch, cũng cần quan tâm đến công tác phòng cháu. Nếu không dân chúng thất thu cũng cực kỳ phiền toái. Tề Chính Hồng rất quen thuộc công tác ở nông thôn, hắn cũng không cần suy tư mà trực tiếp nói đúng trọng điểm của công tác tuyến dưới. Dương Quân Tài thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng hắn cũng không thể nói ra sự thật. Hắn công tác ở huyện Lô Bắc được một thời gian không tính là ngắn, thế cho nên hắn cũng không phải hoàn toàn không hiểu rõ tất cả các sự việc đang xảy ra. Vì thế mà chỉ sau nháy mắt hắn đã nói ra những chuẩn bị của huyện ủy chính quyền cho công tác thu hoạch của nhân dân, hơn nữa còn nói rất hay, đúng trọng điểm. Nhưng Tề Chính Hồng cũng không phải dễ lường gạt, hắn tuy nghe thấy Dương Quân Tài nói rất rõ ràng nhưng trong lòng thầm hiểu đối phương đang chơi trò qua loa với mình. Nhưng hắn không phải là bố của Dương Quân Tài, đối phương nói như vậy cũng chỉ có thể mặc kệ, không những không đâm phá mà còn khuyến khích Dương Quân Tài vài câu. Chú Tề, cháu có chuyện cần báo cáo với chú. Muốn chú làm chủ cho cháu. Dương Quân Tài sau khi nói ra vài chuyện liên quan đến huyện Lô Bắc thì cũng không tiếp tục đi đường vòng, hắn mở miệng nói rõ sự việc vừa xảy ra. Tề Chính Hồng nghe những lời của Dương Quân Tài, hai chân mày càng nhíu lại. Hắn biết rõ sự kiện kia có ý nghĩa thế nào với Dương Quân Tài, nếu như mất đi quyền nhân sự thì Dương Quân Tài sẽ là thùng rỗng kêu to. Tên thanh niên kia thật sự mạnh mẽ sắc bén, Tề Chính Hồng nghĩ đến Vương Tử Quân mà không khỏi cảm thán một câu. Tuy từ tận đáy lòng hắn rất tán thưởng Vương Tử Quân, thế nhưng dù sao thì nguyên nhân cũng vì Dương Quân Tài và Trần Lộ Giao đối phó người ta trước, người ta cũng phải có quyền phản kích chứ. Nhưng Dương Quân Tài dù sao cũng là con trai của Dương Độ Lục, khốn nổi bí thư Dương lại giao con cho mình, nếu như Dương Quân Tài gãy cánh xa lầy, mình còn mặt mũi đi gặp Dương Độ Lục sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Tề Chính Hồng chợt có ý nghĩ mới, hắn khẽ cười nói. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ cần chúng ta thao túng cho tốt, chúng ta sẽ làm cho vị chủ tịch Vương kia tiền mất tật mang. Chương 315 Hợp tung liên hoành tứ phương động. Dương Quân Tài cầm điện thoại mà bàn tay thật sự run rẩy, dù hắn vẫn đang rất tức giận với tình huống Tề Chính Hồng nhúng tay vào sự kiện của Tiếu Tử Đông, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận lực khống chế chính trị của đối phương. Tề Chính Hồng là một phó chủ tịch thường vụ tỉnh, tất nhiên sẽ không phải là người thích nói ngoa. Có thể biến sự kiện đám người Vương Tử Quân gây sự thành chuyện tốt cho mình, như vậy đối với bọn họ thật sự là quá mức quan trọng. Dương Quân Tài trầm ngâm một chút rồi cũng nhanh chóng nói.
Kính xin chú Tề chỉ điểm. Tề Chính Hồng cũng có hứng thú không nhỏ với sự kiện này, hắn cười ha hả nói. Quân tài, cháu chủ yếu là cố kỵ chủ tịch Vương thò bàn tay vào quyền nhân sự trong huyện Lô Bắc, nhưng cháu lại chưa từng nghĩ phần công tác của chức vụ phó bí thư kia rơi vào trong tay mình thì hơn cả. Chính mình nắm giữ thì hơn. Sau khi nghe lời nói của Tề Chính Hồng thì Dương Quân Tài thật sự run rẩy, hắn cũng không mở miệng mà vẫn lẳng lặng chờ đợi. Chủ tịch Vương kia sở dĩ có thể đạt thành hiệp nghị với Trần Lộ Giao cũng là vì hai bên có sự kết hợp, Trần Lộ Giao không thể không đi theo con đường mà Vương Tử Quân đã sắp xếp. Trên con đường đó Trần Lộ Giao dù có tổn thất thì cũng an toàn lui xuống, mà Vương Tử Quân có thể tranh thủ được vị trí trưởng phòng tổ chức, người gặp tổn thất lớn nhất chính là cậu. Tề Chính Hồng không hổ là cán bộ lão thành đầy kinh nghiệm, tuy đang ở thành phố Sơn Viên cách xa huyện Lô Bắc thế nhưng chỉ sau nháy mắt đã phân tích rất rõ ràng. Dương Quân Tài gật đầu xưng vâng, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên hắn thất bại nặng như vậy. Giọng điệu của Tề Chính Hồng ở bên kia tiếp tục truyền đến. Quân Tài, trước mắt phương án tốt nhất của Vương Tử Quân chính là kéo Trần Lộ Giao đến bên cạnh, không phải ép Trần Lộ Giao xuống đài, như vậy mới cướp được vị trí trưởng phòng tổ chức. Tôi thấy Vương Tử Quân là người cực kỳ khôn khéo, những chuyện như vậy mà cũng có thể xử lý một cách êm thấm. Bây giờ đối phương lựa chọn điều Trần Lộ Giao đi nơi khác, tự mình nhúng tay vào quyền nhân sự, chính mình đẩy một cán bộ lên tiếp nhận vị trí trưởng phòng tổ chức, không gì khác hơn ngoài hai nguyên nhân. Một chính là bí thư Trần thật sự không được tin tưởng, Vương Tử Quân sợ người này tiếp tục giữ vững vị trí sẽ phát sinh mưa gió. Một nguyên nhân khác chính là có thượng cấp hứa hẹn. Chỉ cần Vương Tử Quân sắp xếp cho Trần Lộ Giao thoái vị, như vậy sẽ làm theo sắp xếp của hắn. Trong thành phố An Dịch, người có quyền lực như vậy chỉ có một, đó là Bí thư Trịnh Đông Phương, mà tôi nghe nói quan hệ giữa Bí thư Trịnh Đông Phương và Vương Tử Quân là rất tốt. Tề Chính Hồng nói thật sự giống như từng tiếng chuông vang lên làm cho Dương Quân Tài thật sự tỉnh táo, lúc này hắn mới có thể kết nối tất cả sự việc thành một chuỗi, đồng thời các sự việc phát sinh theo chiều hướng nào cũng đã quá rõ ràng. Các công tác chỉnh đốn tác phong, mở rộng tuyên truyền ra bên ngoài, hay như sự kiện Trần Lộ Giao từ chức cũng đều là do một tay Vương Tử Quân thúc đẩy, mục đích của Vương Tử Quân lại chính là muốn tìm được một phần bánh của mình ở phương diện nhân sự. Bây giờ Dương Quân Tài thật sự cảm thấy mình cất bước khó khăn ở phương diện nhân sự, nếu để cho Vương Tử Quân bổ nhiệm người vào vị trí trưởng phòng tổ chức, như vậy xem như mình chính thức mất quyền lực ở huyện Lô Bắc. Vương Tử Quân đã cho ra kế hoạch khá lớn. Dương Quân Tài thầm cảm khái và càng cảm thấy thật sự bối rối. Trịnh Đông Phương là bí thư thị ủy, nếu bổ nhiệm một vị trưởng phòng tổ chức huyện ủy thì thật sự không ai qua mặt được lão, dù là Trình Vạn Thọ hay Cát Trường Lễ cũng không làm được. Vô tình Dương Quân Tài chợt sinh ra cảm giác vô lực, loại cảm giác này chẳng những là áp lực từ bí thư Trịnh Đông Phương, còn là vì những phương án ra tay cực kỳ hoàn mỹ của Vương Tử Quân. Chú Tề, cháu nên làm gì bây giờ? Dương Quân Tài lúc này cực kỳ nôn nóng. Hắn dùng giọng bối rối nói. Nói ra những phương diện huyền diệu trong sự kiện ở huyện Lô Bắc thật sự không phải là vấn đề gì khó với Tề Chính Hồng, đối với hắn thì những thứ kia căn bản không là gì lớn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, hành vi phân tích như vậy càng làm hắn cảm thấy vui sướng cực điểm. Tề Chính Hồng cảm thấy mình có cảm giác như vậy tất nhiên sẽ không phải vì đối phương là con trai của thủ trưởng, lại càng không phải vì Trịnh Đông Phương. Dù những người kia sau này sẽ là cường địch của mình ở phương diện chính trị, thế nhưng lúc này cũng không đáng là gì. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến gương mặt trẻ tuổi của vị chủ tịch Vương, bàn tay hắn không biết vì sao lại siết chặt. Tề Chính Hồng cảm thấy bản thân có chút khác thường, hắn không tự giác được phải cười cười, thầm nghĩ mình lại coi một tên tiểu bối là đối thủ, đúng là không phóng khoáng. Nhưng tự diễu thì tự diễu, phá vỡ thế cục của Vương Tử Quân làm cho hắn sinh ra cảm giác thật sự vui sướng. Nhưng lời nói của Dương Quân Tài lại làm cho Tề Chính Hồng cảm thấy giống như mình nuốt phải ruồi bỏ. Thầm nghĩ con trai của lãnh đạo nhìn qua cũng không đến nổi, vì sao bây giờ lại biến thành con rùa rồi. Đúng là hổ phụ sinh khuyển tử. Tuy trong lòng rất cảm khái nhưng Tề Chính Hồng vẫn nhẫn nại nói. Chuyện này nếu chúng ta không biết thì tất nhiên sẽ không cản được tay của Trịnh Đông Phương, nhưng bây giờ Trịnh Đông Phương chưa tỏ thái độ, chúng ta còn nhiều thứ để lợi dụng. Thế này đi, cậu đến tỉnh thành một chuyến. Tôi sẽ cho anh Trình hẹn gặp mặt Lý Dật Phong. Để cho Trình Vạn Thọ hẹn gặp mặt chủ tịch thành phố Lý Dật Phong, Dương Quân Tài biết rõ nếu Lý Dật Phong đứng ra, dù Trịnh Đông Phương có cường thế ra sao, đối mặt với liên minh kiềng ba chân gồm Trình Vạn Thọ, Lý Dật Phong và Cát Trường Lễ thì cũng phải xem xét lại. Tốt, chú Tề, cháu đi đây. Dương Quân Tài thật sự không thể nào che giấu được niềm vui sướng của mình. Ừ,
Khi nào cậu đến thành phố An Dịch thì nhớ điện thoại cho tôi. Tề Chính Hồng nói một tiếng, lại tiếp tục. Chỗ cậu có người nào sử dụng được không? Lúc này chúng ta tranh thủ vị trí phó bí thư huyện ủy, để cho tiểu tử kia trộm gà không được còn mất nắm gạo. Dương Quân Tài nghe được giọng điệu vui vẻ của Tề Chính Hồng mà càng thêm bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không khỏi óc vài phần cảm giác khác lạ. Bố mình hay nói Tề Chính Hồng là người kiêu ngạo, xem ra cũng không quá đúng, nếu như thật sự kiêu ngạo thì chú Tề sao lại cảm thấy vui vẻ vì giúp mình vài việc vặt thế này. Bí thư Dương cảm thấy rất hài lòng, nhưng hắn biết rõ Tề Chính Hồng muốn tự thân ra tay cũng vì lấy lại mặt mũi, cũng không biết tất cả có tốt đẹp hay không. Người có thể dùng sao? Ánh mắt Dương Quân Tài chợt xoay chuyển, sau đó rơi lên người của Lưu Truyền Pháp. Tất nhiên Lưu Truyền Pháp cũng nghe được vài phần nội dung cuộc điện thoại của Dương Quân Tài, cũng đoán ra được vài thứ, cũng biết cơ hội khó kiếm của mình đã đến. Thế là hắn ngẩng đầu lên, dùng hành động thực tế để chứng minh mình là người đáng tin của Bí thư Dương. Những biểu hiện của Lưu Truyền Pháp cũng thật sự không lãng phí, hắn đến huyện Lô Bắc công tác chưa lâu, hắn lợi dụng sự trợ giúp của Dương Quân Tài để làm việc, thế là cũng đắc tội không ít với các vị lãnh đạo. Nhưng trong mắt Dương Quân Tài thì đây là một người có thể sử dụng. Lúc này nghe thấy Tề Chính Hồng nói như vậy thì lên tiếng cắt ngang lời. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lưu Truyền Pháp cũng là một đồng chí khôn khéo giỏi giang, giác ngộ chính trị cao độ, là một mầm mống tốt. Tề Chính Hồng là kẻ nghe tiếng đàn đã biết ý nghĩa bài ca, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy đều là tâm phúc của bí thư huyện ủy, nếu Lưu Truyền Pháp là tâm phúc của Dương Quân Tài, như vậy Tề Chính Hồng cũng không làm khó mà gật đầu đồng ý. Truyền Pháp, tin tức tốt, chủ tịch Tề đã đồng ý giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Cậu cứ chờ một chút, chúng ta sẽ đi đến thành phố Sơn Viên. Dương Quân Tài vung tay lên, hắn dùng giọng trần đầy tin tưởng nói với Lưu Truyền Pháp. Lưu Truyền Pháp lúc này cũng rất hưng phấn, phó bí thư huyện ủy, còn là phó bí thư nắm công tác tổ chức, nghĩ đến vị trí này mà lòng người càng thêm hưng phấn. Hắn nghĩ đến tình huống mình làm phó bí thư huyện ủy, thoát khỏi văn phòng huyện ủy rối loạn với đám phó chủ nhiệm bằng mặt không bằng lòng, hắn càng cảm thấy thoải mái. Vâng, bí thư Dương. Tôi sẽ phải đi chuẩn bị, lúc này có chủ tịch Tề ra tay, chúng ta có trò hay để xem rồi. Cũng không biết khi Vương Tử Quân phát hiện ra tình huống mình tự nâng đá đập chân mình thì sẽ có bao nhiêu cảm tưởng đây. Lưu Truyền Pháp nói, giọng điệu cố ý rất khoa trương, làm cho Dương Quân Tài không khỏi mở miệng cười ha hả. Khi lãnh đạo huyện ủy đang cố gắng thi triển thần thông trong sự kiện Trần Lộ Giao từ chức, trong một khu vực đại sảnh hành chính vừa được thành lập, nhóm người Vương Tử Quân và Phó Chủ tịch Thường vụ Tiếu Tử Đông đang tự mình cắt băng khai trương. Trong nghi thức cắt băng khai trương, Vương Tử Quân yêu cầu các nhân viên công tác của đại sảnh hành chính phải cố gắng công tác, phải toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, nhiệt tình phục vụ, nghiêm khắc phê duyệt, đảm bảo môi trường tốt cho quá trình phát triển kinh tế của huyện Lô Bắc. Từ lúc đại sảnh hành chính được phê chuẩn trong hội nghị thường ủy và đến lúc khai trương chỉ mất một tuần, mà thời gian chủ yếu chính là dùng để lắp đặt thiết bị. Tất cả các đơn vị ban ngành đều tỏ ra giúp đỡ lời đề nghị của Chủ tịch Vương, ai cũng biết đó là phương án mà Chủ tịch Vương đề ra, tất nhiên sẽ là chiến tích của Chủ tịch Vương, sao không nhanh chóng thực hiện cho được. Vì hạng mục đại sảnh phục vụ hành chính mà Cục Lương thực tuy không có gì cần phải phê duyệt, thế nhưng vị cục trưởng của bọn họ lại chủ động đi tìm Chủ tịch Vương Tử Quân, muốn cung cấp một tòa nhà 3 tầng để không trong cục để làm văn phòng phục vụ hành chính. Sau khi khai trương, Vương Tử Quân đi thăm đại sảnh hành chính. Hắn thấy đại sảnh rất nhỏ gọn, cũng không đường hoàng khí phái như đời sau, mỗi đơn vị và phòng ban chỉ có một bàn, bên trên có một tấm bảng viết tên của đơn vị và các con dấu với công tác tương quan. Nhưng đại sảnh hành chính này lại làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất thoải mái, hắn thấy đây là một khu vực phục vụ tốt cho công tác hành chính, không cần thiết phải khí phái, chỉ cần có thể phục vụ tốt cho nhân dân là được. Khi Vương Tử Quân cưỡi ngựa xem hoa đi xem xét khu vực đại sảnh hành chính, một hình bóng xinh đẹp chợt xuất hiện trước mặt hắn. Đó chính là bàn công tác thuộc về Cục Công an, Đỗ Tiểu Trình mặc đồng phục cảnh sát đang bĩu môi ngồi đó, giống như có ai đang thiếu nợ nàng vậy. Vương Tử Quân nhìn Đỗ Tiểu Trình ngồi đó với gương mặt đầy tâm tình, hắn không khỏi thầm cảm thấy vui vẻ, không có việc gì thì nói đùa vài câu với nữ cảnh sát xinh đẹp này cũng là chuyện rất hay, nó trở thành một trong những chuyện rất thú vị đối với hắn. Dù biết có thú vị cũng không nhất định sẽ tốt, thế nhưng hắn là một người không có nhiều sở thích. Thế là hắn cũng không muốn từ bỏ. Này đồng chí, cô ngồi đây chủ yếu phê duyệt giấy tờ gì vậy? Vương Tử Quân mỉm cười nhìn Đỗ Tiểu Trình rồi khẽ hỏi. Đỗ Tiểu Trình cũng là một danh nhân trong huyện Lô Bắc, dù sao thì nữ cảnh sát xinh đẹp cũng không nhiều, hơn nữa bố của nàng là phó bí thư chủ quản khối tư pháp,
lại càng làm cho nàng thêm nổi tiếng. Trong cục công an thì nàng là một người mà đám lãnh đạo cần phải nâng đỡ quan tâm. Lúc này nàng vốn rất tức giận, nàng vốn đang công tác tốt ở đội hình sự, không ngờ lại bị điều đến đại sảnh phục vụ hành chính. Đối với đám cảnh sát khác thì đây là chuyện tốt khó thể rơi xuống đầu, thế nhưng đối với Đỗ Tiểu Trình thì nó lại là một chuyện không vui. Đỗ Tiểu Trình từ nhỏ đã thích những hình tượng anh hùng, công tác văn thư trong cục công an chính là thứ mà nàng ghét nhất. Nhưng đáng tiếc, sau khi nhận được điều lệnh thì đám lãnh đạo trước nay nàng nói gì nghe nấy lại giống như có quyết tâm cao độ, dù nàng có lên tiếng thế nào thì cũng mở miệng từ chối ngay. Ngay cả vị cục trưởng rất tốt với nàng là Liên Giang Hà thì cũng nhanh chóng chạy đi mất, nàng đến tìm vài lần đều không thể gặp mặt. Đỗ Tiểu Trình không thể làm gì được, nàng chỉ có thể tức giận ngồi trên bàn công tác, đang thầm nghĩ về nhà sẽ xử lý bố mình như thế nào. Nàng không phải là kẻ ngốc, sau khi phân tích sự việc thì hiểu rõ vấn đề ngay lập tức. Nhất định phải quay về đội cảnh sát hình sự, nếu không sẽ cho bố đẹp mặt. Đỗ Tiểu Trình nắm chặt tay rất quyết tâm, đột nhiên nàng nghe thấy có người nói chuyện với mình, khi ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt trẻ tuổi cười tủm tỉm nhìn mình. Đỗ Tiểu Trình nhìn gương mặt quen thuộc kia mà chợt cảm thấy trái tim run lên, nhưng ngay sau đó nàng lại chợt nghĩ đến gương mặt này biểu hiện cho quyền thế ra sao. Anh nói gì? Đỗ Tiểu Trình không biết Vương Tử Quân vừa nói gì, thế là nói một câu không cần suy nghĩ. Nhưng sau khi đặt câu hỏi thì vẻ mặt nàng chợt biến đổi, vì lúc này nàng phát hiện không phải chỉ có mỗi gương mặt trẻ tuổi kia là đang nhìn về phía mình. Liên Giang Hà đang nhìn mình, Thiếu Tử Đông cũng đang nhìn mình, còn có một nhóm cán bộ đang túm tụm bên kia nhìn nàng, tuy lúc nãy Đỗ Tiểu Trình đã nói một câu sai lệch, thế nhưng vẻ mặt đám người kia không chút biến đổi, dù sao thì bọn họ cũng biết đây là con gái của Đỗ Tự Cường. Này đồng chí, phải toàn tâm toàn ý công tác thì mới gặt hái được thành công, cô nhìn mình kìa, mới đi làm thì tinh thần đã không cao, như vậy cũng không hay. Vương Tử Quân bắt được điểm yếu của Đỗ Tiểu Trình, thế là dùng giọng không nể tình nói. Đỗ Tiểu Trình nhếch miệng, trong lòng chợt sinh ra cảm giác tức giận, mình lại bị đối phương nói lời coi thường. Tuy lúc này nàng đã nghĩ đến những nói lời nói đầy lý lẽ và hùng hồn, thế nhưng đối mặt với ánh mắt khác thường của các vị đồng nghiệp, nàng vẫn phải cúi đầu. Đại sảnh phục vụ hành chính đại biểu cho hình tượng của tất cả đơn vị và khối chính quyền huyện Lô Bắc, quần chúng đến xin con dấu, sẽ tìm đến đại sảnh này, thế cho nên yêu cầu nhân viên công tác cần có lòng nhiệt tình cao độ, hoàn thành nhiệm vụ mà khối chính quyền giao phó một cách tốt nhất, thực hiện đầy đủ lý niệm chấp chính vì dân. Từng tràng vỗ tay vang lên sau khi Vương Tử Quân nói xong, tuy trong đó vẫn còn nhiều tiếng nói ồn ào, thế nhưng phần lớn đều bị Chủ tịch Vương thuyết phục. Đám ký giả đài truyền hình đi theo sau lưng Vương Tử Quân càng vận dụng khả năng múa bút để tốt ký, nhanh chóng ghi chép lời nói của Chủ tịch Vương. Có vài vị phóng viên trẻ tuổi cảm thấy nếu ghi lại tất cả lời nói của Chủ tịch Vương thì mình sẽ có được một bài viết rất hay. Không ngờ mình lại biến thành đá kê chân để người kia hót như khiếu, Đỗ Tiểu Trình siết chặt nắm đấm, nàng nóng lòng điều tiết tâm tư. Nàng muốn cho đối phương biết mình cũng không phải là người dễ dàng chịu thua như vậy. Lúc Đỗ Tiểu Trình cúi đầu thì Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác đã đắc tội với cô cháu gái này, nhưng lúc này có quá nhiều người ủng hộ, hắn cũng chỉ có thể mở miệng nói thêm vài câu cổ vũ, sau đó được mọi người túm tụm rời khỏi bàn công tác của Đỗ Tiểu Trình. Sau khi tham gia nghi thức khai trương đại sảnh phục vụ hành chính, Vương Tử Quân đi đến khu quy hoạch. Đây là một công trình trọng điểm mà Vương Tử Quân tự mình chủ đạo, lúc này khu quy hoạch đang ở vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Dù phương diện lợi nhuận và thuế vẫn chưa có tăng trưởng rõ ràng thế nhưng phương diện giải quyết công ăn việc làm lại có thành tích rõ rệt, chỉ riêng nửa năm qua đã có hơn ngàn người được nhận vào làm việc. Lý Cẩm Hồ chờ sẵn ở cổng khu quy hoạch khi Vương Tử Quân đi đến, lúc này trong khu quy hoạch đang có 10 nhà máy được khởi công xây dựng, tương lai tươi sáng. Chủ tịch Vương, vị này chính là giám đốc Tống của nhà máy chế biến giấy Thần Quang. Lần này anh ấy đến huyện Lô Bắc để xây dựng một nhà máy giấy hàng năm nộp vào số tiền thuế lên đến con số 5 triệu. Lý Cẩm Hồ hàn huyên vài câu với Vương Tử Quân, sau đó chỉ tay giới thiệu một người đàn ông trung niên hói đầu ở phía sau cho Chủ tịch Vương. Lúc này khắp nơi đều coi trọng công tác kêu gọi đầu tư, thế cho nên thân phận của các nhà đầu tư được coi trọng cao độ, rất nhiều nơi cung phụng đám người này như thần tài. Vương Tử Quân bình thường không nhúng tay vào công tác của khu quy hoạch. Đối với hắn thì cần phải nắm toàn diện, nắm công tác cụ thể, tất cả những thứ còn lại đều do nhóm người Lý Cẩm Hồ hoàn thành. Sau khi khách sáo vài câu với giám đốc Tống, Vương Tử Quân đi về phía khu văn phòng của khu quy hoạch. Tút, tút, tút. Tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên, Tôn Hạ Châu nhìn dãy số hiện ra trong điện thoại thì nhanh chóng đưa đến cho Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân nhìn dãy số, thấy đó là số điện thoại phòng thư ký của bí thư Trịnh Đông Phương, hắn nhanh chóng nghe máy. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Trương Đức Long. Điện thoại nhanh chóng được nối thông, từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tràn đầy vui vẻ của Trương Đức Long. Trương Đức Long là thư ký của Trịnh Đông Phương nhưng lại rất khiêm tốn trên nhiều phương diện. Thư ký của lãnh đạo không thể xem là nhỏ, Vương Tử Quân tiếp xúc với bí thư Trịnh Đông Phương, tất nhiên cũng có quan hệ không tệ với thư ký Trương Đức Long. Lúc này hắn nghe thấy âm thanh của Trương Đức Long, thế là mỉm cười nói. Thủ trưởng gọi điện thoại cho tôi, có phải là có chuyện tốt muốn tìm tôi không? Không biết từ khi nào mọi người bắt đầu xưng thư ký của lãnh đạo là thủ trưởng số 2, Vương Tử Quân nói như vậy với Trương Đức Long chính là biểu hiện sự thân cận giữa hai bên. Nhưng Vương Tử Quân xưng hô như vậy thì Trương Đức Long lại không dám nhận, Vương Tử Quân có mối quan hệ tốt với lãnh đạo của mình, Trương Đức Long tất nhiên biết rõ địa vị của Vương Tử Quân trong lòng Trịnh Đông Phương là thế nào. Chủ tịch Vương cũng đừng nói lời vui đùa như vậy, nói ra thì ngài mới là thủ trưởng của tôi. Là thế này. Chút nữa sẽ mở hội nghị thường ủy thị ủy, nghe nói bí thư Trịnh sắp thông qua vài chuyện, thế là tôi gọi điện thoại chúc mừng anh. Trương Đức Long nói vài câu rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân cũng cúp điện thoại, trong lòng có vài phần phấn khởi, dù sao thì những gì mình vung tay thao tác cuối cùng sắp biến thành sự thật. Phòng họp của thị ủy An Dịch thật sự khí phái hơn rất nhiều so với huyện Lô Bắc, lúc này các vị thường ủy thị ủy An Dịch đều đã tập trung trong phòng. Đám người hút thuốc thả khói làm cho bầu không khí đầy khói sương. Cả phòng đầy sương mù mờ mịt. Trịnh Đông Phương là bí thư thị ủy, lão ngồi trên vị trí chủ vị, điếu thuốc trong tay đã cháy hơn phân nửa, ngón tay khẽ búng ra, phần tàn thuốc đã rơi xuống chiếc gạt tàn trước mặt. Hội nghị đã mở hơn một giờ, cái chương trình hội nghị đã được thông qua đúng như tính toán của Trịnh Đông Phương. Ý chỉ của mình được hội nghị thường ủy chứng thực, đây chính là biểu hiện khống chế thành phố An Dịch trong tay của lão. Bí thư Trịnh, Chủ tịch Lý. Hai ngày trước Phó Bí Thư Trần Lộ Giao của huyện Lô Bắc đã đề xuất vì nguyên nhân sức khỏe yếu mà muốn rời khỏi chức vụ hiện tại với phòng tổ chức thị ủy, vì nó có liên quan đến vấn đề ổn định đại cục của huyện Lô Bắc, thế cho nên đặc biệt mời các vị thường ủy xem xét là có nên thông qua hay không. Cát Trường Lễ lên tiếng, xem như ném ra tin tức Trần Lộ Giao xin từ chức. Trịnh Đông Phương tuy biết rất rõ về chuyện này, lúc đó đã cho thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy là Lô Tân Lương đến liên hệ với Cát Trường Lễ. Lúc này thấy Cát Trường Lễ lên tiếng thì lão thầm gật đầu. Lão thật sự không mấy quan tâm đến sự kiện này, dù sao đó chỉ là một vị phó bí thư huyện ủy, nếu so với những chuyện vừa bàn bạc thì căn bản không tính là gì. Những chuyện lớn khác còn được thông qua theo ý chỉ của mình, huống hồ là chuyện nhỏ nhặt thế này. Trịnh Đông Phương nghe xong báo cáo của Cát Trường Lễ thì cười nói. Không tham quyền tiếc vị, có thể nhận thấy rõ tình thế phát triển của địa phương, đồng chí Trần Lộ Giao xem như rất chú trọng đến công tác. Tôi cảm thấy đây là đồng chí tốt. Trịnh Đông Phương là một bí thư thị ủy, bình thường lão không thích dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói ra ý nghĩ của mình, lão thường để cho các vị thường ủy nói ra, như vậy mới thể hiện quyền uy của mình, càng quán triệt ý chỉ của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.